Lôi Âm hiểu rõ sức mạnh của đòn đánh này, chỉ có thể dốc hết sức lực để đỡ. Trân áp, Lôi Âm tức giận gào thét, hai tay biến thành hai trường, đánh vào bàn tay ác ma đang tấn công tới của Lucifer. Ầm, um, vào lúc hai tay của Lôi Âm sắp giữ được bàn tay ác ma của Lucifer, bàn tay ác ma của Lucifer đột nhiên động đậy. Lập tức xuyên qua giữa hai tay của Lôi Âm, nhắm trúng lồng ngực của ông ta. Không có gì bất ngờ, Lôi Âm phun ra một ngụm máu, người bay ngược ra ngoài sau khi nặng nề rơi xuống đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu hơi thở thần cảnh hậu kỳ trên người ông ta ban đầu cũng lập tức biến mất lucifer đứng tại chỗ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống lôi âm từ trên cao lạnh lùng nói ông mà cũng dám đỡ bàn tay ác ma của tôi á dứt lời lucifer lại ra tay bàn tay ác ma lập tức biến thành móng vuốt nhắm thẳng vào đầu lôi âm lúc này lôi âm mở to hai mắt trong mắt đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng ông ta biết dù mình không chết dưới đòn này thì sau đó cũng sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế lôi âm chẳng lẽ ông thật sự muốn ở thần cảnh trung kỳ cả đời luôn sao còn chưa đến bước đường cùng mà ông đã muốn từ bỏ rồi à nếu chỉ như thế mà ông đã từ bỏ tôi xem thường ông vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thế này một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên giống như tiếng sấm sét nổ vang bên tai lôi âm khi nãy mọi người đều tập trung sự chú ý lên người lôi âm và lucifer Hoàn toàn không ai chú ý đến còn có một người ngoài ở đây. Trong lúc nhất thời, các sát thủ của Hồng Trần đều sợ ngây người. Mấy sát thủ đứng gần Dương Thanh nhất đều phản ứng rất nhanh, lùi về sau mấy bước. Mà lúc này, Lôi Âm vốn dĩ đã tuyệt vọng, định từ bỏ cơ hội tranh đấu cuối cùng sau khi nghe thấy lời Dương Thanh nói thì lập tức tỉnh táo lại. "Không đến giờ phút cuối cùng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ." Lôi Âm thầm nói một câu trong lòng, trong đôi mắt ông ta tràn đầy kiên định còn mang theo ý chí chiến đấu nồng đậm, khí thế trên người ông ta cũng lại dâng lên cao một lần nữa. trong nháy mắt, ý chí chiến đấu phát ra từ trên người ông ta, ông ta vốn dĩ đang bị thương nặng vì đòn tấn công của Lucifer bỗng nhiên đứng lên một lần nữa. a, à, ông ta ngẩng đầu gào lên với không chung, như muốn dùng tiếng gào để đè nén nỗi khó chịu trong lòng. tất cả khó chịu đều biến mất sau tiếng hét này. ầm, um, khí thế trên người ông ta sột thẳng lên trời. chẳng mấy chốc lôi âm còn là thần cảnh trung kỳ nhưng hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên cao hơn dù chưa đột phá thần cảnh hậu kỳ nhưng chỉ thiếu một bước nữa thôi tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt đòn cuối cùng của lucifer còn chưa đến lôi âm đã phấn chấn lên một lần nữa trong mắt ông ta tràn đầy tự tin lập tức vung một cánh tay lên một sức mạnh vô cùng đáng sợ phát ra từ trên nắm đấm của ông ta phá ông ta tức giận gào thét cánh tay đánh xuống hơi thở võ thuật đáng sợ bộc phát từ nắm đấm của ông ta ầm um, lúc này đòn tấn công của lucifer cũng đã đến gã ta đánh thẳng vào đầu lôi âm nhưng lại bị quyền của lôi âm đánh trúng tay oanh lucifer tỏ vẻ ngạc nhiên gã ta hoàn toàn không ngờ lôi âm đã bị bàn tay ác ma làm bị thương nặng mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu càng không ngờ lôi âm còn có thể đánh ra đòn mạnh mẽ hơn gã ta hoàn toàn không kịp phản ứng sự kiêu ngạo khiến gã ta cho rằng dưới đòn vuốt này lôi âm không chết cũng sẽ bị thương nặng nhưng đòn đánh này của gã ta hoàn toàn không đánh trúng lôi âm ngược lại tay của gã ta còn bị lôi âm đánh trạch hướng đợi lúc gã ta lấy lại tinh thần lôi âm giáng một cú thật mạnh vào bụng gã ta trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người lucifer cứ thế bị đánh bay đây là lần đầu tiên lucifer bị đánh bay từ khi hai người giao chiến tôi làm được rồi lôi âm vui mừng lúc nhìn về phía dương thanh trong mắt ông ta tràn đầy kính nể dù ông ta biết danh tiếng tướng quân biên giới phía bắc của dương thanh cũng biết dương thanh rất mạnh nhưng lúc ông ta mới nhìn thấy dương thanh trong lòng vẫn thấy nghi ngờ thực lực của anh nhưng sau đó sau khi dương thanh liên tục tiêu diệt mấy cứ điểm của hồng trần ông ta mới biết dương thanh thật sự rất mạnh dù vậy trong lòng ông ta vẫn khá nghi ngờ dương thanh dẫu sao anh cũng còn rất trẻ mãi đến giờ phút này ông ta mới thấy thật sự khâm phục dương thanh cũng đã thừa nhận dương thanh chỉ với mấy câu ngắn ngủi đã khiến người đang ở trong bước đường cùng như ông ta chuyển bại thành thắng. Muốn phá vỡ ràng buộc võ thuật của ông thì liều mạng đấu một trận đi, chỉ có thời khắc sống chết mới ông mới có thể lĩnh ngộ được đạo lý võ thuật. Dương Thanh bình tĩnh nói, thiên phú võ thuật của ông rất mạnh, nếu như chỉ vì từng bị thương nặng mà ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật của ông thì thật sự rất đáng tiếc. Bây giờ chỉ có liều mạng đấu một trận mới có hy vọng phá vỡ ràng buộc võ thuật của ông. Một khi ông có thể lột xác thành công, sau này cũng không phải không có hy vọng đứng vững ở thần cảnh đỉnh phong. Lời nói này của Dương Thanh khiến nhiệt huyết trong người lâm ẩn sôi trào một lần nữa, đã lâu rồi ông ta không có cảm giác như vậy. Rõ, lôi âm cao giọng đáp, lúc nhìn về phía Lucifer, ý chí chiến đấu trong mắt càng nồng đậm hơn. Chỉ có sống chết mới có thể phá vỡ ràng buộc võ thuật. Lúc này Lucifer đã bỏ dậy từ dưới đất, ánh mắt vô cùng dữ tợn, gã ta nhìn chằm chằm lôi âm, không ngờ ông dám đánh tôi bị thương. Sao ông dám hả? lần này khi nhìn về phía lucifer trong mắt lôi âm đã không còn sự sợ hãi nữa tựa như đang nhìn một con mồi của mình vậy giết gã ta đột nhiên rậm xuống đất lao nhanh ra ngoài chết đi cho tôi lucifer đã hoàn toàn bị chọc giận đâu còn suy tính đến việc thủ lĩnh hồng trần bảo gã ta giữ lại người sống nữa gã ta lập tức bộc phát ra trạng thái mạnh nhất giống như một ác ma chân chính đến từ đại ngục cả người đều là sát khí đáng sợ còn lôi âm dù đã bị thương nặng nhưng lúc này khi đối mặt với lucifer trong mắt ông ta không có chút sợ hãi nào cả chỉ có sự điên cuồng quyết trí tiến lên ầm 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 hai người không ngừng va vào nhau trận chiến lúc này còn khiến người ta chấn động hơn trận chiến khi nãy dương thanh mỉm cười lôi âm ở trong trạng thái này nhất định sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều cơ hội như thế thật sự là chỉ có thể gặp mà không thể cầu anh tin lôi âm nhất định có thể thành công sau hôm nay chiêu châu sẽ có thêm một chiến thần thần cảnh hậu kỳ cao thủ đến thần cảnh còn có thể thật sự bước vào thần cảnh hậu kỳ đã ít lại càng ít. Kể cả trong chiến vực chiêu châu cũng chẳng có bao nhiêu. Bất cứ một cao thủ thần cảnh hậu kỳ nào cũng có thể coi là vũ khí quan trọng của nước chiêu châu. Lúc này, thủ lĩnh của Hồng Trần không chú ý đến lôi âm nữa, đôi mắt hung tàn kia đột nhiên tập trung vào Dương Thành. Không biết vì sao ông ta không có cách nào nhìn thấu được Dương Thanh, tình huống thế này chỉ có hai loại, một là Dương Thanh vốn dĩ là người bình thường, không có chút nền tảng võ thuật nào, hai là cảnh giới võ thuật của dương thanh quá mạnh vượt xa thủ lĩnh hồng trần dù là kiểu thứ nhất hay kiểu thứ hai đều khiến thủ lĩnh hồng trần không thể nào chấp nhận được nếu dương thanh thật sự là một người bình thường thì sao có thể chỉ điểm lôi âm chiến đấu nhưng nếu dương thanh là một tồn tại có cảnh giới võ thuật vượt xa ông ta thì càng không có khả năng vì dương thanh còn quá trẻ dù là cao thủ thần cảnh sơ kỳ trẻ tuổi như thế ông ta cũng chưa từng gặp ông ta chưa từng gặp nhưng lại biết một người Dương Thanh của Yến Đô, nước Chiêu Châu, nghĩ đến đây, thủ lĩnh Hồng Trần lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng ông ta cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Vì sao 12 cứ điểm của Hồng Trần liên tục bị tiêu diệt, vì tất cả những điều này đều do Dương Thanh và Lôi Âm làm ra. Vì là ông ta ra lệnh cho sát thủ của Hồng Trần nghĩ cách dẫn người vô cùng quan trọng bên cạnh Dương Thanh đến Hồng Trần, sau đó dụ Dương Thanh tới. Nhưng ông ta không hiểu nổi vì sao Dương Thanh lại tìm tới nơi này nhanh như thế. Thì ra là cậu thủ lĩnh hồng trần bỗng nhiên nhìn về phía dương thanh giọng nói vô cùng lạnh lẽo dương thanh cũng nhìn ông ta nhưng ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh tựa như đang nhìn một người bình thường vậy ánh mắt thế này khiến thủ lĩnh của hồng trần cực kỳ khó chịu nhìn khắp hồng trần này có mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt ông ta chứ bây giờ một người trẻ tuổi bị ông ta dụ đến trụ sở chính của hồng trần để giết chết lại dám làm thế hai người nhìn nhau từ xa nhưng không một ai ra tay trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng đáng sợ nhưng khiến người ta khó hiểu là trên người dương thanh không hề có chút hơi thở võ thuật nào giống như một người bình thường vậy âm um, đúng lúc này lucifer đột nhiên đạp một cú lên người lôi âm khiến ông ta bay xa mười mấy mét và mạnh lên trên vách tường bê tông lúc này ông ta thật sự không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa sau khi ngã xuống lúc cố hết sức bò dậy thì lại phát hiện mình hoàn toàn không làm được ông ta chua xót quay đầu nhìn về phía dương thanh cất lời đại nhân tôi đã cố gắng hết sức rồi dương thanh gật đầu tiện tay lấy một viên thuốc màu đen ra cong tay búng một cái viên thuốc bay vào miệng lôi âm viên thuốc vừa vào miệng đã bắt đầu tan ra biến thành một dòng nước ấm chảy vào nơi sâu trong cổ họng của ông ta dù không biết dương thanh cho mình uống thuốc gì nhưng lôi âm hiểu viên thuốc này chắc chắn rất có lợi cho việc hồi phục tình trạng thương tích của mình ông yên tâm điều dưỡng đi chuyện còn lại giao cho tôi xử lý. Dương Thanh đứng dậy nói. Vâng, lôi âm vội vã đáp lời. Dù Dương Thanh muốn ép ra tiềm lực của lôi âm, nhưng cũng hiểu bây giờ ông ta thật sự đã đến giới hạn rồi. Dù sao bản thân Lucifer cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, còn Lâm ẩn chỉ có cảnh giới thần cảnh trung kỳ, đầu tiên về mặt cảnh giới đã có tranh lệch rất lớn rồi. Ông ta có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Dương Thanh. Không chỉ có Dương Thanh, những sát thủ hàng đầu của Hồng Trần cũng đều vô cùng khiếp sợ. Lucifer thân là một trong những sát thủ hạng nhất của Hồng Trần, hơn nữa còn có cảnh giới võ thuật cao hơn lôi âm, không ngờ hai người giao chiến lâu như vậy trận chiến mới kết thúc. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Lucifer đã thua rồi. Thằng quát con, mày là ai? Lucifer nhìn về phía Dương Thanh bằng vẻ mặt khát máu. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Tất cả những người có thể xuất hiện trong căn cứ ngầm của trụ sở chính này đều là nhóm sát thủ đứng đầu chủ chốt nhất của Hồng Trần, dù Dương Thanh còn trẻ nhưng bọn họ cũng không lập tức ra tay với anh. Có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này đã đủ chứng minh thực lực của Dương Thanh rồi. Dương Thanh không thèm trả lời câu hỏi của Lucifer, anh lướt qua Lucifer, nhìn thẳng vào thủ lĩnh của Hồng Trần. Thủ lĩnh của Hồng Trần cũng nhìn thẳng vào Dương Thanh, hai người nhìn nhau từ xa mang lại cho người khác một cảm giác một ngạt vô hình ở cái căn cứ ngầm không rộng rãi gì mới này. Đồ khốn kiếp, may đúng là tự tìm đường chết. Lucifer bị Dương Thanh làm lơ lập tức nổi giận, gã ta đường đường là sát thủ có thực lực đứng thứ hai trong hồng trần, đã bao giờ bị người khác coi thường như thế đâu. Gã ta nhún chân, nhắm thẳng về phía Dương Thanh. Nhưng từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích dù là một chút, hình như không hề lo rằng Lucifer sẽ giết chết mình. Lúc này, Tất cả sát thủ của Hồng Trần đều nhìn về phía Dương Thanh, bọn họ đều muốn biết người trẻ tuổi dám làm lơ Lucifer này rốt cuộc có năng lực thế nào. Không chỉ có những sát thủ Hồng Trần, ngay cả thủ lĩnh Hồng Trần cũng muốn biết. Đi chết đi. Trong nháy mắt, Lucifer đã xông tới trước mặt Dương Thanh, đột nhiên đấm mạnh tới một quyền, nhắm thẳng vào mặt Dương Thanh. Bốp. Một giây sau, cảnh khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ diễn ra, lúc nắm đấm của Lucifer sắp đánh lên mặt Dương Thanh. Dương Thanh hờ hướng rũi một bàn tay, không ngờ cứ thế nắm được tay của Lucifer, khiến nắm đấm của gã ta không thể nào tiến về phía trước nữa. Âm, um, lúc này, những người đang có mặt đều thấy khiếp sợ. Lôi âm vừa đấu một trận kịch liệt với Lucifer, cuối cùng thua trong tay Lucifer cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Thanh, không ngờ anh lại nắm được tay của Lucifer một cách dễ dàng như thế. Lucifer là cao thủ thần cảnh hậu kỳ đấy. Sao lại như một đứa trẻ trong tay Dương Thanh thế này? một đòn dùng hết sức lực của lucifer cứ thế bị dương thanh thoải mái bắt lấy sao có thể có chuyện đó được đây không chỉ là suy nghĩ của một mình lôi âm mà cũng là suy nghĩ của những người đang có mặt thủ lĩnh hồng trần hít mắt lại nhìn chằm chằm vào dương thanh đến tận lúc này ông ta mới biết vì sao sát thủ hồng trần phái đi giết dương thanh đều bị giết hết vì dương thanh hoàn toàn không phải cao thủ thần cảnh bình thường mà là cao thủ đứng ở đỉnh thần cảnh thật sự May, may, chuyện này chuyện này không thể nào lucifer trợn to hai mắt lúc cố gắng muốn tránh khỏi tay dương thanh mới phát hiện sức mạnh của dương thanh đáng sợ đến mức nào gã ta đường đường là cao thủ đứng thứ hai hồng trần mà lại không thể nào dẫy tay khỏi người khác điều này khiến gã ta lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ thực lực của mình không chuyện này không thể nào lucifer tức giận hét to trong tròng mắt dư tợn tràn đầy sự điên cuồng chết đi cho tao gã ta nổi giận gầm lên một tiếng vung nắm đấm còn lại muốn đánh mạnh lên mặt Dương Thanh. ầm, um, lúc này, cuối cùng Dương Thanh cũng ra tay, Lucifer vừa mới vung nắm đấm lên đã bị Dương Thanh đá bay. Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Lucifer thần cảnh hậu kỳ lập tức bị đạp bay mười mấy mét như quả bóng cao su, và mạnh lên vách tường xi măng cốt thép. Trên vách tường chỗ Lucifer đập chúng lại có một đống bê tông đổ xuống, lộ ra một hình người. Sau khi Lucifer rơi xuống đất, gã ta phun ra một ngụm máu, Hơi thở võ thuật trên người lập tức biến mất. Hai, Lôi Âm kích động siết chặt hai tay, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Sức mạnh của Dương Thanh lại đổi mới nhận thức của ông ta một lần nữa rồi. Đến lúc này, ông ta mới hiểu trước đó vì sao Dương Thanh vẫn luôn không ra tay, mà lại bảo ông ta ra tay. Hóa ra một khi Dương Thanh ra tay, dù là Satan hay Lucifer cũng không thể chịu nổi một đòn của anh. Nếu anh ra tay thì sao ông ta còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm nữa? Dương Thanh là đang rèn luyện ông ta. Rèn luyện bằng một cao thủ thần cảnh trung kỳ và một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, thật sự quá đỉnh. Trên mặt mười mấy sát thủ chủ chốt còn lại trong căn cứ ngầm đều tỏ vẻ cảnh giác, cầm sẵn súng ống trong tay, đợi lệnh của thủ lĩnh Hồng Trần bất cứ lúc nào. Chẳng trách sát thủ Hồng Trần phái ra đều chết hết trong tay cậu. sốt cuộc thủ lĩnh Hồng Trần cũng lên tiếng, nhìn về phía Dương Thanh bằng vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đang nói chuyện với bạn bè của mình vậy. Anh em của tôi ở đâu, dương thanh đột nhiên hỏi lần này phụt ngay lúc này thủ lĩnh của tổ chức hồng trần đột nhiên phun ra một búng máu hơi thở võ đạo sụt giảm nhanh chóng dương thanh vẫn bình tĩnh như cũ nói ông thua rồi phụt thủ lĩnh hộp máu câu nói của anh đã cho thấy kết quả mấy trăm sát thủ của hồng trần vô cùng ngỡ ngàng bên tai họ như có tiếng sấm nổ bọn họ không biết sốt cuộc thủ lĩnh hồng trần mạnh đến mức nào hôm nay mới là lần đầu tiên được chứng kiến thậm chí phần đông sát thủ đến bây giờ mới được thấy ông ta. Họ chỉ biết dưới trướng thủ lĩnh có hai đại ma vương là Satan và Lucifer, cả hai đều là cao thủ thần cảnh. Ba sát thủ chủ chốt nhất cũng có thực lực bán bộ thần cảnh. Bên cạnh đó, tổ chức Hồng Trần còn sở hữu 12 cứ điểm, thống lĩnh của mỗi cứ điểm đều là cao thủ bán bộ thần cảnh. Dù vậy, thủ lĩnh vẫn luôn là vị thần trong lòng mỗi một sát thủ Hồng Trần. Lúc này đây, họ lại tận mắt nhìn thấy vị thần ấy thua lại còn thua dưới tay một người trông có vẻ chưa đến 30 tuổi. Sao, sao lại thế được? Hầu như ai cũng không dám tin vào sự thật này. Kể cả Lucifer và Satan. Không, tuyệt đối không có khả năng. Lucifer kích động hét toáng lên, thủ lĩnh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cơ mà, sao lại thua được? Tuy Satan cũng không dám tin, nhưng hắn ta đột nhiên tỏ ra vô cùng phấn khởi. Rốt của cậu là ai? Thủ lĩnh Hồng Trần nặng nề nhìn Dương Thanh. Tôi là ai, hẳn là các ông phải biết rõ mới đúng." Anh lạnh lùng đáp. Dương Thanh bị bọn sát thủ Hồng Trần này theo dõi rất lâu, chắc chắn những gì liên quan đến anh họ đã biết hết rồi. Nếu không, họ đã không bắt Mã Siêu đi để ép anh ra mặt. Một suy đoán đáng sợ chợt nảy lên trong đầu thủ lĩnh Hồng Trần. "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, cậu là Dương Bất Bại, tướng quân biên giới phía Bắc có thể một mình chống lại cả nửa quốc gia." Ông ta hét lên, ánh mắt tràn đầy tức giận. Cậu là người của chiến vực Chiêu Châu, dám xuất hiện ở đây, còn muốn thâu tóm Hồng Trần. Cậu được người của chiến vực Chiêu Châu ra lệnh đối phó Hồng Trần đúng không? Thủ lĩnh Hồng Trần mất kiểm soát, cả tâm trí đều trong tình trạng gắt gỏng cực độ. Rốt cuộc Chiêu Châu muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ làm vậy sẽ rước lấy thù hận sao? Sát ý dâng lên trong mắt Dương Thanh, xem ra hôm nay phải tiêu diệt Hồng Trần rồi, nếu không thân phận của anh sẽ bị bại lộ, từ đó Chiêu Châu sẽ gặp nhiều rắc rối lớn mặc dù dương thanh đã rời khỏi biên giới phía bắc từ lâu đã không còn thuộc về chiến vực chiêu châu nhưng kẻ địch bao giờ cũng không thích nói lý chúng sẽ nghĩ cách tấn công chiêu châu một khi tin tức anh đến hồng trần bị tiết lộ thì chiêu châu sẽ rơi vào cục diện nguy hiểm ai nói với ông tôi là người của chiến vực chiêu châu đương nhiên dương thanh sẽ không thừa nhận cười lạnh phản bác ông cũng là một cao thủ võ đạo chẳng lẽ không biết đạo lý núi cao còn có núi khác cao hơn không Tôi chắc chắn cậu là tướng quân của biên giới phía Bắc. Thủ lĩnh Hồng Trần Kiên Quyết nói. Thông tin về cậu tôi thuộc nằm lòng. 6 năm trước cậu đã tiến vào biên giới phía Bắc chiến vực Chiêu Châu. Mà ở biên giới phía Bắc chỉ có tướng quân Dương Bất Bại được mệnh danh là có khả năng một mình sánh bằng nửa quốc gia. Mày không phải Dương Bất Bại thì còn ai vào đây? Dương Thanh cười khẩy. Nếu ông cứ khăng khăng như vậy thì tùy ông. Lúc này anh càng giải thích thì mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn. Quả nhiên. Dương Thanh vừa nói ra câu này thì bọn sát thủ đang nghi ngờ thân phận của anh lập tức thả lòng. Đúng như anh nói, núi cao còn có núi cao hơn. Ai có thể bảo đảm ở biên giới phía Bắc không có cao thủ nào mạnh hơn tướng quân chứ? Nếu như Dương Thanh là tướng quân thì sao Chiêu Châu có thể để Dương Thanh đi được? Vậy nên chưa chắc Dương Thanh là vị tướng quân của biên giới phía Bắc. Chỉ có thủ lĩnh Hồng Trần là chắc chắn về thân phận thật sự của anh. Giao anh em của tôi ra đây, tôi sẽ tha cho ông một mạng dương thanh lạnh giọng quát cứu người mới là quan trọng nhất dương thanh có phải cậu biết chắc hồng trần không làm gì được cậu không thủ lĩnh hồng trần đột nhiên hỏi anh nhướng mày tôi không muốn nói lần thứ hai cho ông một cơ hội cuối cùng tôi cũng cho cậu một cơ hội cuối cùng trở thành thủ lĩnh thứ hai của hồng trần đi rồi tôi sẽ thả anh em cậu ông ta ra điều kiện một hơi thở cuồng bạo bộc phát ra khỏi người dương thanh biểu hiện lúc này của thủ lĩnh hồng trần làm anh không rõ ông ta đang nghĩ gì anh thật sự không hiểu thủ lĩnh hồng trần dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy trong khi rõ ràng ông ta đã thua rồi không sợ anh tiêu diệt cả tổ chức sao thủ lĩnh chúng ta hợp sức giết thằng chó chết này đi lucifer tiến lên phía trước dư tận nói vừa rồi bị dương thanh đánh bại chỉ bằng một đòn nên gã ta cực kỳ không cam tâm thủ lĩnh hồng trần không trả lời lucifer mà nhìn chằm chằm dương thanh như đang chờ câu trả lời như vậy thì tôi đành giết ông thôi cuối cùng dương thanh lên tiếng cậu mà dám đánh, tôi đảm bảo anh em của cậu sẽ chết ngay bây giờ. Ông ta đe dọa. Lucifer cũng ngả ngớn nói, mày nghĩ bọn tao bắt thằng đó về đây chỉ để dụ mày tới thật à? Tao nói cho mày biết, không phải. Mục đích thật sự của bọn tao là, chát, ông ta vừa định tiết lộ thì bị thủ lĩnh tát vào mặt, vẫn nổ quát, cầm miệng lại cho tôi. Thủ lĩnh đã thua Dương Thanh nhưng dù sao cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cho dù Lucifer có thực lực thần cảnh hậu kỳ cũng không thể ngăn nổi cái tát của ông ta miệng mồm đầy máu, Lucifer lảo đảo bò dậy, sợ hãi nhìn về phía thủ lĩnh Hồng Trần, vội vàng nói, thủ lĩnh, xin lỗi, tôi lắm lời. Hừ, thủ lĩnh Hồng Trần hừ lạnh. Hồng Trần đánh giá sai thực lực của cậu nhưng những thứ khác vẫn không sai. Thủ lĩnh quả nhiên, vừa rồi Dương Thanh chỉ đang thăm dò nhưng thủ lĩnh Hồng Trần lại giật mình khi anh nói ra suy đoán của mình. Phản ứng này chứng tỏ anh đã đoán đúng. Thủ lĩnh Hồng Trần tất nhiên không ngốc, hối hận nhận ra mình tự làm bại lộ chân tướng. Ông ta có thể khẳng định thực lực hiện giờ của Dương Thanh nằm trên mình, trong tình huống này, nếu Dương Thanh vứt bỏ mã siêu để giết ông ta thì ông ta chỉ còn một con đường chết. "Dương Thanh, cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu." Thủ lĩnh Hồng Trần lạnh giọng nói, "Tất nhiên, bây giờ có nói gì cũng chả quan trọng, anh em của cậu đang nằm trong tay tôi, nếu mày không muốn phục tùng, tôi chỉ đành giết thôi." "Ông mà dám động vào một sợi tóc của cậu ấy, chính tay tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông." "Ông biết điều đó không khó mà." dương thanh đằng đằng sát khí anh ghét nhất là bị kẻ khác lấy những người cạnh mình ra đe dọa dĩ nhiên anh cũng đã tính đến khả năng này trước khi đến hồng trần nếu không thì tại sao mã siêu lại bị bọn sát thủ này đánh cho bị thương nặng rồi mang lại đây chứ thật không may anh em của cậu đã bị người của tôi dần một trận rồi có lẽ từ nay về sau sẽ thành một người tàn tật thủ lĩnh hồng trần cười híp mắt nói nếu cậu vẫn không chịu khuất phục thì tôi sợ thằng đó sẽ không kiên trì nổi nữa danh con tao có thể nói cho mày biết thằng chó kia là bị tao bắt về từ yến đô lucifer tàn nhẫn nói phải thừa nhận thằng anh em này của mày mạnh thật chỉ có thực lực vương cảnh hậu kỳ mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh của một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng vậy thì sao vẫn bị tao bắt về đấy thôi miệng thằng đó cứng lắm bị tao đánh gần chết mà vẫn không chịu khai nếu không phải do còn giá trị lợi dụng thì thằng đó đã biến thành cái xác rồi nghe gã ta nói vậy sát ý thoáng chốc bùng lên trong mắt dương thanh Bộp, chỉ trong chớp mắt, anh xuất hiện trước mặt Lucifer, tóm cổ dơ gã ta lên giữa không chung. May chán sống rồi, toàn thân Dương Thanh tràn ngập sát khí. Không ai nghi ngờ anh chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể giết chết một trong hai cao thủ mạnh nhất Hồng Trần. Bị Dương Thanh bóp cổ khó thở nhưng Lucifer vẫn không sợ hãi, trên mặt đầy vẻ điên cuồng và khiêu khích. Thả cậu ta ra, thủ lĩnh Hồng Trần thấy vậy thì phẫn nộ. Lucifer là sát thủ mạnh nhất dưới trướng ông ta, nếu bị giết thì thực lực của tổ chức hồng trần sẽ giảm đi đáng kể dù sao tính cả thủ lĩnh thì hồng trần chỉ có ba cao thủ thần cảnh cho ông một phút mang anh em của tôi ra đây nếu không tên này sẽ chết dương thanh bình tĩnh nói không ai biết dưới gương mặt không cảm xúc này chứa đựng lửa giận lớn thế nào cậu dám thủ lĩnh giận dữ quát sao lại không dám anh cười khẩy đột nhiên tăng lực trên tay rắc 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 tiếng xương bị đè ép đột nhiên vang lên Lucifer còn đang tỏ ra khiêu khích cuối cùng cũng biết sợ. Dương Thanh không ngừng dùng lực, gã ta có thể cảm nhận được xương cổ mình đang bắt đầu gãy nát. Nhiều nhất một phút nữa, cổ của gã ta sẽ hoàn toàn bị nghiền nát bởi thứ sức mạnh đáng sợ này. Đó cũng là giây phút gã ta chút hơi thở cuối cùng. Cảm nhận được cái chết đang ngày một gần kề, Lucifer kịch liệt dẫy ruộng nhưng không làm nên chuyện gì, đây quả thật là một sự hành hạ độc ác đối với gã ta. Âm thanh xương cổ liên tục gãy như tiếng gọi đến từ địa ngục, khiến cho gã ta sởn tóc gáy. Dừng tay, dừng lại cho tôi, thủ lĩnh Hồng Trần giống to. Đương nhiên ông ta biết Dương Thanh dám giết Lucifer, lúc đó Hồng Trần sẽ thật sự suy bại. Đây không phải điều ông ta muốn thấy. Sa tăng, mang thằng đó đến đây cho tôi. Nhanh lên, thủ lĩnh Hồng Trần giống to. Vâng, Sa tăng xoay người chạy vào căn cứ ngầm. Dương Thanh nhíu mày, chẳng lẽ mã siêu đang ở căn cứ dưới lòng đất? Nhưng vừa rồi anh ở dưới đó mà, sao lại không phát hiện? Lẽ nào căn cứ ngầm của Hồng Trần còn có chỗ đặc biệt khác? Quả nhiên, chưa đến 30 giây sau, Sa Tăng xách một người đẫm máu chạy ra khỏi căn cứ ngầm. Mã Siêu, Dương Thanh vừa nhìn đã nhận ra Mã Siêu, nổi giận gầm lên, tia sát ý trong mắt càng đậm hơn. Lúc này, khắp người anh ta toàn là máu tươi, hơi thở như có như không. Anh chấm ANS Thanh, cuối, cuối cùng anh cũng tới. Mã Siêu đang rất yếu, không ngẩng đầu lên nổi, nhưng nghe thấy giọng của Dương Thanh nên dùng hết sức lực mới nói ra được một câu đứt quãng. Giờ cậu thả người được rồi chứ? Ngay khi Satan Tăng mang mã siêu ra ngoài, thủ lĩnh Hồng Trần xuất hiện sau lưng anh ta, bảo đảm nắm chắc mạng sống của anh ta trong tay mình. Phù phù, Dương Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng ghim cơn thịnh nộ xuống. Chưa bao giờ anh thấy mã siêu bị thương nặng như lúc này, sự tức giận điên cuồng dâng trào như sóng thần. Đừng, đừng để ý đến em, giết, giết. Mã siêu lại lên tiếng. Cho dù bị thương nặng đến đâu, trong lòng anh ta vẫn ngập tràn sự hận thù đối với Hồng Trần, có thể hiểu lúc này Mã siêu muốn tiêu diệt chúng đến mức nào. Nhất là Lucifer, nếu có thể, anh ta muốn tự mình kết liễu tên này. ầm, um, Dương Thanh vùng cánh tay lên, cơ thể của Lucifer chợt bay ra xa mười mấy mét, đụng mạnh vào căn cứ trên mặt đất của Hồng Trần. Gã ta phụt ra một ngụm máu, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp vỡ vụn. Mã siêu, tôi giữ cái mạng chó của thằng khốn kia cho cậu, cố chịu cho tôi. Dương Thanh hét lên. Vâng, dựa trên tất cả ý chí mà mình có, Mã Siêu ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh, khóe môi nhoẻn lên nở nụ cười sán lạn. Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng Dương Thanh vô cùng chua xót. Rốt cuộc phải thế nào ông mới chịu bỏ qua cho cậu ấy? Đôi mắt đỏ ngầu của Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía thủ lĩnh Hồng Trần. Nét mặt của ông ta cũng trở nên sốt ruột, hiển nhiên người ông ta đang đợi vẫn chưa đến. Dương Thanh, đến nước này rồi tôi cũng chẳng có gì cần giấu giếm nữa. Có người muốn lấy mạng cậu, nhưng nhiệm vụ của Hồng Trần không phải giết mà là giao sống cậu cho họ. Thủ lĩnh chết đi, thủ lĩnh Hồng Trần bị sa tăng đánh lén nhưng vẫn như không bị thương chút nào, giận dữ gầm lên, mạnh mẽ tung cú đấm về phía đầu của Mã Siêu. Ông dám, Dương Thanh quát lớn, đột nhiên bùng nổ hết tốc lực. Ngay lúc cú đấm của thủ lĩnh Hồng Trần sắp rơi xuống, Dương Thanh đến nơi, một quyền bạo kích quả đấm của anh rơi vào chính giữa ngực của ông ta. Tiếng gãy xương vang lên, thủ lĩnh hộp máu văng ra ngoài. Lúc này Dương Thanh cũng đã đến bên cạnh Mã Siêu. Uống đi, Dương Thanh không trần trừ, búng một viên thuốc màu đen vào trong miệng Mã Siêu. Đây là viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đã cho trước khi anh rời khỏi Yến Đô, nghe cô ta nói chỉ cần còn thở là có thể ổn định thương thế, hơn nữa cô ta cũng có thể cứu sống người đang bị thương nặng. Thương thế của Mã Siêu rất nặng, dùng hấp hối để hình dung không quá chút nào may mà anh ta còn khá tỉnh táo sau khi uống thuốc có thể cảm nhận được cơ thể đang hấp thu thuốc rất nhanh anh thanh em ổn hơn rồi mã siêu gắng ngượng nói ra mấy chữ mặt đượm vẻ lo âu anh anh đừng để ý đến em rời khỏi đây nhanh lên sao anh ta không biết tổ chức hồng trần đến yến đô bắt mình về đây để nhằm vào dương thanh được tuy mã siêu đang rất yếu nhưng vẫn cảm nhận được mức độ cuộc đấu vừa rồi giữa dương thanh và thủ lĩnh hồng trần Bản thân là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà ông ta vẫn phải chờ những người khác đến. Mã Siêu hoàn toàn chắc chắn những kẻ sắp đến có thực lực rất mạnh, sợ là đều có cấp bậc như thủ lĩnh Hồng Trần. Anh ta không muốn mình kéo chân Dương Thanh. Câm miệng, anh giận dữ quát, lo mà ổn định trạng thái đi. Mã Siêu cười trừ, biết anh sẽ không bỏ mình lại nên không nói nhiều nữa, vội vàng điều chỉnh hơi thở, tập trung hấp thu thuốc. Đại nhân, lôi âm tiến đến, hơi thở võ đạo đã hồi phục đáng kể. Lúc trước suýt bị Lucifer giết chết nhưng lại có thể hồi phục 7 đến 80% thực lực trong thời gian ngắn như vậy, xem ra thuốc của phùng tiểu uyển thật sự rất hữu hiệu. Mã siêu giao cho ông, Dương Thanh nói với Lôi Âm. "Vâng," ông ta vội đáp lời. Lôi Âm là cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh của thần cảnh hậu kỳ, bây giờ mặc dù chỉ phục hồi được 7 đến 80% nhưng vẫn có thể đánh một trận với cao thủ thần cảnh trung kỳ. Lúc này, Lucifer đã bị Dương Thanh đánh cho bị thương nặng không chiến đấu được nữa mà thủ lĩnh hồng trần cũng bị anh đánh bay chỉ còn lại một cao thủ thần cảnh trung kỳ là sa tăng nhưng vừa rồi hắn ta lại ra tay với thủ lĩnh của mình hiển nhiên đã phản bội hồng trần cứ thế hồng trần hiện giờ không còn sức uy hiếp nào với dương thanh cậu thanh tôi đề nghị cậu nên rời khỏi đây nhanh nhất có thể những kẻ đó sắp đến rồi lúc đó cậu sẽ không có phần thắng nào đâu sa tăng lại gần nói với dương thanh anh nhíu mày Nhìn về phía người đàn ông phương Tây cường tráng này, những kẻ đó là ai? Nỗi sợ hãi bỗng hiện lên trong mắt Sa Tăng, ông ta lắc đầu, tôi không biết họ là ai, chỉ biết thủ lĩnh khúm núm với họ lắm. Thực lực của những người đó hẳn là đều ở thần cảnh đỉnh phong. Nghe Sa Tăng nói vậy, Dương Thanh nhíu mày, nghe ý trong lời hắn ta thì có vẻ đối phương không chỉ có một người. Ai cũng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong sao? Đại nhân, Sa Tăng là một trong hai đại ma vương của tổ chức Hồng Trần cậu ta đã nói như vậy thì chắc chắn bọn người đó nguy hiểm lắm, hay giờ chúng ta đi luôn nhé. Lôi âm lên tiếng. Sau một lúc suy nghĩ, Dương Thanh lắc đầu, tôi phải biết rốt cuộc là ai muốn giết tôi. Lôi âm, ông mang mã siêu rời khỏi đây, ông ta hiểu ngay anh định ở lại đây một mình đối mặt với những người đó. Đại nhân, lôi âm định khuyên can thì bị Dương Thanh ngắt lời, đây là mệnh lệnh. Lập tức rời khỏi đây, rõ, ông ta cắn răng, đáp. Lôi âm cũng biết, với trạng thái của mình và mã siêu mà tiếp tục nán lại đây thì không chỉ không giúp được mà ngược lại còn làm gánh nặng cho Dương Thanh. Anh Thanh, anh phải sống sót trở về nhé, tiêu tiêu còn đang ở nhà chờ anh đấy. Tuy mã siêu rất muốn ở lại nhưng nhìn vào tình trạng lúc này của anh ta, còn sống được hay không cũng là một ẩn số chứ đừng nói là chiến đấu. Được, Dương Thanh gật đầu. Bấy giờ lôi âm mới cấp tốc mang mã siêu đi khỏi đây. Về phần các sát thủ của Hồng Trần, vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy dương thanh đánh trọng thương thủ lĩnh của mình chỉ bằng một đòn nên không ai dám cản trở lôi âm và mã siêu đi rất thuận lợi sa tăng thủ lĩnh hồng trần đứng lên đôi mắt đỏ ngầu ánh lên lửa giận mãnh liệt ông ta cực kỳ muốn giết chết sa tăng mã siêu đang ở trong tay ông ta vừa rồi nếu sa tăng không đột ngột đánh lén sau lưng thì sao dương thanh có thể tìm được cơ hội cứu người chứ sa tăng mày dám phản bội tao mặt mày thủ lĩnh hồng trần dữ dợn phản bội khuôn mặt của sa tăng cũng dần trở nên hung ác ông ta giận dữ quát lớn chẳng lẽ mày quên 30 năm trước mày đã gây ra chuyện gì sao nghe thấy câu này của sa tăng thủ lĩnh hồng trần ngỡ ngàng mày mày rốt cuộc mày là ai tao là người duy nhất sống sót ở thôn gran vào 30 năm trước Satan tăng gần như cắn răng khi nói ra câu này không không thể nào sao lại vậy được thủ lĩnh hồng trần khó tin hét toáng lên 30 năm trước tất cả những người ở thôn gran đã bị tao giết hết rồi tao chắc chắn không còn ai nữa cơ mà. Sao mày lại sống sót khỏi đó được? Sa Tăng căm hận nói, năm đó tao đã tận mắt nhìn thấy mày đâm vào người bố mẹ tao, lúc đó tao chỉ mới 8 tuổi. Tao nấp trong đống cỏ khô, chờ mắt nhìn thằng chó mày giết bố mẹ tao. 30 năm qua, tao điên cuồng tu luyện để có một ngày tự tay giết chết kẻ thù. Cuối cùng tao cũng chờ được đến ngày này, thủ lĩnh chỉ trong nháy mắt, cảnh giới võ đạo của Sa Tăng đột phá đến thần cảnh hậu kỳ. Không dừng lại ở đó, Hơi thở võ đạo trong cơ thể hắn ta còn đang không ngừng mạnh lên, đến đỉnh của thần cảnh Hậu Kỳ mới dừng lại. Chỉ cách thần cảnh đỉnh phong một bước. "Mày, sao mày có thể?" Thủ lĩnh Hồng Trần hoảng hốt, vẻ mặt khó tin. Sa Tăng gia nhập tổ chức đã được mười mấy năm, thực lực của hắn ta thế nào ông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Bất cứ sát thủ nào khi gia nhập tổ chức đều phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả 18 đời tổ tông cũng bị điều tra rõ ngọn ngành chỉ khi chắc chắn sát thủ này không có vấn đề, Hồng Trần mới nhận. Tuy nhiên, Sa Tăng lại không bị phát hiện thân phận là tàn dư của thôn Grand, nơi đã bị thủ lĩnh Hồng Trần tiêu diệt. Không chỉ vậy, đến cảnh giới võ đạo chân chính của hắn ta là gì, ông ta cũng không biết. Nếu cho tao thêm 10 năm, cảnh giới của tao sẽ cao hơn mày. Sa Tăng ngạo nghễ, trầm giọng nói, tao vốn định chờ đến khi vượt xa mày mới báo thù rửa hận. Không ngờ hôm nay lại tìm được cơ hội, tao phải kết liễu mày để báo thù diệt tộc. Dứt lời, hắn ta biến mất tại chỗ, xông về phía thủ lĩnh Hồng Trần. Giờ phút này, Dương Thanh lại biến thành người ngoài cuộc, nhất thời hơi mờ mịt. Thật ra anh hoàn toàn có thể bỏ đi ngay lúc này, dù sao vừa rồi Sa Tăng cũng đã nói những kẻ đó muốn lấy mạng anh, ngay cả một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như thủ lĩnh Hồng Trần cũng phải khúm núm với họ. Điều này cho thấy cảnh giới võ đạo của họ tuyệt đối là thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa không phải chỉ có một người. Cục diện này không hề có lợi với anh. Nhưng nếu không làm rõ những kẻ đó là ai, lòng anh lại càng bất an. Lúc này Satan đã lao đến trước mặt thủ lĩnh Hồng Trần, đá một chân ra. Phịch, thủ lĩnh Hồng Trần vội cản lại, nhưng vì đã bị Dương Thanh đánh cho bị thương nặng nên sức mạnh giảm sút. Thủ lĩnh nói mình có thể bộc phát ra thực lực thần cảnh hậu kỳ thật ra chỉ là khoác lác mà thôi. Với tình trạng bây giờ, ông ta có thể thi triển được sức mạnh ở mức thần cảnh trung kỳ là đã cố lắm rồi nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của tổ chức hồng trần nên ông ta có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú sa tăng chỉ đánh chúng chiêu đầu rồi không chạm vào cơ thể ông ta được nữa sa tăng tao cho mày cơ hội cuối cùng hợp lực với tao khống chế dương thanh nếu không khi những kẻ đó đến mày và dương thanh chỉ còn đường chết mà thôi thủ lĩnh hồng trần vừa tránh né vừa tức giận nói câm miệng sa tăng vẫn nộ quát không ngừng tiếp cận ông ta và điên cuồng công kích sắc mặt thủ lĩnh hồng trần khó coi vô cùng không ngờ một trong hai cánh tay đắc lực của bản thân lại muốn giết mình. Người còn lại thì đang bị thương nặng, nằm một bên, đến sức bò dậy cũng không có. Còn những sát thủ khác của tổ chức thì không có lấy một người là cao thủ thần cảnh, hoàn toàn không giúp được ông ta. Chưa kể bên cạnh còn có một cao thủ có thể đánh bại thần cảnh đỉnh phong. Dường như giờ đây ông ta chỉ có thể liều chết đánh một trận. Sa tăng, do mày ép tao, mặt mày thủ lĩnh hồng trần dữ tợn, ông ta lấy một lọ nước thuốc màu đỏ ra uống. Cản ông ta lại nhanh lên, Dương Thanh gào thét. Nếu không vì đang cách thủ lĩnh Hồng Trần quá xa thì anh đã xông lên ngăn cản rồi. Nhưng lúc Dương Thanh hét lên thì đã muộn, ông ta uống cạn sạch nước thuốc màu đỏ trong chiếc lọ thủy tinh. Nét mặt sa tăng sa sầm, cao mày nói, mày uống cái gì vậy? Chợt một hơi thở cuồng bạo vô cùng nguy hiểm toát ra từ thủ lĩnh Hồng Trần. Đến Dương Thanh cũng cảm nhận được mối nguy cơ rất lớn. Khí thế trên người thủ lĩnh Hồng Trần cuồn cuộn như lốc xoáy ông ta vốn bị dương thanh đánh trọng thương nhưng cảnh giới võ đạo đã khôi phục trở lại thần cảnh đỉnh phong tuy nhiên điều làm anh khiếp sợ hơn là hơi thở cuồng bạo trên người thủ lĩnh hồng trần vẫn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng chuyện này là sao dương thanh vô cùng hoảng hốt thủ lĩnh hồng trần chỉ uống nước thuốc màu đỏ đấy mà cảnh giới võ đạo lại tăng một cách đáng sợ mặc dù dương thanh cũng có bí pháp cưỡng chế tăng thực lực nhưng tuyệt đối không có tác dụng mạnh mẽ như thứ thuốc đó gào đôi mắt của thủ lĩnh hồng trần bất chợt đỏ như máu ông ta ngẩng mặt lên trời gầm thét mặt đất xung quanh từ từ nứt nẻ thành hình mạng nhện sa tăng cũng cảm giác được mối nguy cơ hoảng hốt lùi ra sau mấy chục mét vút nhưng ngay lúc này thủ lĩnh hồng trần cũng cử động biến mất tại chỗ ầm um, dây kế tiếp sa tăng đang cách ông ta mấy chục mét bị một đòn đánh bay phụt khoảnh khắc bị ông ta đánh trúng sa tăng hộc máu hơi thở bỗng chốc yếu ớt dương thanh mở to hai mắt mạnh đến thế sao không ổn rồi ông ta muốn giết sa tăng đột nhiên cảm giác được sát ý mãnh liệt đến từ thủ lĩnh hồng trần anh không do dự dẫm chân xuống đất xông về phía ông ta sa tăng bị đánh ngã chưa kịp đứng lên đã cảm giác được mình bị một luồng sát ý khủng bố bao phủ mặt xám như cho tàn ánh mắt hắn ta tràn ngập sự không cam tâm khó khăn lắm mới chờ được cơ hội báo thù rửa hận nào ngờ hắn ta đã đánh giá thấp thực lực của thủ lĩnh hồng trần đối mặt với thủ lĩnh đang trong trạng thái này, sa tăng hoàn toàn không có sức đánh trả, chịu một đòn đã bị thương nặng, chết đi. thủ lĩnh hồng trần lạnh lùng quát một câu, ông ta lại biến mất. lần này chắc chắn phải giết chết sa tăng. những sát thủ đang đứng xung quanh đã bị dọa cho sững sờ, không dám động đậy. oanh, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dương thanh che trước mặt sa tăng, tung một cú đấm ra chống lại quả đấm của thủ lĩnh hồng trần. âm âm âm, trong nháy mắt mặt đất dưới chân họ lập tức vỡ nát. Cậu Thanh, thấy Dương Thanh bảo vệ mình, Sa Tăng vừa ngỡ ngàng vừa biết ơn anh. Vừa rồi hắn ta đã chuẩn bị tinh thần bị giết nhưng lòng vẫn không cam, mà dù có thế nào thì hắn ta cũng không tin nổi Dương Thanh lại cứu mình. Thằng khốn, chết đi, thủ lĩnh Hồng Trần phẫn nộ gầm lên, tung một cú đấm khác ra. Uy uinh uinh, hai người điên cuồng đánh nhau, uy lực cuồng bạo hủy diệt đất đá xung quanh. Dương Thanh cũng cực kỳ khiếp sợ, anh cảm giác được thủ lĩnh Hồng Trần này đang trên bờ mất kiểm soát. Nhất là đôi mắt đỏ ngầu kia, như một con dã thú đang nổi điên vậy. Rốt cuộc tên này đã uống thuốc gì? Anh cậu Thanh cẩn thận, sa tăng hét lên. Hiện giờ hắn ta chỉ có thể dồn hết hy vọng báo thù lên người Dương Thanh. Nếu Dương Thanh thua, hắn ta sẽ chỉ còn đường chết. Ngay khi đòn tấn công của thủ lĩnh Hồng Trần sắp đánh trúng người Dương Thanh, trên người anh bỗng bộc phát khí thế mạnh mẽ cốt người chưa chạm đất đã giơ chân đá ra bịch dương thanh đá trúng nắm đấm của thủ lĩnh hồng trần thủ lĩnh hồng trần lập tức lùi lại mấy mét lúc này dương thanh cũng đã hạ xuống đất ánh mắt của anh tràn ngập sát khí anh cảm thấy hiện giờ thủ lĩnh hồng trần đã hoàn toàn mất khống chế loại người này vô cùng nguy hiểm nếu để ông ta sống tiếp sẽ có rất nhiều người vô tội mất mạng rừ quả nhiên thủ lĩnh hồng trần bỗng nổi giận gầm lên một tiếng rồi lao tới sát thủ hồng trần đang vây quanh bịch bịch bịch, thoát cái, ba gã sát thủ hồng trần đã bị giết. Không xong, ông ta mất kiểm soát rồi. Sa tăng cũng ý thức được tình hình nguy cấp, cắn răng định lao ra ngăn cản. Nhưng tốc độ của Dương Thanh còn nhanh hơn. Ngay khi thủ lĩnh Hồng Trần định giết người thứ tư, anh đã xuất hiện. Cốt, một đấm bay ra, bịch, thủ lĩnh Hồng Trần bị đánh bay. Gã sát thủ thoát chết trong gang tất kia ngơ ngác tại chỗ, đến khi Dương Thanh đánh bay thủ lĩnh Hồng Trần mới giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện mình vẫn còn sống tất cả lùi ra sau một cây số. Dương Thanh quát lớn, đến cả anh cũng không thể bảo vệ đám sát thủ Hồng Trần này. Xung quanh có bảy tám sát thủ, thủ lĩnh Hồng Trần tùy tiện xông ra cũng có thể giết rất nhiều người. Tất cả mau lùi lại một cây số, Sa Tăng cũng hô lên. Đến tận lúc này, bọn họ mới nhao nhau lùi ra sau. Bọn họ chưa đạt tới thần cảnh, ở lại chỉ có thể thành bia ngắm sống. Cậu Thanh, bây giờ phải làm thế nào? Thằng khốn này mất khống chế rồi. Sa Tăng đi tới bên cạnh Dương Thanh, trầm giọng hỏi. Lúc này, thủ lĩnh Hồng Trần như một con thú giữ nổi điên, ai ở gần liền tấn công kẻ đó. Nhờ Dương Thanh ngăn lại, đám sát thủ kia mới có cơ hội chạy trốn. Chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, bốn phía căn cứ của Hồng Trần chỉ còn Dương Thanh, Sa Tăng, thủ lĩnh Hồng Trần và Lucifer đã ngã lăn ra run lẩy bẩy. Trước đó Lucifer đã bị Dương Thanh đánh bị thương nặng, không có sức lực đứng dậy. Chứng kiến sự đáng sợ của thủ lĩnh Hồng Trần, gã ta sợ bản thân sẽ chết trong tay thủ lĩnh. Bịch, trong lúc Lucifer đang hoảng loạn, thủ lĩnh Hồng Trần đã vò tới đá gã ta. Lucifer bị đá bay ra xa, mất mạng tại chỗ, chết không nhắm mắt. Lucifer chết rồi sao? Sa Tăng khiếp sợ nói. Lucifer và hắn ta là hai đại ma vương của Hồng Trần, cũng là hai sát thủ mạnh nhất dưới tay thủ lĩnh Hồng Trần. Bây giờ, Lucifer đã bị thủ lĩnh Hồng Trần mất kiểm soát lấy mạng. Sắc mặt Dương Thanh trở nên nghiêm trọng, hiện giờ đến cả anh cũng không dám đứng quá gần thủ lĩnh Hồng Trần, chỉ có thể mượn cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn khống chế ông ta trong phạm vi nhất định. Thủ lĩnh Hồng Trần đã phát điên, liên tung tung đấm. Căn cứ trên mặt đất của Hồng Trần liên tiếp sụp xuống. Cậu Thanh, khí tức võ thuật trên người ông ta vẫn đang tăng lên. Sa Tăng bỗng hoảng sợ nói. Dương Thanh cũng chú ý tới chuyện này, lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Dương Thanh hỏi, rốt cuộc ông ta đã uống thuốc gì? Sa tăng lắc đầu, tùy tôi không biết nhưng có thể chắc chắn, thuốc ông ta uống có liên quan tới đám người kia. Đám người kia, người thuê Hồng Trần giết tôi hả? Dương Thanh cao mày hỏi. Sa tăng gật đầu, ngoại trừ thủ lĩnh, không ai biết bọn họ là ai. Lần nào thủ lĩnh cũng tự mình đón tiếp bọn họ. Có lần tôi tình cờ nhìn thấy bọn họ đưa cho thủ lĩnh một bình thuốc, chính là bình ông ta đã uống. Lông mày Dương Thanh lại càng nhíu chặt. Xem ra những người kia không hề đơn giản có thể nghiên cứu ra loại thuốc điên cuồng như vậy hay là đám người kia chỉ coi thủ lĩnh hồng trần là vật thí nghiệm dương thanh bỗng lên tiếng sa tăng khiếp sợ vật thí nghiệp dùng một cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm vật thí nghiệm dương thanh cũng cảm thấy khó tin nhưng tình hình hiện giờ của thủ lĩnh hồng trần phải giải thích thế nào ngoài thủ lĩnh hồng trần còn ai tiếp xúc với những người đó không dương thanh bỗng nghĩ tới một khả năng nào đó vội vàng hỏi sa tăng lắc đầu ở Hồng Trần chỉ có thủ lĩnh từng tiếp xúc, bọn họ không thèm để ý tới những người khác. À, tôi nhớ ra rồi, Sa Tăng đột nhiên kinh ngạc nói, có lần tôi tình cờ nghe thấy thủ lĩnh nói chuyện điện thoại, bảo người ta tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cậu Thanh thấy có liên quan tới chuyện này không? Nghe vậy, Dương Thanh gần như có thể xác định suy đoán trong lòng. Xem ra đám người kia không hề đơn giản. Dương Thanh hít mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Sa Tăng vội hỏi, cậu biết gì rồi à? anh nghĩ đi, đám người kia mượn tay thủ lĩnh Hồng Trần tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Còn tôi cũng bị bọn họ mượn tay Hồng Trần dụ tới. Dương Thanh nói, nếu tôi đoán không sai, bọn họ tìm kiếm cao thủ thần cảnh đỉnh phong để làm thí nghiệm. Cái gì? Sa tăng trợn tròn mắt, không thể tin nổi, dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm. Rốt cuộc là tổ chức nào dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Dương Thanh vẫn đang quan sát thủ lĩnh Hồng Trần đang phát điên trầm giọng nói, đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được loại thuốc kia, chứng tỏ sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp. Lúc này Dương Thanh đã làm rõ mọi chuyện, cũng kinh hãi tột độ. Rừ, đột nhiên thủ lĩnh Hồng Trần nổi giận gào thét, con người lồ ra, trong mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu. Ngay sau đó, làn da của ông ta xuất hiện vết dạn nứt, máu phun tung vé khắp người. Đồng thời, trong người thủ lĩnh Hồng Trần bộc phát một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đoàn, tiếng nổ ầm vang dương thanh và sa tăng khiếp sợ chứng kiến cơ thể của ông ta nổ tung máu nhuộm đỏ cả nền đất chuyện này sa tăng trợn tròn mắt tim đập điên cuồng một cao lúc này sa tăng cũng hốt hoảng nói cậu thanh ông ta chính là một trong những người kia nghe thấy thế sắc mặt dương thanh càng thêm trầm trọng cũng bất ngờ sa tăng lại nói với mình ông ta chính là người đã tiếp xúc thủ lĩnh hồng trần ngay trước mặt đối phương tức là chính người này đã thuê hồng trần dụ anh tới đây sao Ông là ai? Dương Thanh Cao mày hỏi. Trong đối phương khoảng chừng 50 tuổi, trên người lại không hề có khí thức võ thuật, chỉ có thể là một trong hai khả năng. Một là, đối phương không phải người luyện võ nên mới không có khí thức võ thuật. Hai là, thực lực của đối phương vượt xa anh. Dương Thanh chưa từng gặp ai có cảnh giới cao hơn cả thần cảnh. Anh thà tin tưởng khả năng thứ nhất. Nhưng đối phương thuê thủ lĩnh Hồng Trần dụ anh tới Tổng hội của Hồng Trần, còn đưa cho thủ lĩnh Hồng Trần một bình thuốc khiến ông ta nổi điên, Người như vậy sao có thể là người đơn giản? Rõ ràng đối phương biết cảnh giới của anh mà vẫn dám dụ anh tới đây, còn dám một mình xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương chính là người dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm? Nghĩ tới đây, Dương Thanh khiếp sợ tột độ. Trông cậu có vẻ đã đoán ra tôi là ai rồi đúng không? Người trung niên cười lớn nhìn anh, cậu có thể gọi tôi là Black Doctor. Black Doctor, phản ứng của Satan rất mãnh liệt, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy sợ hãi dương thanh chưa từng nghe thấy cái tên này rõ ràng black doctor chỉ là biệt danh của đối phương thuốc thủ lĩnh hồng trần uống là của ông cho sao dương thanh hỏi black doctor cười lạnh lắc đầu nói đúng hơn là ông ta tốn một khoản tiền khổng lồ mua nó từ tôi dương thanh chìm vào suy tư anh không thể nhìn thấu black doctor có vẻ ông ta rất phối hợp hỏi gì trả lời nấy trên người ông ta không hề có khí thức võ thuật nhưng anh vẫn cảm thấy ông ta rất nguy hiểm hoàn mỹ đúng là quá hoàn mỹ. Black Doctor nhìn Dương Tia như đang thưởng thức một món đồ, ánh mắt ngập tràn tán thưởng. Ông ta là Black Doctor, nhà khoa học biên chuyên cải tạo cao thủ bằng công nghệ cao. Nghe nói cao thủ được ông ta cải tạo đều sẽ tăng vọt sức chiến đấu. Satan sợ hãi nhìn Black Doctor, nói với Dương Thanh: có thể nói cao thủ từng bị ông ta cải tạo chính là người máy trong phim khoa học viễn tưởng. Black Doctor mỉm cười, không ngờ lại có người biết tới thành tựu của tôi, rất tốt. Thiên phú của cậu không tồi, thực lực cũng tạm được, đáng tiếc cậu không phải thần cảnh hoàn mỹ. Thần cảnh hoàn mỹ? Dương Thanh như kẻ nông cạn không hiểu Black Doctor đang nói gì. Ông ta rất kiên nhẫn với Dương Thanh, cười nói, ý nghĩa như tên, chính là cao thủ thần cảnh hoàn mỹ. Đây là giả thuyết tôi tự sáng tạo từ quá trình nghiên cứu. Nếu muốn đạt tới thần cảnh hoàn mỹ, yêu cầu cơ bản nhất chính là đạt được thần cảnh sơ kỳ trước năm 30 tuổi. Thứ hai, có thể đột phá thần cảnh trung kỳ trước năm 40 tuổi, đạt được thần cảnh hậu kỳ trước năm 50 tuổi và bước vào thần cảnh đỉnh phong trước năm 60 tuổi. Thứ ba, sức chiến đấu siêu mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp. Không được thiếu một trong ba điều kiện này. Bao nhiêu năm nay, cậu là người duy nhất đáp ứng điều kiện của thần cảnh hoàn mỹ mà tôi từng gặp. Dương Thanh Cao mày nổi giận. Trông đối phương như đang có hỏi có đáp nhưng lại không hề che giấu ý định muốn dùng anh làm chuột bạch. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Dương Thanh hít mắt hỏi. Đây là liều thuốc hoàn mỹ tôi nghiên cứu ra bằng kỹ thuật gen. Chỉ cần cậu uống vào là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, bước vào một cảnh giới võ thuật hoàn toàn mới. Black Doctor lấy ra một liều thuốc cười nói. Cút, Dương Thanh tức giận quát, tranh thủ lúc tôi chưa điên tiết, tốt nhất mau cút đi. Nếu không đừng trách tôi không nương tay, cậu là cao thủ thần cảnh hoàn hảo tôi mất bao công sức mới tìm thấy, sao có thể bỏ qua vật thí nghiệm tốt như vậy được. Black Doctor cười híp mắt nói, nào, chỉ cần cậu uống liều thuốc này là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, sau này có thể tung hoành toàn thế giới. Hãy uống đi, chiến sĩ của tôi, Black Doctor gióng giặc nói, giống như một kẻ điên. Ông ta thật sự là kẻ điên, nhà khoa học điên, vậy thì tôi chỉ có thể giết ông, sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh. Anh thật sự bị chọc giận. Kẻ điên này rất nguy hiểm, nếu không diệt cỏ tận gốc, sợ là sau này sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cậu không giết được tôi." Black Doctor cười nói, dường như không hề sợ Dương Thanh. Đương nhiên, nếu ông ta sợ sao còn dám xuất hiện ở đây? Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Đúng rồi, chính là bọn họ, Sa Tăng Kinh Hãi chỉ mấy người sau lưng Black Doctor, chính bọn họ đã từng tiếp xúc với thủ lĩnh. Dương Thanh không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đến cả anh cũng không biết tại sao bốn người kia lại xuất hiện ở đây với cảnh giới hiện giờ, anh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có người hay không. Nhưng bốn người này giống hệt Black Doctor, anh không hề phát hiện ra họ. Giống Black Doctor, Dương Thanh không cảm nhận được hơi thở võ thoạt trên người bốn người này, tựa như họ chỉ là người bình thường. Nhưng anh vẫn cảm thấy nguy hiểm toát ra từ người bọn họ. Chắc chắn cậu đang rất tò mò, rốt cuộc vừa rồi bọn họ trốn ở chỗ nào. Bọn họ là cao thủ cảnh giới gì, phải không? dường như black doctor đã nhìn thấu tâm tư của dương thanh cười nói tôi có thể nói cho cậu biết cho dù là cao thủ mạnh hơn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ họ đang đeo thiết bị nhiễu sóng từ trường cao thủ ông muốn chết hả trông thấy mã siêu và lôi âm đều bị bắt về vẻ mặt dương thanh trở nên dữ tợn anh đã đuổi họ đi trước khi thủ lĩnh hồng trần chết bây giờ lại bị người của black doctor bắt về rõ ràng ông ta đã ở đây quan sát ngay từ đầu chỉ là dương thanh không hề hay biết có người đang ở ngay bên cạnh mọi người đều là người lớn không cần nói nhảm nhiều tôi đã tìm được cậu đương nhiên cũng đã điều tra rõ ràng mọi thứ liên quan tới cậu black doctor vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười muốn đối phó người như cậu chỉ dùng người bên cạnh cậu mới có hiệu quả suốt lời ông ta lại đưa liều thuốc kia cho dương thanh tôi cam đoan chỉ cần cậu chịu uống nó tôi lập tức thả hai người họ đi anh thanh đừng uống đại nhân đừng uống Mã Siêu và Lôi Âm đồng thanh hét lên. Mặc dù họ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Black Doctor muốn Dương Thanh uống thuốc gì nhưng vẫn biết một khi anh uống vào sẽ gặp nguy hiểm. Sao Dương Thanh lại không biết, nhưng hiện giờ Mã Siêu và Lôi Âm đều đang nằm trong tay Black Doctor, anh không còn lựa chọn nào khác. Đối mặt với một kẻ điên, anh thật sự bất lực. Chỉ cần tôi uống nó, ông sẽ thả họ đi chứ? Dương Thanh cắn răng hỏi. Black Doctor gật đầu, rứt khoát ra lệnh, thả người. Không ai ngờ được Dương Thanh còn chưa đồng ý uống thuốc, ông ta đã ra lệnh thả mã siêu và lôi âm. Giây phút được thả ra, cả hai vội vàng chạy về bên cạnh Dương Thanh, vẻ mặt căm tức nhìn Black Doctor. Tôi đã thả người, đủ thành ý rồi chứ. Bây giờ cậu có thể uống liều thuốc hoàn mỹ nào được chưa? Black Doctor cười híp mắt nói, dường như không hề lo lắng Dương Thanh sẽ từ chối, thẳng tay ném thuốc cho anh. Dương Thanh giơ tay bắt được. Đồ khốn nạn nhà ông dám dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc chúng tôi bây giờ chúng tôi đã được tự do ông còn có thể lấy gì uy hiếp anh thanh mã siêu giận dữ nói sau khi uống viên thuốc dương thanh đưa vết thương của anh ta đã được ổn định chỉ là bị thương quá nặng vẫn chưa thể khôi phục sức chiến đấu lôi âm vẫn còn đỡ vốn không bị thương nặng lại có thuốc dương thanh đưa vết thương đã được ổn định thậm chí còn có thể đánh ra thực lực thần cảnh trung kỳ lôi âm cũng nghiến răng nghiến lợi nói các người đã không tuân theo quy củ trước chúng tôi có vi phạm lời hứa cũng chẳng sao Black Doctor không thèm để ý tới hai người họ, chỉ cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, không hề e sợ. Sắc mặt Dương Thanh trầm xuống, do dự cầm liều thuốc hoàn mỹ trên tay. "Hai người đi đi." Anh bỗng lên tiếng, rõ ràng là nói với Mã Siêu và Lôi Âm. "Anh Thanh, đại nhân, cả hai đều sợ ngây người, không hiểu tại sao bọn họ đã thoát ra mà anh vẫn đuổi họ đi." "Tôi bảo hai người cút, đây là mệnh lệnh." Dương Thanh giận dữ quát, mã siêu và lôi âm không biết liều thuốc hoàn mỹ là cái gì nhưng anh thì khác vừa rồi thủ lĩnh hồng trần cũng mất khống chế vì uống liều thuốc hoàn mỹ sau đó nổ tung xác anh không thể cam đoan sau khi mình uống nó vào có bị mất khống chế hay không nếu có liệu có giết mã siêu và lôi âm hay không anh không thể biết được vâng mặc dù mã siêu và lôi âm không cam lòng cũng không muốn rời đi nhưng bọn họ là chiến sĩ phục tùng là nghĩa vụ anh cũng đi đi dương thanh lại nhìn sang xa tăng Hiện giờ cả thủ lĩnh Hồng Trần và Lucifer đã chết, ba sát thủ đứng đầu Hồng Trần chỉ còn lại sa tăng. Nếu anh còn sống sẽ có thể mượn tay hắn ta khống chế Hồng Trần. Cảm ơn cậu Thanh, cậu hãy cẩn thận, sa tăng cũng không từ chối. Hắn ta biết sự đáng sợ của Black Doctor, cũng không ngốc tới mức bán mạng cho Dương Thanh. Thoáng chốc, đám người mã siêu đều đã rời đi. Đến tận lúc này Dương Thanh vẫn không biết tám cao thủ đứng sau Black Doctor có thực lực như thế nào. Cậu Thanh rất thông minh, Black Doctor bật cười tôi có thể hứa với cậu chỉ cần cậu chịu uống liều thuốc hoàn mỹ sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm khó dễ người bên cạnh cậu cậu biết mà tôi chỉ theo đuổi cao thủ thần cảnh hoàn mỹ tuy bên cạnh cậu có không ít cao thủ nhưng với tôi họ chỉ là đám rác rưởi mặc dù lời ông ta nói rất khó nghe nhưng lại khiến dương thanh yên tâm hơn nhiều sau khi mã siêu và lôi âm được thả anh vẫn đồng ý uống thuốc là vì không thể cam đoan Black Doctor sẽ không ra tay với người bên cạnh mình. Ông ta rất thông minh, bắt mã siêu và lôi âm tới chỉ để uy hiếp một chút rồi lập tức thả ra. Bởi vì ông ta biết Dương Thanh là người như thế nào. Black Doctor có thể vì tiện bắt mã siêu và lôi âm về, chứng tỏ dù bây giờ hai người họ có được cứu ra, chỉ cần ông ta muốn là có thể bắt họ lại lần nữa. Đây là sức mạnh của Black Doctor. Dương Thanh, mau uống liều thuốc hoàn mỹ này đi. Black Doctor không chờ nổi nữa, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ông ta đã nghiên cứu nó rất lâu, cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng chưa từng thành công. Dù là thủ lĩnh Hồng Trần cũng bị thất bại. Bây giờ gặp được vật thí nghiệm tốt như Dương Thanh, sao ông ta có thể bỏ qua? Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, không hề do dự uống liều thuốc hoàn mỹ. Black Doctor vẫn dán chặt mắt lên người anh, còn lấy một cuốn sổ ghi chép ngay trước mặt mọi người như đang định ghi chép sự thay đổi của anh. Dây thứ 9, sắc mặt ửng hồng, dây thứ 10, tròng mắt bắt đầu đỏ lên, dây thứ 21, khí tức võ thuật bắt đầu tăng lên. Dây thứ 34, khí tức võ thuật tăng vọt. Chấm, "A!" À, dương Thanh gào ầm lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị nguồn năng lượng mạnh mẽ kia xông phá. Đất đá dưới chân anh đều hóa thành bột mịn. Lúc này, mặt đất rung chuyển khiến vẻ điên cuồng trong mắt Black Doctor càng tăng. Ông ta cười lớn nói, "Sắp thành công rồi, sắp thành công rồi!" Ra tay đi, ngay sau đó, tám gã cao thủ đồng loạt lao tới tấn công Dương Thanh. Bịch bịch bịch, tám đòn tấn công khủng bố ập tới. Nhưng tám người kinh ngạc phát hiện đòn tấn công của họ không hề tổn thương tới Dương Thanh, ngược lại còn khiến khí tức võ thuật trong người anh càng tăng lên. Chẳng lẽ Black Doctor thành công rồi sao? Tám người đều nghĩ như vậy. Người khác không biết thực lực của bọn họ đến đâu, nhưng bọn họ biết rõ cả tám người đều không hề thua kém cao thủ thần cảnh đỉnh phong tuy đã từng bị Black Doctor cải tạo nhưng vẫn được coi là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cả thế giới này có mấy ai là đối thủ của họ? Đừng nói là 8 người, bất kỳ ai trong số họ đều là cao thủ có thể trấn áp một phương. Vậy mà giờ đây, 8 người cùng tấn công Dương Thanh lại không làm gì được anh. Cút, Dương Thanh nổi giận gầm lên, tung nắm đấm. Bịch, cao thủ bị anh đấm chúng lập tức phun máu bỏ mình. Mạnh vậy sao, 7 cao thủ còn lại đều chố mắt nhìn một đấm lấy mạng cao thủ thần cảnh đỉnh phong ha 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 tốt lắm tấn công tiếp đi đánh tiếp đi black doctor kích động gào thét ánh mắt điên cuồng hiện giờ dương thanh càng mạnh ông ta càng hưng phấn ông ta có thể cảm giác được dương thanh vẫn còn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn hoàn toàn vượt mức cực hạn của anh ông ta có dự cảm mãnh liệt lần này thí nghiệm thực sự sẽ thành công giết bảy cao thủ còn lại tiếp tục xông lên bịch 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 bảy đòn tấn công lại dồn về phía dương thanh nhưng mà lần này dương thanh không đánh trả ngược lại cố kìm nén khí thức ngang ngược trong người mình lúc trước anh đã tận mắt chứng kiến thủ lĩnh hồng trần càng đánh càng mạnh mới càng mất khống chế vừa rồi anh chỉ ra tay giết một người đã có cảm giác ý thức sắp biến mất hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn là sát khí điên cuồng muốn hủy diệt tất cả đánh tiếp cho tôi black doctor hưng phấn hét lớn ông ta là người chế tạo ra liều thuốc hoàn mỹ đương nhiên biết rõ dương thanh đang chịu đựng cái gì bảy cao thủ lại tiếp tục công kích dương thanh anh lại thờ ơ đứng im tại chỗ như không có cảm giác gì chỉ có khí thức điên cuồng tăng vọt trong người anh dự báo anh sắp bộc phát dương thanh cậu có biết trong 5 năm cậu rời bỏ vợ mình vợ con cậu đã gặp biết bao trắc trở không cậu vốn không biết cậu cảm thấy hổ thẹn với vợ và con gái dù là bây giờ cậu vẫn liên lụy tới bọn họ vẫn không thể cho bọn họ một cuộc sống yên ổn có rất nhiều người muốn giết cậu, vậy nên cậu nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải giết hết những người muốn giết cậu. Bọn họ không chết, một ngày nào đó vợ con và người thân, bạn bè của cậu đều sẽ bị bọn họ giết hại. Giết giết giết, giết cho tôi, Black Doctor giống lên. Rừ, lời ông ta nói khiến Dương Thanh nổi điên lên. Anh ngửa mặt lên trời hét lớn, khí tức cuồng bạo trên người ngày càng mãnh liệt. Giết, cuối cùng anh cũng ra tay, cả người lao vào tới bảy gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, ba người mã siêu, lôi âm và sa tăng đã rời đi rất xa vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố bộc phát từ vị trí của Dương Thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Lôi âm khiếp sợ hỏi. Bây giờ ông ta đã đạt tới thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn cảm thấy tim đập điên cuồng. Quan trọng là bọn họ đã cách xa Tổng hội Hồng Trần khoảng 7, 8 cây số. Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn khiến tim ông ta đập nhanh, chắc chắn chỗ Dương Thanh đã xảy ra cuộc chiến đấu rất khủng bố. Mã siêu nghiến răng nói, rốt cuộc đám người khốn kiếp kia là ai? Tại sao lại bắt anh Thanh uống thứ thuốc kia? Nó là thứ quái quỷ gì? Sau khi anh Thanh uống vào sẽ xảy ra chuyện gì? Anh biết đúng không? Mã siêu bỗng nhìn sang sa tăng. Sắc mặt sa tăng cũng tràn đầy kinh sợ. Bản thân hắn ta cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, đương nhiên cũng cảm giác được luồng khí thức cuồng bạo truyền ra từ Tổng hội Hồng Trần. Vừa rồi, hắn ta đã chứng kiến thủ lĩnh Hồng Trần biên cuồng như thế nào sau khi uống liều thuốc hoàn mỹ khí tức cuồng bạo hiện giờ giống hệt khí tức trên người thủ lĩnh hồng trần khi đó rõ ràng dương thanh đã uống liều thuốc hoàn mỹ đúng chắc chắn cậu biết đại nhân đã xảy ra chuyện gì phải không lôi âm cũng vội hỏi vẻ mặt lo lắng người cầm đầu đám người kia là black doctor một nhà khoa học biên ông ta chuyên dùng cao thủ thần cảnh làm thí nghiệm còn phát minh ra một thứ gọi là liều thuốc hoàn mỹ sa tăng trầm giọng nói vừa rồi thủ lĩnh hồng trần đã uống thuốc này vào thực lực lập tức tăng vọt. Nhưng sau đó vì không thể chống đỡ được năng lượng của liều thuốc hoàn mỹ mà nổ banh xác. Black Doctor chính là người thuê Hồng Trần dụ cậu Thanh tới Tổng hội Hồng Trần. Thứ thuốc ông ta đưa cho cậu Thanh chính là liều thuốc hoàn mỹ. Nghe vậy, Mã Siêu và Lôi Âm lập tức nổi giận. Anh nói cái gì, bọn họ muốn bắt anh Thanh uống liều thuốc hoàn mỹ sao? Mã Siêu kích động túm cổ áo sa tăng gầm lên. Cút ra, sa tăng đá bay Mã Siêu, lạnh lùng nói, cậu giỏi đi mà liều mạng với Black Doctor. Lôi âm đang lái xe bỗng phanh gấp đỗ xe lại, kiên quyết nói, không được, chúng ta phải cứu đại nhân. Đúng, chúng ta mau đi cứu anh Thanh, bây giờ về đó vẫn còn kịp. Nghe xong lời của Sa Tăng, Mã Siêu và Lôi âm đều nhận ra sự tầm thường của bọn họ. Dù có muốn giúp Dương Thanh cũng uổng công vì thế hai người dứt khoát đi về phía trước. Gặp phải kẻ địch kiểu Black Doctor này bọn họ hoàn toàn không có cách đối phó, trái lại còn liên lụy đến Dương Thanh. Vì vậy bây giờ bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt bản thân coi như đã giúp đỡ được Dương Thanh rồi. Cùng lúc đó tại tổng bộ Hồng Trần, Dương Thanh đã hoàn toàn điên cuồng, khí thức võ thuật trên người anh vô cùng kinh người, vượt xa thần cảnh đỉnh phong. Tám cao thủ bên cạnh Black Doctor đã bị Dương Thanh giết một người, bây giờ chỉ còn lại bảy người nhưng ai cũng bị thương nặng. Black Doctor, thí nghiệm đã thất bại rồi, một cao thủ bỗng thốt lên. Bác sĩ Black Doctor lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, chưa đâu. Cậu ta chưa mất lý trí hoàn toàn, vẫn có thể duy trì tia lý trí cuối cùng. Nếu cậu ta thực sự mất kiểm soát hoàn toàn, các người cho rằng mình vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Nghe xong lời của Black Doctor, lúc này bảy cao thủ mới nhận ra Dương Thanh không giết bọn họ là vì anh đang cực lực kiểm soát sát khí của mình. Vừa rồi khi Dương Trần ra tay, anh đã giết ngay một cao thủ ngang hàng với bọn họ. Lúc này Dương Thanh còn kinh khủng hơn trước đó, vậy tại sao lâu như vậy mà anh vẫn chưa giết bọn họ? Dương Thanh Cậu đúng là một kẻ yếu đuối, ngay cả thực lực của bản thân cũng không dám bộc phát ra hết sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định phải thành công, một khi thất bại cậu sẽ mất lý trí, đến lúc đó thử nghiệm thất bại cậu chỉ có nước chết. Cậu hãy nghĩ tới vợ con của cậu, bạn bè người thân của cậu, nhất là vợ con của cậu. Nếu cậu chết cậu có xứng đáng với bọn họ không? Cậu đã biến mất trong cuộc sống bọn họ 5 năm rồi. Trong 5 năm này, cậu đã hủy hoại thời thanh xuân đẹp nhất của vợ cậu. Hủy hoại tuổi thơ vui vẻ nhất của con gái cậu. Cậu không phải người chồng, người bố đạt tiêu chuẩn. Giết đi, cứ thả sức giết đi, chỉ khi nào giết hết kẻ địch trước mặt, cậu mới hồi phục hoàn toàn, nếu không cậu sẽ mất mạng. Bác sĩ Black Doctor nói to, ông ta rất biết cách đánh vào tâm lý của Dương Thanh. Quả nhiên sau khi nghe xong lời của Black Doctor, tâm trạng của Dương Thanh dao động kịch liệt, nhưng anh vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng, cắn răng nói, "Ông, câm miệng. Giết cho tôi." Black Doctor ra lệnh bảy cao thủ kia lại điên cuồng lao vào dương thanh lần nữa cút dương thanh nổi giận gầm lên một đòn đánh bị thương một người bốp dây tiếp theo dương thanh đã xuất hiện trước mặt black Doctor giơ tay chụp cổ ông ta black Doctor thấy thế bảy tên cao thủ đều sợ hãi muốn xông tới nhưng black Doctor lại lắc đầu với bọn họ hai mắt ngập tràn điên cuồng giết tôi đi chỉ cần cậu giết tôi cậu sẽ có thể thoát khỏi mọi thứ bây giờ bởi vì bị dương thanh bóp cổ nên ông ta nói chuyện bị đứt quáng bảy tên cao thủ ngạc nhiên tột độ bởi vì black doctor lại bảo dương thanh giết ông ta bọn họ cảm thấy black doctor thật sự muốn dương thanh giết ông ta chứ không phải đang nói khích dương thanh gừ dương thanh thức giận gào lên tuy đang bóp cổ black doctor nhưng dương thanh vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng không hề ra tay không phải anh không dám giết black doctor nhưng anh biết rất rõ bây giờ ý định giết người của anh quá nặng một khi giết black doctor anh có thể hoàn toàn mất trí và trở thành một con quỷ giết người cuối cùng có lẽ anh cũng giống thủ lĩnh của hồng trần nổ banh xác khi giết chết gã cao thủ đầu tiên anh đã nhận ra điều này lúc này anh gần như sắp mất lý trí hoàn toàn cốt dương thanh vung tay lên black doctor bị quật bay gừ sau đó dương thanh nổi giận gầm lên xoay người chạy đi trước mắt bóng dáng anh đã biến mất ở tổng bộ hồng trần black doctor bảy gã cao thủ nhanh chóng chạy tới bên cạnh black doctor kiểm tra thương thế của ông ta đừng lo cho tôi mau đuổi theo dương thanh black doctor giống như không có việc gì đứng lên nói bảy gã cao thủ vội vàng tuân lệnh chạy nhanh đuổi theo dương thanh dương thanh tôi nhất định sẽ chế tạo cậu thành một tồn tại vượt qua thần cảnh hoàn mỹ trong đôi mắt đen kịt của black doctor ngập tràn kích động chỉ cần dương thanh vẫn duy trì được lý trí chứng tỏ thí nghiệm không thất bại Thí nghiệm này của ông ta rất điên cuồng, liều thuốc hoàn mỹ mà Dương Thanh đã uống vốn dĩ là loại thuốc rất điên cuồng, một khi cao thủ dưới cấp bậc thần cảnh đỉnh phong uống vào sẽ nổ tung trong nháy mắt. Mà thần cảnh đỉnh phong dù mạnh như thủ lĩnh Hồng Trần, cũng tránh không khỏi số mạng nổ banh xác. Chỉ có Dương Thanh kiên trì lâu như vậy vẫn duy trì được lý trí. Điều này khiến Black Doctor thấy được hy vọng rất lớn. Chuyện ông ta cần làm rất đơn giản, đó là ép buộc Dương Thanh, để lúc anh điên cuồng lao vào giết chóc mà vẫn giữ tỉnh táo. Không ai biết lúc này Dương Thanh phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Nhưng anh vẫn phải cố chịu đứng hết thảy, đã vậy còn nghĩ mọi cách khiến bản thân giữ vững tỉnh táo. Cút, cút cho tôi, cút đi, không biết Dương Thanh đã chạy bao lâu, khi đi ngang một chiến trường lập tức gào lên. Đồ khốn kiếp, mày muốn chết, mấy tên cao thủ nước ngoài súng ống đầy đủ, nhấc súng lên bắn vào Dương Thanh. Bằng 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 tiếng súng vang lên rền rĩ. Nhưng khi bọn họ nổ súng lại phát hiện ra Dương Thanh đã biến mất tại chỗ. Người đâu, đám cao thủ kia lập tức ngây ra như phóng. Bụp, Dương Thanh xuất hiện chụp cổ một tên cao thủ, vẻ mặt vặn vẹo, tại sao không nghe lời tôi. Mấy tên cao thủ đều kinh ngạc tột độ, Dương Thanh vốn đang điên cuồng, bây giờ cả người lại thoát ra sát khí, lúc này anh chẳng khác nào con thú dữ. Hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm gã cao thủ nước ngoài kia, gã ta không ngừng run rẩy, bị Dương Thanh bóp cổ gã ta thấy mình sắp tắt thở rồi. Gừ, Dương Thanh bỗng gầm lên, sách cổ tên cao thủ kia lên tiện tay ném gã đi, cơ thể của cao thủ kia lập tức bẩy ra xa mười mấy mét. Cút, cút hết cho tôi, Dương Thanh giận dữ gào lên, cơ thể lóe lên biến mất tại chỗ. Những cao thủ biên giới kia đều trợn mắt há mồm, cái quỷ gì thế này? Chiến trường ngoài biên giới, trên đồng cỏ hoang vắng, một bóng người trẻ tuổi nằm trên mặt đất, thở hồng hộc. Người này chính là Dương Thanh cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc ướt súng, dáng vẻ này nào giống với cao thủ thần cảnh đỉnh phong chứ. Đồ khốn kiếp, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Không ai biết lúc nãy anh đã chịu áp lực lớn cỡ nào, nếu không uống viên thuốc của Phùng Tiểu Uyển cho anh, có lẽ anh đã không chống đỡ được rồi. Bây giờ rốt cuộc anh cũng đã vượt qua, mọi thứ đã khôi phục lại bình thường, nhưng cảnh giới võ thuật của anh không hề tiến bộ, vẫn là thần cảnh đỉnh phong còn cảnh giới sao thần cảnh đỉnh phong là gì ngay cả dương thanh cũng không rõ đúng lúc này điện thoại của dương thanh bỗng vang lên anh lấy ra xem là điện thoại của mã siêu gọi tới anh thanh anh có sao không điện thoại vừa được núi máy giọng nói hốt hoảng của mã siêu lập tức truyền tới yên tâm tôi không sao đâu bây giờ tôi sẽ gửi định vị cho cậu qua đón tôi dương thanh nói quá tốt rồi bây giờ bọn em sẽ qua đón anh ngay sau khi biết dương thanh không sao Mã siêu kích động sắp khóc. Cùng lúc đó bảy cao thủ đang tìm kiếm Dương Thanh cũng nhận được lệnh rút lui của Black Doctor. Trên một ngọn núi cao ở chiến trường ngoài biên giới, Black Doctor đứng chắp tay nhìn xuống núi. Bảy gã cao thủ thần cảnh đỉnh phong đứng sau lưng ông ta. "Black Doctor thí nghiệm của ông thành công rồi sao?" Gã cao thủ dẫn đầu bỗng hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Black Doctor gật đầu, trên mặt ngập tràn kích động, cười lớn nói, "Đã thành công." sở dĩ tôi bảo các người quay về là vì nếu các người tiếp tục đuổi theo lỡ như dương thanh gặp lại các người các người chỉ có nước chết trước đó cậu ta đang ở trạng thái điên cuồng một khi giết các người sẽ khiến cậu ta càng thêm điên cuồng hơn vì thế cậu ta cố gắng nhẫn nhịn không giết các người nhưng bây giờ cậu ta đã tỉnh táo lại các người nghĩ nếu gặp lại các người cậu ta sẽ bỏ qua cho các người sao đừng nói là các người dù là tôi cậu ta cũng sẽ giết bảy gã cao thủ nghe vậy đều sợ hãi bọn họ biết rất rõ thí nghiệm này của black doctor đã duy trì bao lâu chết bao nhiêu cao thủ ấy vậy mà lần này thí nghiệm lại thành công black doctor tôi hơi thắc mắc rốt cuộc ông làm thí nghiệm này để làm gì một gã cao thủ bỗng hỏi vẻ mặt nghi ngờ nói ông hẳn biết rõ một khi thí nghiệm thành công sẽ tạo ra được một cao thủ đỉnh cao vậy ông sẽ khống chế cậu ta bằng cách nào black doctor khẽ nhếch miệng các người nghĩ sau khi thí nghiệm thành công tôi sẽ không khống chế dương thanh được à Mấy gã cao thủ nghe vậy đều ngẩn người. A. À, bỗng nhiên, gã cao thủ hỏi vấn đề kia giống lên, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Sáu gã cao thủ còn lại đều ngây người, tại sao gã cao thủ kia bỗng đau đớn như vậy? Nhưng sự đau đớn này chỉ vỏn vẹn 10 giây liền chấm dứt. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Black Doctor hít mắt nhìn gã cao thủ kia. Tôi hiểu rồi Black Doctor. Gã cao thủ vừa hỏi vấn đề kia vội vàng gật đầu trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc tột độ. Tuy gã không biết Black Doctor vừa làm gì gã, nhưng lại hiểu rõ Black Doctor có cách khống chế bọn họ. Cơn đau tột cùng lúc nãy khiến gã muốn chết không được muốn sống cũng không xong. Bọn họ vốn dĩ là cao thủ siêu cấp do Black Doctor chế tạo ra, trước khi gặp được ông ta, bọn họ chỉ là những kẻ có thực lực võ công yếu đuối tầm thường, miễn cưỡng lắm mới chỉ tới thực lực vương cảnh sơ kỳ. Cho đến khi gặp được Black Doctor, bọn họ đã sống sót trong thí nghiệm của ông ta không sai chính là sống sót bởi vì bọn họ và một đám cao thủ hơn trăm người nhưng cuối cùng chỉ còn lại tám người bọn họ thành công sống sót bọn họ không hề thù hận black doctor ngược lại còn vô cùng biết ơn ông ta có thể nói black doctor chính là tín ngưỡng của bọn họ thậm chí bọn họ không tiếc hy sinh mạng sống vì ông ta black doctor tiếp theo chúng ta nên làm gì dương thanh một gã cao thủ khác bỗng hỏi black doctor lắc đầu nheo mắt cười tạm thời không cần để ý đến cậu ta, nhất định có một ngày tôi sẽ đi tìm cậu ta. Cùng lúc đó Mã Siêu và Lôi Âm cũng đã đón được Dương Thanh. Anh Thanh, tốt quá rồi, em còn tưởng sẽ không gặp lại anh nữa đó. Mã Siêu thấy được Dương Thanh liền vọt qua ôm chầm lấy Dương Thanh, giọng nói hơi nghẹn ngào. Lôi Âm cũng vậy, tuy không kích động như Mã Siêu, nhưng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Thanh thật sự có chuyện gì, chắc chắn sẽ là một thiệt hại khổng lồ đối với Chiêu Châu đại nhân, thân thể ngài có sao không? Chờ sau khi tâm trạng mã siêu ổn định lại, lôi âm mới hỏi. Dương Thanh cười lắc đầu, yên tâm đi, tôi lớn mạng lắm không chết được đâu. Nghe Dương Thanh nói vậy, hai người mới yên tâm. Cậu Thanh, chúc mừng cậu. Lúc này, Sa Tăng cũng đi tới, vẻ mặt chân thành nói, dù gì đi nữa cậu đã cứu được mạng sống của tôi, nếu không có cậu, tôi sẽ không có cơ hội trả thù, sau này mạng của Satan Tăng tôi sẽ thuộc về cậu nghe sa tăng nói vậy dương thanh mỉm cười anh vốn định thu hồng trần về tay mình sau này giúp đỡ chiêu châu âm thầm làm một số việc khác không ngờ sa tăng lại chủ động bày tỏ lòng trung thành chỉ có điều dương thanh hiểu rõ tất cả việc này đều là bởi vì sa tăng phát hiện được sự mạnh mẽ của anh hơn nữa anh còn có thể sống sót từ tay black doctor nên mới quyết định như vậy được bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ đó là chỉnh hợp lại hồng trần sau này sẽ làm việc cho tôi dương thanh nói vâng thủ lĩnh. Lúc này Sa Tăng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính nói. Đối mặt với một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, còn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong có thể sống sót trong tay Black Doctor, dù hắn ta có ý đồ cũng không dám làm. Có Sa Tăng ra tay, việc chỉnh hợp Hồng Trần rất dễ dàng, chỉ trong một tiếng ngắn ngủi mà mấy trăm tên sát thủ đã tập trung ở căn cứ mới của Hồng Trần. Từ hôm nay trở đi, cậu Thanh chính là thủ lĩnh mới của chúng ta, nếu ai dám phản bội Hồng Trần, giết chết không tha. Sa Tăng đứng trước một đám sát thủ, lớn giọng nói. Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Trong lúc nhất thời, tất cả sát thủ đều đồng thanh hò hét. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Dương Thanh, bọn họ ở lại Hồng Trần chỉ để kiếm tiền, ai là thủ lĩnh không quan trọng. Cho nên Dương Thanh rất dễ dàng chỉnh đốn hợp nhất lại Hồng Trần. Trong căn cứ Hồng Trần, Dương Thanh, Mã Siêu còn có lôi âm và sa tăng đều có mặt. Sau khi Dương Thanh nói ra yêu cầu của mình đối với Hồng Trần, Sa Tăng không hề phản đối, lập tức tỏ ý muốn nghe theo mệnh lệnh của Dương Thanh. Sau này tôi sẽ không đến căn cứ Hồng Trần thường xuyên, mọi việc của Hồng Trần đều giao cho Sa Tăng quản lý, nếu anh có chuyện nào không giải quyết được cứ gọi điện cho tôi. Audio điện tử võ tấn bền Dương Thanh không hề giấu giếm, anh kể lại toàn bộ sự việc liên quan tới liều thuốc hoàn mỹ cho Phùng Tiểu Uyển. Nghe Dương Thanh nói xong, Phùng Tiểu Uyển dại mặt ra, hỏi, anh Thanh, nói vậy có nghĩa là thể chất của anh đã hoàn toàn bị cải tạo. Dương Thanh gật đầu, có lẽ vậy, chẳng phải em cũng vừa nói, thể chất của anh đã có thay đổi rất lớn đó sao? Tự anh cũng cảm nhận được, các cấp độ của thân thể đã tăng lên khá nhiều. Nếu chỉ có những thay đổi này, anh đã không phải lo lắng gì nhiều, nhưng vấn đề hiện nay là thể chất của anh vẫn đang tiếp tục được cải tạo, mà anh không rõ rốt cuộc khi nào mới dừng. Sau này liệu có ảnh hưởng gì đến nền tảng võ thuật của anh không, anh cũng không biết. Vương Chiến đứng bên nghe đã sợ ngây ra mặc dù lão ta từng là cao thủ của hoàng tộc họ Long nhưng cũng chưa từng nghe nói đến chuyện có kẻ có thể làm biến đổi thể chất người khác. Phùng tiểu huyền im lặng nghe, sắc mặt tràn đầy lo âu và căng thẳng, lát sau mới lên tiếng, anh Thanh, anh yên tâm, nhất định em sẽ nghĩ ra cách để chữa cho anh. Dương Thanh cười khổ, tiểu huyền, anh thì không sao, dù lâm vào tình trạng này sẽ khiến nền tảng võ thuật của anh bị thương tổn nhưng chỉ ít có thể duy trì cảnh giới võ thuật hiện tại của anh. Chỉ cần cảnh giới võ thuật không yếu đi thì không thành vấn đề. Ngoài miệng Dương Thanh nói nhẹ nhàng là thế nhưng Vương Chiến biết, đối với bất kỳ cao thủ võ thuật nào, chuyện nền tảng võ thuật bị tổn thương luôn là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Tuy không phải là người học võ nhưng Phùng Tiểu Uyển cũng hiểu được vấn đề này, gương mặt xinh xắn của cô ta cực kỳ nghiêm nghị. "À phải rồi, Tiểu Uyển, em đã trị liệu cho Long Thiên Vũ chưa?" Dương Thanh đột nhiên đổi đề tài. Trước đó, Long Thiên Vũ từng quỳ xuống xin lỗi anh, nhưng quan trọng hơn là chính vương chiến cũng đã cầu xin dương thanh để phùng tiểu uyển ra tay cứu long thiên vũ nghe dương thanh hỏi đến chuyện long thiên vũ ánh mắt vương chiến thoáng lóe lên kích động quay sang nhìn phùng tiểu uyển theo bản năng từ sau khi bọn họ rời khỏi đây thì không thấy quay lại nữa em cũng chưa hề chữa trị cho anh ta phùng tiểu uyển nói nếu thế chiến tiền bối ông liên lạc với long thiên vũ thử xem bảo anh ta tới đây đi dương thanh nhìn sang nói với vương chiến Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn Tiểu Uyển, tôi sẽ liên lạc với Long Thiên Vũ ngay đây. Vương Chiến vội vàng cảm ơn, sau đó gọi điện cho Long Thiên Vũ luôn. Chốc lát sau, Vương Chiến đã kết thúc cuộc gọi, cười nói, Long Thiên Vũ biết cậu Thanh đã đồng ý để Tiểu Uyển tiến hành trị liệu thì kích động ghê lắm, nói là sẽ tới ngay đấy. Chưa đến 20 phút sau, một chiếc xe dừng trước cửa phòng khám ái dân, Long Thiên Vũ được hai gã cao thủ Vương Cảnh Sơ Kỳ đưa vào trong. Hôm nay hắn ta phải ngồi xe lăn tới đây không thể tự đứng dậy. Cậu Thanh, cảm ơn cậu. Thần Y Phùng, cảm ơn cô. Ông Chiến, cảm ơn ông. Vừa vào phòng khám ái dân, Long Thiên Vũ đã kích động và cảm kích nói. Lúc này, sắc mặt hắn ta vô cùng tiêu tụy, đâu còn vẻ oai phong của một người cháu đích tôn hoàng tộc họ Long nữa. Long Càn, Long Khôn đâu? Vương Chiến thấy chỉ có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ đi theo Long Thiên Vũ thì thoáng nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui. Long Thiên Vũ cười khổ lắc đầu, nói như tự diếu, nay tôi chỉ là một thứ đổ bỏ mất đi năng lực chiến đấu, đã chẳng còn chút giá trị gì với hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long sao có thể để hai cao thủ thần cảnh bảo vệ tôi chứ? Vương Chiến siết chặt nắm tay, mặt lộ vẻ tức giận, như thể bất bình thay cho Long Thiên Vũ, nhưng lão ta cũng biết, bản thân mình lúc này đã không còn bất cứ quan hệ gì với hoàng tộc họ Long nữa. Dù võ thuật đã bị phế, Long Thiên Vũ vẫn là cháu đích tôn của Long Hoàng. Anh vào trong với tôi trước đã, giờ tôi sẽ trị liệu cho anh luôn. Phùng Tiểu Uyển lên tiếng. Thưa thần y, tôi muốn hỏi một câu, cô thấy tình trạng tôi hiện nay liệu còn khả năng khôi phục nền tảng võ thuật không? Long Thiên Vũ bỗng cất tiếng hỏi, mặt đầy chờ mong. Phùng Tiểu Uyển gật đầu, thản nhiên nói, trong vòng ba ngày, tôi bảo đảm nền tảng võ thuật của anh sẽ khôi phục, trong vòng một tháng bảo đảm thực lực của anh sẽ trở lại cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Thật chứ, Long Thiên Vũ vốn chỉ hy vọng có thể khôi phục nền tảng võ thuật, chưa từng nghĩ tới khả năng cảnh giới võ thuật của mình có thể khôi phục tới vương cảnh đỉnh phong. Hắn ta vốn là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, về sau tuy từng cưỡng ép bản thân đột phá tiến vào cảnh giới thần cảnh nhưng rốt cuộc đây cũng không phải là thực lực võ thuật chân chính của hắn ta. Yên tâm đi, tôi đã dám nói như vậy thì có thể bảo đảm giúp anh khôi phục được. Phùng Tiểu Huyền bất đắc dĩ nói. Có lẽ do ấn tượng với Long Thiên Vũ không được tốt, khi nói chuyện với hắn ta, Phùng Tiểu Huyền luôn có vẻ thiếu kiên nhẫn cảm ơn thần y nhỏ cảm ơn thần y nhỏ long thiên vũ kích động lắp bắp nói đi nói lại sau đó vội vã bảo hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ kiên nâng mình lên giường bệnh vương chiến nhìn hắn ta lộ vẻ không đành lòng long thiên vũ của ngày trước đã từng ngạo mạn cỡ nào hắn ta vốn chính là cháu đích tôn của hoàng tộc họ long tương lai rộng mở thậm chí còn có cơ hội trở thành long hoàng sau này nhưng thật không may võ thuật của hắn ta đã bị phế bỏ ngay cả hai cao thủ thần cảnh được đưa đến bảo vệ hắn ta cũng đã bị điều đi nơi khác. Lúc này, bên cạnh hắn ta chỉ còn lại hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ, đãi ngộ thế này còn chẳng bằng con cháu nhánh thứ của hoàng tộc họ Long. Dương Thanh cũng âm thầm than thở, hoàng tộc thật là tàn khốc, mặc dù là cháu đích tôn của hoàng tộc nhưng một khi nền tảng võ thuật bị tổn hại thì cũng sẽ nhanh chóng bị loại trừ khỏi trung tâm quyền lực. Uyên, đúng lúc này, cửa phòng khám ái dân chợt bị người ta đá văng, ngay sau đó một bóng người trẻ tuổi mặc đồ truyền thống bước vào, bên cạnh còn có một cao thủ thần cảnh hộ tống. Phùng Tiểu Huyền đang định trị liệu cho Long Thiên Vũ thì đã bị bọn họ quấy dày. Các người là ai? Phùng Tiểu Huyền lạnh lùng hỏi, sắc mặt lộ vẻ không vui. Long Phi Dương, Vương Chiến nhận ra thanh niên kia, bèn kinh ngạc hỏi, cậu tới đây làm gì? Long Phi Dương, một vị hoàng tôn có địa vị gần với Long Thiên Vũ trong số những thành viên đời thứ ba của hoàng tộc họ Long, Long Thiên Vũ thấy Long Phi Dương xuất hiện, đáy mắt cũng thoáng lóe lên tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Long Phi Dương, cậu tới để chê cười tôi đấy à?" Chê cười mày? Long Phi Dương cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: "Mày lúc này còn chẳng có tư cách để tao chê cười đâu." Khốn kiếp, cậu nói gì hả? Long Thiên Vũ lập tức nổi giận. Dương Thanh hơi nhíu mày, anh vốn không muốn nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa hai người cháu của Long Hoàng nhưng thật không ngờ, gã Long Phi Dương này lại chủ động khiêu khích anh anh biết người này đang khiêu khích mình bởi ánh mắt long phi dương nhìn về phía anh tràn đầy vẻ ngạo nghễ như kẻ bề trên đang nói với tay sai của mình vậy long phi dương cậu định làm gì vương chiến thoáng di chuyển nhanh chóng chắn trước mặt dương thanh tuy lão ta đã bị đuổi khỏi hoàng tộc họ long nhưng lão ta vẫn âm thầm coi hoàng tộc họ long là nhà mình đồng thời cũng biết rõ võ thuật của dương thanh ngày nay đã đạt tới cấp độ khủng khiếp cỡ nào nếu hoàng tộc họ long nảy sinh xung đột với dương thanh lão ta dám chắc rằng Dương Thanh sẽ diệt sạch hoàng tộc họ Long chứ không tin hoàng tộc họ Long có năng lực hạ được Dương Thanh. Long Thiên Vũ cũng cả giận quát, Long Phi Dương, không được vô lễ với cậu Thanh đây. Ha ha, Long Phi Dương cười lạnh, nói, tôi vốn tưởng thằng danh này lợi hại lắm, ai rẻ chỉ là một thằng thu nhặt phế liệu. Thu nhặt phế liệu, Dương Thanh đã bị những lời này của Long Phi Dương chọc tức phải bật cười. Đúng vậy, vương chiến với Long Thiên Vũ chẳng phải đều là thứ phế liệu đó sao? Long Phi Dương châm chọc nói, xem ra, hai gã rác rưởi này giờ đều đã quy phục mày, tao nói mày là thằng thu nhặt phế liệu chẳng lẽ không đúng. Long Phi Dương, mày muốn chết đúng không? Long Thiên Vũ phẫn nộ đến nỗi mặt mũi cũng vặn vẹo cả đi. Hắn ta chỉ muốn tự tay giết chết tên khốn này, nhưng nay nền tảng võ thuật của hắn ta đã bị tổn hại, võ thuật cũng bị phế mất, đừng nói giết Long Phi Dương, ngay cả một người thường cũng có thể nhẹ nhàng giết chết hắn ta huống chi, bên cạnh Long Phi Dương còn có một cao thủ thần cảnh. Vương Chiến cũng giận đến không nhịn được nữa, lão ta nhìn chầm chầm vào Long Phi Dương, nghiến răng nói, Long Phi Dương, cậu tự cao tự đại như thế sẽ mang đến tai họa cho hoàng tộc họ Long đấy. Tai họa, lẽ nào thứ rác rưởi nhà ông? Long Phi Dương cười lạnh một tiếng, bước tới vung tay tát thẳng vào mặt Vương Chiến, quát lớn, ông muốn gây tai họa cho hoàng tộc họ Long tôi. Vương Chiến siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, tuy bị Long Phi Dương tát một cái như trời giáng ngay mặt nhưng lão ta vẫn cố nén lòng, không trả đòn. Hoàng tộc họ Long có thể bất nhân bất nghĩa với lão ta nhưng lão ta lại không thể làm thế với hoàng tộc họ Long, Long Phi Dương dù sao cũng là cháu trai của Long Hoàng. Bốp, Long Phi Dương lại dương tay tát vào mặt vương chiến một cái nữa, phẫn nộ quát, chẳng phải ông lợi hại lắm sao. Đánh tôi xem nào, ông dám không, ông dám động vào một sợi tóc của tôi thôi là tôi giết chết cái đồ vô dụng như ông ngay. Vương Chiến hít sâu một hơi, mắt đã vằn đỏ, lão ta nói, Long Phi Dương, cậu đừng nên khinh người quá đáng. Bốp, Long Phi Dương lại vả thẳng vào mặt Vương Chiến một lần nữa rồi cười lạnh, tôi cứ khinh thường ông đấy, ông có thể làm gì được tôi. Phùng Tiểu Uyển rốt cuộc không nhìn nổi nữa, bèn chắn trước mặt Vương Chiến, tức giận nói, anh quá đáng rồi đấy. Nơi này không chào đón anh, mời anh cút ra cho tôi. Ái chà, ở đây còn có một người đẹp này vừa rồi lực chú ý của long phi dương dồn cả vào long thiên vũ và vương chiến không hề chú ý nhan sắc của phùng tiểu uyển lúc này phùng tiểu uyển đứng trước mặt anh ta vẻ mặt tức giận trông khá hấp dẫn khá lắm khá lắm anh thích long phi dương cười ha hả vươn tay định sờ lên mặt phùng tiểu uyển vương chiến lập tức kéo phùng tiểu uyển ra sau lưng mình giận dữ nói long phi dương cậu cút ngay cho tôi lão ta có thể dễ dàng bỏ qua hành vi xúc phạm của long phi dương với mình bởi lão ta lớn lên trong hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Long chính là nhà của lão, trong lòng vương chiến, hoàng tộc họ Long có ơn lớn với lão ta. Vậy nên, lão ta không muốn tranh chấp với Long Phi Dương, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện Long Phi Dương có thể xúc phạm Phùng Tiểu Uyển. Trong thời gian sinh hoạt chung với Phùng Tiểu Uyển, cô gái nhỏ này đã trở thành cháu gái lão ta, dù là người thừa kế của hoàng tộc họ Long, lão ta cũng không cho phép kẻ đó xúc phạm tới Phùng Tiểu Uyển. Dương Thanh vẫn thờ ơ đứng một bên, không nhúng tay vào dĩ nhiên anh có thể nhận ra vương chiến bao dung thế nào với người của hoàng tộc họ long muốn để vương chiến hoàn toàn dứt bỏ hoàng tộc họ long chỉ có một cách là để người của hoàng tộc họ long này xúc phạm lão ta nặng nề chỉ có như vậy lão ta mới hoàn toàn đẩy được hoàng tộc họ long ra khỏi tâm trí mình bằng không cả đời này những khi đối mặt với con cháu dòng chính của hoàng tộc họ long lão ta sẽ theo bản năng cho rằng mình kém người ta một bậc lão già kia ông dám ngăn cản tôi à Long Phi Dương cả giận quát, cao thủ thần cảnh sau lưng anh ta cũng bước lên trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Chiến, nói, "Vương Chiến, ông dám vô lễ với điện hạ thì đừng trách tôi không khách sáo với ông." Vương Chiến hít sâu một hơi, cưỡng chế đè lửa giận của mình xuống, lạnh lẽo nhìn về phía Long Phi Dương, "Rốt cuộc hôm nay cậu tới đây có mục đích gì?" Bốp, Long Phi Dương lại tát thẳng vào mặt lão ta một cái nữa, cả giận nói, "Bản điện hạ muốn làm gì thì có liên quan gì tới ông?" Vương Chiến tôi cảnh cáo ông lần cuối, cút ngay cho tôi, bằng không, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ông. Long Phi Dương nói, thái độ ngạo mạn tột cùng, hoàn toàn không thèm nể nang vương chiến. Mấy tên khốn các người cút ra ngoài cho tôi, cút ngay, Phùng Tiểu Uyển đã hoàn toàn tức giận khi tận mắt thấy vương chiến bị đánh liên tục, nếu không phải vì không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của hoàng tộc họ Long, cô ta đã nổi nóng từ lâu. Người đẹp bé nhỏ, muốn anh đi khỏi đây cũng được, chỉ cần em chịu theo anh, ngủ với anh một đêm thì tôi sẽ đưa cô em đi ngay. Long Phi Dương híp mắt cười cợt nhìn Phùng Tiểu Uyển, nói, đương nhiên, nếu em không muốn đi cũng không sao, chúng ta làm việc luôn ở đây cũng được, sau đấy anh sẽ đi ngay, đồng thời có thể bảo đảm sau này sẽ không bao giờ tới gây chuyện với Vương Chiến nữa, thế nào? Bốp, Phùng Tiểu Uyển Dương tay tát thẳng vào mặt Long Phi Dương, cô ta đã giận run người. Long Phi Dương hoàn toàn không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại dám đánh mình, lập tức ngây cả người ra, mày, mày dám đánh tôi. Anh đáng bị đánh, Phùng Tiểu Huyền tức tối nói. Con khốn này, mày dám đánh tao, tao giết mày. Long Phi Dương lập tức nổi giận, vung tay lên, đột nhiên, một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ trên tay anh ta. Sức mạnh này hẳn đã ngang với cảnh giới vương cảnh đỉnh phong. Phùng Tiểu Huyền chỉ là một người thường, nếu chúng một bà tai này của Long Phi Dương, hẳn phải chết chắc. Đáy mắt Dương Thanh đã lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng vẫn không ra tay, anh không tin Vương Chiến sẽ trơ mắt nhìn Phùng Tiểu Huyền bị đánh. Đương nhiên, dù Vương Chiến thật sự không có ý định ngăn cản, anh vẫn có thể kịp thời cứu Phùng Tiểu Huyền. Phùng Tiểu Huyền bị hơi thở kia làm cho khiếp sợ ngây người, cô ta mơ hồ cảm nhận được, giây tiếp theo mình sẽ bị giết chết, nhưng ngoài mặt cô ta không hề lộ chút sợ hãi nào, chỉ có nỗi phẫn nộ tràn ngập đối với Long Phi Dương. Long Phi Dương, cậu dám à? Long Thiên Vũ cũng giận dữ, giống to. Chỉ có điều Hắn ta lại hoàn toàn không có cách nào xông tới ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Long Phi Dương hạ xuống mặt Phùng Tiểu Uyển. "Bốp", lúc này đây, Vương Chiến thật sự rất tức giận, toàn thân dâng trào sát khí, hơi thở thần cảnh trung kỳ bộc phát ra khỏi cơ thể. Toàn bộ phòng khám ái dân lập tức bị khí thế của lão ta bao trùm. Long Phi Dương đang bị Vương Chiến tóm lấy cổ tay nhận thấy rõ điều đó hơn ai hết. Anh ta có cảm giác trước mặt mình là một con ác quỷ đến từ địa ngục chứ không phải người. Cơ thể run rẩy mất kiểm soát, trong mắt Long Phi Dương ngập tràn nỗi sợ hãi, cảnh cảnh giới võ thuật của ông khôi phục lại rồi. Hiển nhiên là đến giờ anh ta mới biết tu vi của Vương Chiến đã trở lại. Vương Chiến, ông muốn làm gì? Thả điện hạ ra, cao thủ thần cảnh mà Long Phi Dương dẫn đến cũng hốt hoảng, vội vàng quát lên. Bản thân cũng là một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy thực lực hiện giờ của Vương Chiến đã vượt xa mình. Điều này làm cho ông ta không thể nào tin nổi. Trước đây Vương Chiến là người yếu nhất trong năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long nên ông ta chưa bao giờ để vào mắt. Nhưng hôm nay, vị cao thủ thần cảnh này đột nhiên nhận ra Vương Chiến không những không bị phế tu vi mà còn đột phá đến thần cảnh trung kỳ, đã thế còn sắp tiến vào thần cảnh hậu kỳ. Chuyện này quá khó tin, trước đây ông ta nghe nói cảnh giới võ thuật của Vương Chiến đã bị phá hủy rồi mà, đáng lẽ bây giờ phải là một thằng vô dụng mới đúng. Tình huống bây giờ là sao? tại sao vương chiến lại lành lặn đứng ở đây cảnh giới cũng đột phá long phi dương cũng sợ hãi không kém gì cao thủ thần cảnh kia nếu anh ta biết tu vi của vương chiến đã khôi phục thì có chết cũng không dám đánh lão ta ông ông thả tôi ra bây bây giờ tôi rất nổi bật trong số con cháu của hoàng tộc họ long sau này rất có khả năng sẽ thừa kế hoàng vị đấy long phi dương run rẩy nói nếu ông dám làm gì tôi hoàng tộc họ long sẽ không bỏ qua đâu hoàng tộc họ Long đã muốn giết tôi rồi thì có bỏ qua cho tôi hay không cũng đâu liên quan gì. Vương Chiến lạnh lùng đáp, nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Ông Chiến, Phùng Tiểu Uyển đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự cầu xin. Những lời vừa rồi của Vương Chiến làm cô ta rất cảm kích, nhưng cô ta thật sự không muốn lão ta vì mình mà chọc giận cả hoàng tộc họ Long. Cốt, cuối cùng Vương Chiến vẫn nương tay, vung tay ném Long Phi Dương ra ngoài. Vương Chiến, ông dám đối xử với điện hạ như vậy chờ bị hoàng tộc họ long trừng trị đi tên cao thủ thần cảnh kia hừ lạnh nhanh chóng đỡ long phi dương lên muốn rời đi tôi cho hai người rời khỏi đây à nhưng ngay khi hai người đi đến cửa thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên nghe thấy giọng của dương thanh vương chiến hơi lo âu nhưng cũng không nói gì lão ta bị hoàng tộc họ long vứt bỏ thậm chí còn đuổi giết dương thanh là người đã cưu mang lão ta giờ đây vương chiến vẫn còn mang chút hy vọng đối với hoàng tộc họ long may mà đó là dương thanh nếu là những cao thủ khác thì chắc chắn đã không cho phép điều đó xảy ra rồi lão ta biết mình không có tư cách cầu xin anh bất cứ chuyện gì mày muốn làm gì cao thủ thần cảnh đang đứng bên cạnh long phi dương nhíu mày quát dương thanh anh hơi hít mắt chẳng lẽ mấy người không biết toàn bộ thành cửu châu đều là địa bàn của dương thanh này sao dám kiếm chuyện lại còn muốn làm em gái tôi bị thương ngay trên địa bàn của tôi dưới mí mắt tôi, có phải nếu hôm nay tôi cho mấy người an toàn rời khỏi đây thì sau này ai cũng có thể tới đây gây chuyện không? Long Phi Dương rè chừng vương chiến nhưng không sợ Dương Thanh, giữ tận quát, thằng kia, mày đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng cho là có vương chiến che chở thì tao không dám làm gì mày. Với thân phận và địa vị hiện nay của tao, giết mày cũng đơn giản như bóp chết một con kiến thôi. Dương Thanh ít mắt nói, thế à, không tin cứ thử xem, vẻ khiêu khích trên mặt long phi dương rất rõ hoàn toàn không xem anh ra gì anh ta không tin một đứa nhỏ tuổi hơn mình có thể có được tu vi thần cảnh cao thủ thần cảnh trung kỳ bên cạnh cũng có suy nghĩ đấy nhìn dương thanh với đôi mắt đầy sát ý nếu không vì vương chiến đang ở đây thì ông ta đã xử lý dương thanh rồi vương chiến cười lạnh xem ra long hoàng càng ngày càng hồ đồ thật thứ đần độn nào cũng có thể làm tay sai được long thiên vũ cũng tỏ ra chế diễu người khác không biết chứ sao hắn ta lại không biết bản lĩnh của Dương Thanh thế nào được. Long Phi Dương có hợp sức với cao thủ thần cảnh trung kỳ bên cạnh cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Dương Thanh chứ đừng nói là một mình anh ta. Chát, một tiếng bà tai thanh thúy vang lên, Long Phi Dương vừa rồi còn thách thức đã bị Dương Thanh tát cho ngã văng ra đường đi giữa phòng khám ái dân và tập đoàn Nhạn Thanh. Mày, mày dám đánh điện hạ ư? Cao thủ thần cảnh trung kỳ kia ngỡ ngàng, căm phẫn chỉ thẳng vào anh, quát Chát, nhưng ông ta vừa dứt lời thì bị Dương Thanh tát vào mặt. Cũng như Long Phi Dương, dù có là một cao thủ thần cảnh trung kỳ cũng bị anh tát bay ra ngoài. Trong phòng khám, khóe miệng Vương Chiến và Long Thiên Vũ đều giật giật. Tuy hai người biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh đến nhường này. Chỉ một cái tát đã đánh bay cao thủ thần cảnh trung kỳ ư. Dương Thanh, mày muốn chết à? Bên ngoài, Long Phi Dương hét lên, mặt mũi vặn vẹo. Lúc này ngoài đường đông nghịt, rất nhiều người nhìn thấy anh ta và cao thủ thần cảnh trung kỳ kia bay ra từ phòng khám, họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ túm tụm lại đứng xem. Là người được khen ngợi là xuất sắc trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Long, thay thế được địa vị cao quý của Long Thiên Vũ, đã khi nào Long Phi Dương bị ai tắt đâu. Quan trọng hơn là còn bị đám đông vây xem, điều này thật sự không khác gì một sự sỉ nhục đối với anh ta. Long Giang, giết Dương Thanh cho tôi, tôi muốn thằng đó chết, Long Phi Dương phẫn nộ hét toáng lên khoảnh khắc bị Dương Thanh tát bay ra ngoài, Long Giang đã biết cảnh giới võ thuật của Dương Thanh vượt xa mình, nếu Dương Thanh không nương tay thì lúc này ông ta đã là một cái xác rồi. Sao còn dám xông lên chứ? Điện hạ, chúng ta về thôi. Long Giang loạn trọn đứng dậy, trên khóe môi còn dính máu. Long Giang, tôi bảo ông giết thằng khốn kia cơ mà, không hiểu tôi nói gì à. Long Phi Dương giận dữ quát. Ông ta đau khổ nói, điện hạ, tôi không phải đối thủ của cậu ta. Thấy Dương Thanh đi ra, Long Giang sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, Long Phi Dương cũng cực kỳ kiêng kỵ nhưng thái độ vẫn rất kiêu ngạo, giận dữ nói, mày tưởng mình là vương của Yến Đô thật đấy à? Bản điện hạ muốn giết mày đấy, mày dám giết tao ư? Cảm nhận được sát ý khủng bố không ngừng tỏa ra từ Dương Thanh, Long Giang sợ hãi quá đỗi, hốt hoảng khuyên can, điện hạ, cậu đừng nói nữa. Ông ngậm miệng lại cho tôi. Long Phi Dương gắt gỏng quát. Việc bị Dương Thanh đánh làm cho anh ta rất tức giận, không ngờ đến cả tên tay sai cũng dám bảo mình đừng nói nữa. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta, xung quanh còn có nhiều người vây xem, Long Phi Dương có cảm giác những kẻ đó đều đang cười cợt bàn tán về mình. Anh ta càng xấu hổ hơn, chỉ vào mặt Long Giang gắt lên, "Tôi ra lệnh cho ông giết thằng nhóc đó ngay, ông mà dám không nghe lời thì đừng trách tôi không khách sáo." Lúc này Vương Chiến cũng đã ra ngoài phòng khám ái dân, đứng ở bên cạnh Dương Thanh hờ hững nhìn Long Giang vương chiến đã cống hiến quá nhiều cho hoàng tộc họ long nếu bọn họ vẫn khăng khăng muốn đối đầu với dương thanh thì lão ta sẽ làm kẻ địch của họ đột nhiên hơi thở thần cảnh trung kỳ trên người vương chiến tăng lên thành thần cảnh hậu kỳ lấn áp về phía long giang long giang là một cao thủ thần cảnh trung kỳ nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực ông ta biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của vương chiến nhưng ông ta là người của hoàng tộc họ long được họ phái đến bảo vệ long phi dương bây giờ lại bị anh ta ép phải ra tay cho dù biết mình không thể chống lại nhưng cũng đành phải tuân theo. Long Giang tiến về phía trước, nặng nề nhìn Vương Chiến, bình tĩnh lên tiếng, Vương Chiến, ông đã đến cảnh giới võ thuật này, nếu chịu nhận lỗi với Long Hoàng thì ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ông, sau này ông vẫn là người của Hoàng tộc họ Long. Vương Chiến khinh thường cười nhạo, nhận lỗi với Long Hoàng. Vương Chiến này làm sai ở đâu? Xả thân ngăn cản đòn công kích mình không thể cản nổi khi cháu đích tôn của Hoàng tộc họ Long bị giết là sai ư hay là tôi sai ở chỗ lựa chọn chạy trốn khi bị cao thủ của hoàng tộc họ Long đuổi giết? Có phải tôi sai vì sau khi bị đuổi đi thì khuyên con cháu của Long Hoàng tránh đi khi gặp cao thủ mà cậu ấy không thể địch nổi. Mỗi một câu chất vấn của Vương Chiến đều khiến mặt mày Long Giang tái nhật dần, câu nào cũng đều hùng hồn có lý. Một loạt các câu hỏi làm ông ta sững sờ. Long Giang không biết chuyện gì đã xảy ra với Vương Chiến, chỉ biết lão ta phản bội hoàng tộc họ Long nên mới bị đuổi đi bây giờ lại nghe vương chiến nói vậy ông ta chợt nhận ra có lẽ chuyện này không đơn giản như thế đã đến lúc này rồi vương chiến còn lý do gì để nói dối đâu hơn nữa đứa cháu đích tôn long thiên vũ của long hoàng sao thế này sao lại đến phòng khám ái dân chẳng lẽ hắn ta không biết vương chiến luôn ở đây sao có thể nói vương chiến rơi vào cảnh ngộ bây giờ đều do long thiên vũ gây ra nếu tin đồn ở hoàng tộc họ long là thật Vương Chiến thật sự là kẻ phản bội thì sao hắn ta lại đến phòng khám ái dân để trị liệu được chứ? Long Giang không ngốc, những câu chất vấn của Vương Chiến làm ông ta ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản, Vương Chiến rơi vào bước đường này là do hoàng tộc họ Long chứ không phải vì lão ta đã phản bội họ. Tôi vừa bị phế bỏ tu vi thì hoàng tộc họ Long muốn giết tôi, đến khi nền tảng võ thuật của tôi khôi phục lại thì muốn tôi trở về. Còn bắt tôi xin lỗi. Vương Chiến căm phẫn thét lên, dựa vào đâu chứ? Tôi nói cho ông biết kể từ lúc hoàng tộc họ Long phái người đuổi giết tôi thì Long Chiến đã chết rồi. Bây giờ, người đang đứng trước mặt các người là Vương Chiến. Dứt lời, cơ thể lão ta bùng nổ khí thế càng kinh khủng hơn. Long Giang đứng sững như trời trồng, mặt mày tái mét, không hề có lòng tin mình sẽ thắng khi đối mặt với Vương Chiến lúc này. Nhưng Long Phi Dương lại muốn ông ta đánh, còn cách nào đâu? Giết cho tôi, giết đi. Long Phi Dương cáu kỉnh gắt lên, tôi muốn ông giết sạch bọn chúng, giết hết cho tôi. Uyên, anh ta vừa dứt lời thì Long Giang đã xông ra ngoài, nhanh đến mức hóa thành cái bóng lao thẳng về phía vương chiến. Không biết tự lượng sức, lão ta cười lạnh, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích chờ đòn công kích của Long Giang đến. Âm âm âm, ông ta và vương chiến kịch liệt chạm chán với nhau. Chẳng qua vương chiến vẫn chỉ đứng tại chỗ, không ngừng dùng hai tay và hai chân của mình để ngăn cản, từ đầu đến cuối đều không chủ động công kích, Cuộc chiến của hai cao thủ thần cảnh chung kỳ quả thật là điên cuồng. Bị sự va chạm dữ dội ấy ảnh hưởng, mặt đường dưới chân nháy mắt văng tung tóe. Đám đông vây xem thấy cảnh này đều sững sờ, những người bình thường như họ chưa bao giờ gặp được cuộc đánh nhau nào ác chiến như thế cả. Lòng đường giữa phòng khám ái dân và tập đoàn nhạn thanh vỡ vụn thành từng lớp từng mảng tạo thành một khung cảnh hoang tàn. Thấy Long Giang đã hành động, sắc mặt của Long Phi Dương mới dễ nhìn hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn tràn trề sát khí. Dương Thanh khinh thường nhìn anh ta, nếu không phải vì Chiêu Châu đã xuất hiện những nhân tố bí ẩn thì sao anh phải nể nang hoàng tộc họ Long làm gì? Giết thẳng tay luôn là được rồi. Mà không cần Dương Thanh phải tự mình ra tay, chỉ cần ra lệnh tổ chức Hồng Trần là xong. Với thực lực của các cao thủ hàng đầu này, ngoại trừ cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long hơi khó đối phó ra thì còn lại những kẻ có thực lực dưới thần cảnh đều chỉ còn đường chết. Uinh! Đột nhiên một sức mạnh kinh khủng bùng phát, Long Giang bị vương chiến đẩy lùi long giang chẳng lẽ ông vẫn chưa nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của tôi sao vương chiến giận dữ quát mang tên điện hạ chó chết của ông cút ra khỏi thành cửu châu ngay nếu không thì đừng trách tôi không niệm tình cũ ông cũng biết nếu tôi muốn giết long phi dương thì một mình ông không cản được mà đương nhiên long giang cũng hiểu lời lão ta nói hoàn toàn là thật nhất thời vô cùng đắn đo qua cuộc chạm trán vừa rồi mặc dù hai người không dùng hết sức nhưng từ đầu đến cuối vương chiến đều chỉ đứng một chỗ mà tấn công lão ta hoàn toàn không cần dốc sức, chỉ vậy đã thấy được thực lực của lão ta vượt xa Long Giang. Long Tường không thèm liếc Long Khoa lấy một cái, chỉ cười tự diếu, chật vật đứng lên nhìn về phía Long Hoàng, nói, bố, lần này bố thật sự sai rồi. Dứt lời, ông ta xoay người, tập tĩnh bỏ đi. Long Hoàng tức giận đến run cả người, cuối cùng vẫn không ra tay với Long Tường. Long Tường dù sao cũng là con trai cả của lão ta, bây giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra ở hoàng tộc họ Long, nếu Long Tường bị lão ta giết chắc chắn lòng người ở hoàng tộc họ Long sẽ bị tan rã. Bố, xin bố bất giận, cũng bởi vì bị bố coi nhẹ nên anh cả mới không cam lòng thôi. Thật ra anh ấy cũng rất có tài năng, chỉ đáng tiếc là tên nhóc thiên vũ này đã làm ra những chuyện không thể bù đắp lại với hoàng tộc họ Long. Long Khoa lên tiếng. Nghe thì có vẻ ông ta muốn nói đỡ cho Long Tường nhưng lại nhắc đến Long Thiên Vũ, rõ ràng là muốn nhắc lại với long hoàng rằng võ thuật của long thiên vũ đã bị phế long hoàng lập tức nhíu mày hít mắt nhìn long khoa hỏi long khoa con cảm thấy bố già rồi không nhìn ra mánh khóe này của con sao phịch long khoa lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất sợ sệt nói bố con sai rồi ông ta không dám ngụy biện vì biết rõ điều đó sẽ chỉ làm long hoàng ghét mình hơn thôi long tường chính là như vậy nếu vừa rồi không nói những lời đó có lẽ sau này long hoàng sẽ trọng dụng ông ta nhưng chỉ dựa vào những từ ngữ ấy về sau long hoàng tuyệt đối sẽ không trọng dụng long tường nữa mệnh lệnh tôi giao cho các anh là muốn nhà họ long ở yến đô quay về hoàng tộc họ long hơn nữa là bảo long thiên vũ đi xin lỗi dương thanh để có thể kết bạn lại với cậu ta chỉ khi dương thanh có thiện cảm với hoàng tộc họ long thì khả năng đoạt lấy đế thôn của chúng ta mới lớn hơn được thế nhưng nói cho tôi biết các anh đã làm được những gì long hoàng cố nén tức giận nói các anh lại gây phiền toái cho dương thanh sau lưng tôi các anh nghĩ tôi không biết những các anh làm sao. Không phải các anh muốn chứng minh với tôi rằng Long Thiên Vũ không đối phó được Dương Thanh còn các anh thì có thể đấy chứ. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ không đối phó được cậu ta mà còn suýt bị giết ngược lại. Giờ có muốn cải thiện quan hệ giữa hoàng tộc họ Long với Dương Thanh cũng hết hy vọng rồi. Long khoa quỳ dạp trên mặt đất, cả người đều run rẩy, vội vàng nói, bố, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Bố yên tâm, bây giờ con lập tức nói cho thằng ngỗ nghịch Long Phi Dương, bắt nó lập tức đi giải thích với Dương Thanh. Cho dù thế nào nó cũng phải được Dương Thanh tha thứ, hàn gắn lại mối quan hệ với hoàng tộc họ Long ta. Long Hoàng hừ lạnh, muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, có lần một, lần hai nhưng không có lần ba, hoàng tộc họ Long đã xúc phạm Dương Thanh hai lần, theo như những gì tôi biết về Dương Thanh. Cho dù Long Phi Dương có quỷ xuống xin lỗi thì cậu ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hoàng tộc họ Long đâu. Nghe hết lời này của Long Hoàng, sắc mặt Long Khoa lập tức thay đổi, vậy thì bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Ánh mắt Long Hoàng hiện lên tia rét lạnh, ba hoàng tộc khác cũng có người đến Yến Đô. Nước Yến Đô bây giờ càng ngày càng đục, chỉ có nước đục mới mò được cá. Nếu quan hệ giữa hoàng tộc họ Long và Dương Thanh không thể cứu vãn, vậy thì chúng ta đổi mục tiêu bồi dưỡng, phải tìm một người có hy vọng đánh bại cậu ta. Long Khoa lập tức vui vẻ, bố, bố đang nói ở Yến Đô xuất hiện một cao thủ có khả năng cạnh tranh với Dương Thanh sao. Long Hoàng gật đầu, chính xác hơn thì người đó còn chưa quay về Yến Đô. Có lẽ cũng sớm thôi, bố, suốt cuộc là ai mà lại có có hy vọng đánh bại thần cảnh hậu kỳ Dương Thanh thế? Long Khoa hỏi han với vẻ mặt chờ mong. Ông ta muốn có được tình hữu nghị của đối phương trước tiên. Chờ đến lúc người đó xuất hiện, con tự nhiên sẽ biết. Long Hoàng lạnh giọng nói, con đi chuẩn bị đi, hôm nay khởi hành đi yến đô lần này không được làm bố thất vọng nữa vâng bố yên tâm long khoa nhất định sẽ không khiến bố thất vọng long khoa vội vàng lớn tiếng đáp lại cùng lúc đó tại phòng khám ái dân ở yến đô phùng tiểu huyền vừa chữa trị cho long thiên vũ xong việc bản thân có thể đứng lên lần nữa làm cho hắn ta vô cùng kích động thần y tiểu huyền cảm ơn cô thật sự rất cảm ơn cô long thiên vũ phấn khởi tới mức nói năng lộn xộn hắn ta đã đến bệnh viện kiểm tra rồi chuyên gia giỏi nhất thế giới cũng nói cả đời này hắn ta không có hy vọng đứng lên được không ngờ phùng tiểu uyển chỉ dùng phương pháp châm cứu và xoa bóp chữa trị một lần mà mình lại có thể đứng lên được nghĩ là biết sự kích động trong lòng long thiên vũ lúc này lớn đến thế nào tôi cũng chỉ nể mặt ông chiến mới ra tay cứu giúp nếu muốn cảm ơn thì anh hãy cảm ơn ông chiến đi phùng tiểu uyển lạnh mặt nói cô ta hoàn toàn không muốn tỏ ra hòa nhã với long thiên vũ trước đó tên khốn này còn phái người giết vương chiến còn muốn đối phó với dương thanh sao phùng tiểu huyền có thể vui vẻ khi đứng trước long thiên vũ được chứ ông chiến cảm ơn ông long thiên vũ đi đến trước mặt vương chiến cảm xúc vô cùng kích động bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt lão ta rồi tát mình một cái thật mạnh nước nở nói ông chiến tôi thực sự biết sai rồi tôi xin lỗi là tôi ngu ngốc cho tới bây giờ mới biết ở hoàng tộc họ long ai mới là người thật sự đối xử tốt với tôi long thiên vũ quỳ xuống khiến một chút oán khí còn sót lại trong lòng vương chiến người vốn dĩ không hận hắn ta bao nhiêu tan thành mây khói vương chiến vội vàng đỡ hắn ta đứng dậy hai mắt đỏ hoe thiên vũ tôi không trách cậu thật sự không trách cậu ông chiến xin lỗi thật sự xin lỗi long thiên vũ đột nhiên ôm vương chiến khóc giống lên thấy cảnh tượng như vậy mắt phùng tiểu huyền cũng ươn ướt mặc dù có một chút cảm động nhưng nhiều hơn là cô ta thấy những thứ vương chiến hy sinh cuối cùng cũng được đáp lại khóe miệng dương thanh cũng nhẹ nhàng cong lên anh biết từ nay về sau chắc chắn vương chiến là người vô cùng quan trọng đối với long thiên vũ bất kỳ hoàng tộc nào trong bốn hoàng tộc lớn ở chiêu châu bị tiêu diệt đều là tổn thất của cả nước có vài người cũng không cho phép hoàng tộc bị tiêu diệt thế nhưng hoàng tộc có thể đổi người đứng đầu không có gì đâu ra ngoài đi Dương Thanh bảo thư ký ra ngoài, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lúc này hơi thở của Dương Thanh đang rất hỗn loạn, ban đầu anh định liên lạc với Phùng Tiểu Uyển nhưng chợt phát hiện ra trong cơ thể mình có một sức mạnh cuồng bạo đang cuộn trào. Sau vài giây ngắn ngủi, ngón tay đang nhuộm sang màu đen từ từ khôi phục lại màu da vốn có. Đây là, Dương Thanh giật mình nhận ra cảm giác choáng váng khi mới bị trúng độc thế mà đã biến mất. Rõ ràng là độc đã được giải, là liều thuốc hoàn mỹ dương thanh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa rồi đúng là anh đã quá mất cảnh giác không ngờ có người bỏ thuốc độc vào trong thư mời khiến mình bị trúng độc với cảnh giới võ thuật hiện giờ độc dược bình thường hoàn toàn không thể làm gì được dương thanh khả năng tự chữa lành sẽ giải độc giúp cho anh thế mà chất độc bên trong thư mời lại có tác dụng ngay lập tức đủ để thấy kẻ chủ mưu lợi hại ra sao nhưng dù có thế nào anh cũng không ngờ độc lại được giải nhanh như vậy tiểu huyền vừa rồi anh bị trúng độc dương thanh nhanh chóng gọi cho phùng tiểu uyển nghe nói anh bị trúng độc thì cô ta rất lo lắng dương thanh vội vàng an ủi yên tâm anh không sao rồi anh thanh rốt cuộc đã có chuyện gì vậy anh uống thuốc giải độc chưa bấy giờ phùng tiểu uyển mới bình tĩnh lại nhưng vẫn rất sốt ruột đồng thời cô ta cũng cảm thấy nghi ngờ dương thanh kể lại chuyện một lượt sau khi anh nói xong phùng tiểu uyển im lặng một lúc rồi nặng nề nói anh thanh liều thuốc hoàn mỹ anh dùng có tác dụng quá mạnh theo em thấy ảnh hưởng nó gây ra có thể là rất nhỏ, thậm chí còn có ích cho anh nhưng cũng chính vì vậy mà em càng không yên tâm hơn. Tác dụng càng mạnh thì khi xảy ra tác dụng phụ sẽ càng khó kiểm soát. Đây cũng là điều Dương Thanh lo lắng, liều thuốc hoàn mỹ có hiệu quả mạnh đến thế nào, người trải nghiệm trực tiếp như anh rõ ràng nhất. Ngay cả thủ lĩnh Hồng Trần là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong mà cũng không thể chịu đựng được công hiệu của liều thuốc hoàn mỹ, hoàn toàn mất kiểm soát, cuối cùng cơ thể nổ tung rồi chết. Bây giờ, cơ thể Dương Thanh đang bị liều thuốc này biến đổi, nhìn thì có vẻ có xu hướng tốt hơn, thậm chí anh còn có thể cảm giác được thực lực của mình đang tăng lên. Nhưng càng mạnh, hơi thở trong cơ thể càng cuồng bạo. Nếu có một ngày anh thật sự không thể khống chế được cơ thể thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Dương Thanh bất chợt vô cùng hốt hoảng đối với tương lai của mình. Anh Thanh, anh đừng lo, em nhất định sẽ nghĩ cách để chữa khỏi bệnh của anh. Phùng Tiểu Uyển kiên định nói. Được, anh tin em. Dương Thanh đáp cúp máy, anh cầm thư mời lên lần nữa. Chất độc bên trong đã bị triệt tiêu ngay lần đầu tiên anh chạm vào, bây giờ bức thư này đã không còn chất độc nào nữa. Cuộc chiến xương vương ở Yến Đô, khi đọc được nội dung bức thư, Dương Thanh nhíu mày. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, chỉ có một câu mời anh tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, thời gian tổ chức cuộc thi là vào 3 ngày sau. Ngoài câu mời và thời gian ra thì không còn thông tin nào khác. Đến bọn hoàng tộc cũng mất kiên nhẫn rồi à. Dương Thanh lạnh lùng cười, hai mắt nổi lên sát ý. Mặc dù trên bức thư không ghi rõ người mời là ai nhưng anh cũng đoán ra được chuyện này có liên quan đến hoàng tộc. Thực lực hiện giờ của Dương Thanh đang ở trình độ nào về cơ bản đã hoàn toàn bại lộ, mặc dù tính đến thời điểm này chỉ từng có tranh chấp với hoàng tộc họ Long nhưng những hoàng tộc khác chắc chắn cũng đã nắm bắt cặn kẽ tình hình. Chỉ là, bọn họ nghĩ rằng mình đã nắm rõ Dương Thanh thật sao? Đồng thời không chỉ Dương Thanh mà cao thủ đứng đầu của các nơi trên Chiêu Châu cũng nhận được thư mời. Cuộc đấu võ yến đô chỉ cấm hoàng tộc và vương tộc, những người khác vẫn cho phép tham gia. Trong lúc nhất thời, cao thủ hàng đầu khắp Chiêu Châu tấp nập tụ hội về yến đô. Anh Thanh, mã siêu tức tốc đến gặp Dương Thanh, trong tay đang cầm một bức thư mời giống hệt, âm trầm nói, anh Thanh, anh cũng nhận được thư mời đúng không? Anh gật đầu, lấy thư mời ra, hỏi, cậu không sao chứ? Mã siêu lắc đầu, nghi hoặc hỏi, em thì có chuyện gì được không có gì dương thanh lắc đầu xem ra người bỏ độc vào trong thư mời chỉ nhầm vào một mình anh anh thanh anh có biết rốt cuộc là ai dám tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô này không rõ ràng là chỉ mũi dùi về phía anh mà mã siêu nổi giận đùng đùng nói anh ta rất hiểu dương thanh không muốn đế thôn xuất thế như thế nào thế mà bây giờ lại có kẻ muốn ép nó tiến vào tầm mắt của mọi người nếu cuộc chiến xương vương của yến đô này được tổ chức dù anh có tham gia hay không đều không thể thoát khỏi kết quả cuối cùng, đó là đế thôn xuất thế. Nét mặt của Dương Thanh vẫn bình tĩnh, chợt hỏi Mã Siêu, cậu có thể trở về trạng thái cao nhất trong vòng 3 ngày không? Anh ta gật đầu, hẳn là không thành vấn đề đâu ạ, à, có tiểu huyền chữa trị mà, chắc chắn em sẽ ổn thôi. Vừa dứt lời thì Mã Siêu sực nhận ra điều gì, kinh ngạc thốt, anh Thanh, chẳng lẽ anh định bảo em tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô? Dương Thanh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, thản nhiên nói, cậu có cho rằng chúng ta thật sự có thể ngăn cản một kẻ tổ chức được một cuộc chiến xương vương yến đô thế này không? Sau một lúc suy tư, Mã Siêu lắc đầu đáp, đối phương rõ ràng có chuẩn bị, theo như em được biết thì toàn bộ Chiêu Châu hễ là cao thủ có thực lực trên vương cảnh thì đều được mời. Khắp Chiêu Châu, người có cảnh giới võ thuật đạt đến vương cảnh phong chừng không dưới con số mấy chục ngàn, cao thủ có thể đến yến đô dự thi ít nhất có hơn ngàn người. Tất cả mọi người đều hướng về ngôi vương của Yến Đô, dĩ nhiên cũng có người chỉ đến để xem cho vui. Nếu dám cản trở cuộc đấu võ này diễn ra thì dù là ai cũng sẽ bị phản đối dữ dội. Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Yến Đô, một chuyến bay quốc tế đang từ từ hạ cánh. Một ông cụ mặc sườn xám nam đi xuống máy bay trong sự hộ tống của đoàn người. Nhiều năm rồi không về nước nhỉ, trên mặt ông cụ đầy sự hoài niệm, đôi mắt sắc bén hiện lên vài phần dịu dàng mong nhớ. Hội trưởng Chính xác hơn thì ông đã rời khỏi Yến Đô suốt 20 năm rồi ạ." À. Một người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên nói. "Đã 20 năm rồi sao? Không ngờ Hoa Anh Kiệt này đã xa quê hương lâu như vậy, hiệp hội võ thuật trong nước phát triển thế nào rồi?" Hoa Anh Kiệt hỏi. "Thưa hội trưởng, hay là để tổng chi hội trưởng Kim báo cáo với ông nhé." Ngay lúc này, một vài cao thủ mặc cùng một trang phục võ thuật cất bước đi tới. Tổng chi hội trưởng của hiệp hội võ thuật chi nhánh Chiêu Châu, Kim Cương xin ra mắt hội trưởng. Sau khi đến trước mặt Hoa Anh Kiệt, người trung niên cầm đầu quỳ một chân xuống đất. Những cao thủ sau lưng ông ta cũng đồng loạt quỳ theo, dáng vẻ cực kỳ cung kính, xin chào hội trưởng. "Đứng lên đi." Hoa Anh Kiệt trầm giọng nói, phát ra một luồng sức mạnh ôn hòa nâng Kim Cương và những người khác đứng lên. Là tổng chi hội trưởng của chi hội hiệp hội võ thuật khu Chiêu Châu nhưng Kim Cương lại cực kỳ chấn động ông ta cảm giác được trên người hoa anh kiệt có một nguồn sức mạnh không gì sánh kịp bản thân hoàn toàn không chống lại nổi lúc này đây hoa anh kiệt chỉ đứng yên một chỗ nhưng dường như chỉ cần tỏa ra áp lực là có thể khiến kim cương quỳ xuống đất tổng tri hội trưởng kim bây giờ hiệp hội võ thuật ở chiêu châu phát triển thế nào rồi hoa anh kiệt thình lình lên tiếng kim cương không dám qua loa vội vàng đáp lời thưa hội trưởng tri chi hội chiêu châu phát triển cũng tạm ạ chỉ là hiện giờ tình hình ở yến đô đang có biến hoàng tộc và vương tộc ở đây đều nhập cuộc, còn có rất nhiều cao thủ xuất hiện làm cho chi hội có hơi trì trệ. Nhưng giờ hội trưởng đã trở về, tôi tin rằng thực lực tổng thể của chi hội ở Chiêu Châu chúng ta sẽ tăng mạnh. Hoa Anh Kiệt nhíu mày, tỏ ra không hài lòng, chỉ là tạm được thôi à. Không đấu lại được hoàng tộc ở Chiêu Châu đã đành, đằng này còn thua kém cả vương tộc là sao? Phịch, Kim Cương và những người nắm chức vụ cao trong chi hội ở Chiêu Châu đồng loạt quỳ hai gối xuống đất. Xin hội trưởng bất giận, do tôi bất tài, chưa thể đột phá thần cảnh nên mới khiến cho tình hình phát triển của tri hội ở chiêu châu tệ như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hội trưởng trừng phạt. Kim Cương lo sợ nói. Hoa Anh Kiệt lạnh giọng quát, tội của cậu đáng chết muôn lần. Nhưng suy cho cùng cũng đã dốc nhiều tâm huyết cho tri hội hiệp hội võ thuật ở chiêu châu, lần này tôi tha. Tất cả đứng lên đi, nghe thấy lời này của lão ta, Kim Cương và những người khác mừng rỡ, hối hả nói, cảm ơn hội trưởng. Kim Cương là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong nhưng lại cảm thấy rất áp lực khi đứng trước Hoa Anh Kiệt, rõ ràng cảnh giới võ thuật của lão ta đã đột phá đến thần cảnh. Nhưng ngoài thực lực thần cảnh của Hoa Anh Kiệt, điều làm Kim Cương kinh ngạc hơn là hai ông lão mặc trang phục võ thuật sau lưng cũng ẩn chứa hơi thở rất khủng bố. Hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng đã tiến vào thần cảnh. Hiệp hội võ thuật có chi nhánh trải rộng trên toàn thế giới, chi hội ở Chiêu Châu đứng hàng thứ ba trong số đông đảo các chi hội của hiệp hội, trong hiệp hội võ thuật cũng xếp thứ tự theo thực lực, ai mạnh hơn thì nắm giữ nhiều quyền lợi hơn. Kim Cương là người đứng đầu chi hội ở Chiêu Châu, các cao thủ trong chi hội cũng thừa nhận ông ta xếp thứ ba trong hiệp hội võ thuật. Song thực tế lại không phải vậy, xét về tổng thể thì chi hội ở Chiêu Châu xếp thứ ba, vì khá có trọng lượng nên được nằm trong top đầu nhưng thực lực của cao thủ mạnh nhất chưa chắc có thể sánh bằng cao thủ mạnh nhất của các chi hội có thứ hạng thấp hơn. Chẳng hạn như hai người tùy tùng sau lưng Hoa Anh Kiệt đã là cao thủ thần cảnh. Không chỉ vậy, ngoài hai tùy tùng này ra, bên cạnh Hoa Anh Kiệt còn có vài cao thủ bán bộ Thần cảnh và Vương cảnh đỉnh phong. Kim Cương chỉ được xem như một người bình thường khi đứng giữa đội ngũ này, nếu không có thân phận tổng chi hội trưởng chi nhánh Chiêu Châu thì ông ta chỉ có thể đi ở cuối cùng. Đến chi hội thôi, Hoa Anh Kiệt ra lệnh, đoàn người lên xe của chi hội ở Chiêu Châu. Nửa tiếng sau, đến một trang viên sang trọng, các cao thủ của hiệp hội võ thuật lần lượt xuống xe. Trong phòng tiệc xa hoa, Kim Cương tự mình thiết đãi bưng trà rót nước cho Hoa Anh Kiệt và người của lão ta. Tổng chi hội trưởng Kim, dù thế nào thì chi hội ở Chiêu Châu cũng đứng thứ ba trong hiệp hội võ thuật mà, sao nhìn điệu bộ của một tổng chi hội trưởng như cậu lại không giống đứng thứ ba thế? Một cao thủ thần cảnh chợt cười híp mắt nói. Ông ta là tổng chi hội trưởng của chi hội xếp thứ hai trong hiệp hội võ thuật, hiện giờ đã bước vào thần cảnh. Nét mặt Kim Cương hơi cứng lại, đương nhiên ông ta hiểu tổng chi hội trưởng đứng thứ hai này đang bóng gió trào phúng chi hội ở Chiêu Châu không có thực lực, nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay Tổng tri hội trưởng Hồng đã 53 tuổi rồi nhỉ? Kim Cương bình tĩnh nói, theo như tôi được biết thì Tổng tri hội trưởng Hồng mới vừa tiến vào thần cảnh sơ kỳ vào đầu năm nay, hơn nữa còn phải nhờ vào thần dược hội trưởng cho mới có thể đột phá. Nghe ông ta nói vậy, mặt Tổng tri hội trưởng Hồng đỏ lựng, cao mày nói, Tổng tri hội trưởng Kim, sao mà ẩn ý quá vậy? Đâu dám, Kim Cương thản nhiên cười, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Mặc dù kim cương tôi đây bất tài nhưng năm nay chỉ vừa tròn 4 người đã đột phá vương cảnh đỉnh phong, có thể phát huy ra sức mạnh của bán bộ thần cảnh. Tôi nghĩ không lâu nữa, nhiều nhất là 3 năm tôi sẽ tiến vào thần cảnh. Lúc đó tôi sẽ là một cao thủ thần cảnh nhỏ hơn tổng chi hội trưởng Hồng 10 tuổi rồi. Những cao thủ khác của Hiệp hội Võ Thuật đều mỉm cười tùng tìm, không nhúng tay vào sự đôi co giữa Tổng Chi hội trưởng Hồng và Kim Cương. Hoa Anh Kiệt cũng không can thiệp, chỉ cần dưới trướng không xảy ra chuyện tàn sát lẫn nhau thì có tranh đấu trong tối ngoài sáng thế nào lão ta cũng không quan tâm, trái lại còn âm thầm ủng hộ. Vì chỉ có cạnh tranh mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của một người. Tổng chi hội trưởng Kim, thần cảnh không phải cảnh giới cậu muốn đột phá là đột phá được đâu, dù có cho cậu thêm 10 năm cũng chưa chắc có thể chạm đến ngưỡng cửa thần cảnh. Tổng chi hội trưởng Hồng không cam yếu thế. Chắc thế, Kim Cương hơi kinh ngạc. Ban đầu ông ta không biết lý do tại sao Hoa Anh Kiệt lại đột ngột về nước, bây giờ xem ra rất có khả năng là vì Dương Thanh. Ông ta bèn nói, "Hội trưởng, Dương Thanh này không hề đơn giản." Kim Cương nói hết 10-10 từ ân oán giữa Dương Thanh và hiệp hội võ thuật cho đến việc ông ta tự mình giao đấu với anh. Bên cạnh đó, Kim Cương còn kể những tin đồn về Dương Thanh ở yến đô trong thời gian gần đây. Tuy chỉ sơ lược những chuyện trọng tâm nhưng đã đủ để Hoa Anh Kiệt nhận thấy sự khó lường của Dương Thanh. "Hội trưởng Vốn dĩ tôi cũng muốn đánh một trận với Dương Thanh nhưng lại phát hiện mình không tiếp nổi một chiêu của cậu ta, nhận ra người trẻ tuổi này chắc chắn có lai lịch rất đáng gờm nên không đối đầu trực diện nữa. Kim Cương nghiêm túc nói tiếp, một cao thủ thần cảnh chỉ mới 28 tuổi, dù thế nào tôi cũng cho rằng nếu hiệp hội võ thuật hạn chế phát sinh mâu thuẫn với cậu ta thì sẽ tốt hơn. Hoa Anh Kiệt không đáp lời nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị, qua 3 phút sau mới hít mắt nói, tôi có thể cho cậu ta một cơ hội cậu hãy tự đi tìm dương thanh và nói tôi muốn cậu ta làm việc cho tôi đi nếu cậu ta đồng ý thì xóa bỏ ân oán trước kia không thì chuẩn bị tinh thần nhận lấy cái chết đi nghe vậy sắc mặt kim cương trở nên khó coi mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng ông ta vẫn thấy được lòng kiêu ngạo của dương thanh kim cương gần như có thể khẳng định rằng một khi mình thật sự làm theo hoa anh kiệt nói những lời đó với dương thanh thì không bị anh giết là may lắm rồi hội trưởng chắc có lẽ ông không biết chứ thật ra dương thanh này rất kiêu ngạo tôi đã thử mời chào rồi, thậm chí còn sẵn sàng nhường vị trí tổng chi hội trưởng ra nhưng cậu ta vẫn từ chối. Kim Cương giải thích, theo như tôi được biết thì Dương Thanh ăn mềm không ăn cứng, nếu chúng ta khéo léo mời chào thì có thể cậu ta còn suy xét, không thì phản đối là cái chắc. Nghe vậy, một cao thủ thần cảnh khác cao mày lên tiếng, Kim Cương, hội trưởng bảo ông làm gì thì cứ làm đi, nếu ông không dám đi tìm cậu ta thì tôi đi với ông tôi cũng muốn nhìn xem Dương Thanh này có phải ba đầu sáu tay hay không mà dám từ chối cả lời mời của hội trưởng. Dứt lời, ông ta đứng lên nói với Hoa Anh Kiệt, "Hội trưởng, tôi xin phép được đi xem Dương Thanh này thế nào." Lão ta không suy xét lâu, nhanh chóng đưa ra quyết định, lạnh giọng nói với tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ dưới đất, "Tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, nghĩ cách mời chào Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật đi." "Rõ thưa hội trưởng, tổng chi hội trưởng Hồng mừng rỡ, vội vàng cảm ơn, cảm ơn hội trưởng." ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ông thất vọng. Vừa rồi Hoa Anh Kiệt chỉ yêu cầu quỳ xuống, nhưng ông ta hiểu cái quỳ này có thể kéo dài mấy ngày liền. Chưa kể đây cũng không xem như trừng phạt thật sự, chẳng qua là do công việc ở Yến Đô rất quan trọng mà thôi, nếu không thì ông ta đã bị Hoa Anh Kiệt phế bỏ tu vi vì dám nảy sinh ý định giết Kim Cương rồi. Mà bây giờ lão ta lại yêu cầu ông ta đi mời chào Dương Thanh, nếu thành công sẽ được tha thứ hoàn toàn. Hai cậu đi đi, Hoa Anh Kiệt nói. Tổng chi hội trưởng Hồng và Kim Cương cùng nhau rời khỏi chi hội, trên đường đi, tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh, Kim Cương, đừng tưởng lần này có hội trưởng làm chỗ dựa thì cậu có thể cưỡi trên đầu tôi thích làm gì thì làm. Cho dù thiên phú tu luyện có kém đến đâu thì tôi cũng là một cao thủ thần cảnh sơ kỳ, chừng nào chưa bước vào thần cảnh thì cậu vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên nhìn tôi. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của tổng chi hội trưởng Hồng, Kim Cương không muốn nói nhiều, cười khẩy mỉa mai, ông nên nghĩ cách thuyết phục Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật đi thì hơn, chưa biết hội trưởng có tha thứ cho ông chưa đâu. Với sự hiểu biết của Kim Cương về Dương Thanh, quả thật chẳng có hy vọng nào để thuyết phục được anh gia nhập hiệp hội võ thuật. Nhưng may là hội trưởng bảo cả tổng chi hội trưởng Hồng đi cùng, lỡ như không thành công thì ông ta không phải bị trừng phạt, còn tổng chi hội trưởng Hồng sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Hừ, tổng chi hội trưởng Hồng nhếch mép, tôi muốn nhìn xem Dương Thanh này có phải cao thủ thần cảnh thật không hay là tổng chi hội trưởng Kim đây cố ý lừa dối hội trưởng. Tổng chi hội trưởng Hồng, ông dám ngậm máu phun người thì đừng trách tôi không nể mặt. Nét mặt của Kim Cương thoáng chốc xa sầm, cắn răng nói, tôi cảnh cáo ông, đây là lần cuối cùng, nếu không. Nếu không cậu định làm gì? Tổng chi hội trưởng Hồng mỉa mai hỏi. Kim Cương nhìn chằm chằm ông ta thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nếu không tôi sẽ nói những lời vừa rồi của ông cho hội trưởng biết. Tổng chi hội trưởng Hồng trợn mắt há mồm, giận dữ nói, Kim Cương, đồ mặt dày. Giờ ông ta mới chịu yên lặng, Kim Cương lạnh lùng nhếch mép. Xe chạy băng băng trên đường, 20 phút sau từ từ lái vào thành Cửu Châu, cuối cùng vững vàng dừng trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Thành phố này đúng là xa xỉ mà, đến cả tổng chi hội trưởng Hồng cũng không thể không choáng ngợp khi nhìn thấy thành Cửu Châu. Dương Thanh đang ở trong công ty này sao? Ông ta xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà khổng lồ của tập đoàn Nhạn Thanh, mở miệng hỏi. Trước kia Kim Cương chỉ thấy thành Cửu Châu qua mạc, đây là lần đầu tiên ông ta đến đây. Lúc này Kim Cương cũng cực kỳ rúng động, gật đầu nói, Dương Thanh chính là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Thanh, Thành Cửu Châu là dự án trị giá mấy trăm tỷ của tập đoàn này đấy. Nghe nói không chỉ mỗi Yến Đô mới có Thành Cửu Châu này, ở các châu vực khác của Chiêu Châu cũng có một Thành Cửu Châu như vậy, đang trong quá trình thi công. Tổng chi hội trưởng Hồng cười lạnh, thì ra là một nhà tài phiệt, thảo nào còn trẻ mà đã có thực lực thần cảnh, xem ra tu vi của cậu ta chỉ là dùng tiền đập vào mà thôi chỉ có tên vô dụng như cậu mới không làm gì được cậu ta, đến cả một đòn của cậu ta cũng tiếc không nổi. Dương Thanh mạnh đến trình độ nào kim cương rất rõ ràng, tổng chi hội trưởng Hồng càng huynh hoang, ông ta càng hả hê. Kim cương biết tổng chi hội trưởng Hồng sẽ nhận lấy hậu quả cho sự ngông cuồng đấy nhanh thôi. Tổng chi hội trưởng Hồng, tôi khuyên ông đừng làm con ếch ngồi đáy giếng nữa, nếu không chết như thế nào cũng không biết đâu. Kim cương nhếch mép nói, nhìn như khuyên nhủ nhưng thật ra là đang khích tướng. Quả nhiên tổng chi hội trưởng hồng nổi nóng, kim cương, cậu câm miệng lại cho tôi. Còn dám nói nữa có tin tôi bẻ cổ cậu không? Xem ra tôi phải nói cho hội trưởng biết tổng chi hội trưởng hồng vẫn muốn giết tôi rồi. Kim cương tùm tìm nói, nghiêm túc giấy di động ra mở chế độ ghi âm, tổng chi hội trưởng hồng, ông mới nói muốn bẻ cổ tôi đúng không? Có dám lặp lại lần nữa không? Cậu, tôi, cậu, tổng chi hội trưởng hồng giận đến mức run cả người, không thốt ra được câu nào. Kim cương đang cầm di động ghi âm, nếu lời của ông ta bị truyền đến tai hội trưởng thì cái chết sẽ không còn xa nữa. Ngay lúc này, một chiếc xe phê tần đen tuyền từ từ đỗ trước tập đoàn Nhạn Thanh, một người trẻ tuổi đi xuống. Tổng chi hội trưởng Kim, người vừa đến chính là Dương Thanh. Vừa thấy Kim Cương thì anh đã nhíu mày. Thái độ của tổng chi hội trưởng hồng cực kỳ ngạo mạn, làm như Dương Thanh được gia nhập hiệp hội võ thuật là một chuyện rất đáng tự hào vậy. Quá đáng hơn là ông ta còn tuyên bố muốn Dương Thanh giao nộp cả thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Thanh cho Hiệp hội Võ Thuật. Quanh thân Dương Thanh tỏa ra sát khí. Ông bắt tôi dâng thành Cửu Châu và tập đoàn Nhạn Thanh cho Hiệp hội Võ Thuật. Còn muốn dạy tôi tu luyện, Dương Thanh lạnh lùng chất phấn. Hử, Tổng chi hội trưởng Hồng nhíu mày, thấy ngữ điệu của anh rất khó nghe thì đanh giọng nói, thằng nhóc kia, chắc cậu không biết thế lực của Hiệp hội Võ Thuật lớn đến đâu để tôi nói cho cậu hay, chi nhánh của Hiệp hội Võ Thuật trải rộng khắp thế giới, cao thủ thần cảnh nhiều như mây, tôi chính là một trong số đó. Nếu được tôi dạy dỗ thì cảnh giới võ thuật của cậu sẽ tiến triển rất nhanh. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi, cậu tuyệt đối đừng vì những thứ phủ phiếm đó mà từ chối lời mời của Hiệp hội Võ Thuật. Nhìn dáng vẻ muốn tốt cho Dương Thanh của Tổng chi hội trưởng Hồng, Kim Cương Hả Hê mỉm cười tuy ông ta không biết thực lực thực tế của dương thanh đã đến đâu nhưng cũng biết áp lực mình cảm nhận được khi đối diện với anh mạnh hơn gấp mấy lần so với khi đối diện với tổng tri hội trưởng hồng có lẽ toàn bộ hiệp hội võ thuật chỉ có hội trưởng mới có thể làm dương thanh khuất phục tổng tri hội trưởng hồng hoàn toàn không phải đối thủ của dương thanh kim cương không nói gì chỉ đứng xem như người ngoài thậm chí còn cách xa tổng tri hội trưởng hồng mấy bước vì sợ bị liên lụy vậy tôi cũng xin khuyên ông một câu từ đâu đến thì cút về nơi đó đi Tập đoàn Nhạn Thanh hay Thành Cửu Châu đều không phải thứ mà một hiệp hội võ thuật có tư cách mơ ước đâu. Dương Thanh cố nén lửa giận không ngừng sôi trào, lạnh lùng nói. Không biết có phải do tác dụng phụ của liều thuốc hoàn mỹ hay không mà sự bực bội trong lòng cứ tăng dần. Anh sợ mình không kiềm chế được, giết chết cả ông già khốn kiếp trước mặt. Nhưng anh cũng lo rằng việc mình ra tay sẽ thổi bùng hơi thở cuồng bạo trong cơ thể. Khi chạm đến một mức độ nhất định, Dương Thanh sẽ mất kiểm soát. Mày nói cái gì? Tổng chi hội trưởng hồng tưởng mình nghe lầm, khó tin quát, mày bảo tao cút về. Cút đi, Dương Thanh nổi giận hét lên. Nói rồi anh bước vào tập đoàn Nhãn Thanh. Khốn nạn, mày chán sống rồi. Cuối cùng Tổng chi hội trưởng hồng cũng biết mình không nghe nhầm, Dương Thanh thật sự bảo ông ta cút đi. Cảnh giới thần cảnh sơ kỳ nháy mắt bùng nổ. Dậm chân một cái, Tổng chi hội trưởng hồng xông về phía anh. Sát ý trong mắt Dương Thanh càng mãnh liệt hơn, dám khiêu khích anh thì chết đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt anh, lạnh lùng nói, cậu Thanh, thứ rác rưởi này không cần bẩn tay cậu. Động tác của người này quá nhanh, xuất hiện ngay khoảnh khắc tổng chi hội trưởng Hồng sắp sửa đánh trúng Dương Thanh. ầm ừ, người nọ tung một cú đấm ra, toàn bộ không gian như dung chuyển phát ra một tiếng động thật lớn, tổng chi hội trưởng Hồng phun ra một búng máu, bắn ngược ra sau như diều đứt dây. Cậu Thanh, uống viên thuốc này nhanh lên. Sau khi đánh bay tổng chi hội trưởng Hồng, người nọ vội vàng lấy một viên thuốc màu đen ra đưa cho Dương Thanh. Anh không do dự uống ngay. Sự cuồng bạo trên người dần dần ổn định trở lại. Tôi không sao. Dương Thanh nói. Bóng người đột một xuất hiện vừa rồi không phải ai khác, chính là Vương Chiến vừa lao ra từ phòng khám ái dân ở đối diện tập đoàn Nhãn Thanh. Bây giờ lão ta đã đột phá đến thần cảnh trung kỳ, không những thế còn cách thần cảnh hậu kỳ rất gần. Trong khi đó, Tổng chi hội trưởng Hồng chỉ vừa tiến vào thần cảnh không lâu, sao có thể làm đối thủ được chứ? Chỉ cần bị vương chiến đấm một quyền là không còn sức đánh trả nào. Cậu Thanh, có cần giết không? Vương chiến hỏi ý kiến của Dương Thanh. Lão ta ngăn không cho anh giết tổng chi hội trưởng Hồng là vì cảm nhận được sự cuồng bạo không ngừng tăng lên ấy, nhưng giờ đây anh đã uống thuốc, trở về trạng thái bình thường. Chỉ cần Dương Thanh nói một câu, lão ta sẽ hành động ngay. Về phần kim cương đang đứng một bên, Ông ta vừa thấy Vương Chiến dùng một quyền đánh bay tổng chi hội trưởng Hồng thì đứng sững như trời trồng, nghe lão ta nói vậy lại càng run rẩy hơn. "Không vui là giết một cao thủ thần cảnh sơ kỳ sao? Từ khi nào mà bên cạnh Dương Thanh có một cao thủ đáng sợ đến vậy? Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu hiệp hội võ thuật còn dám đến gây chuyện thì giết chết không tha." Dương Thanh âm trầm nói. "Rõ, Vương Chiến đáp ngay. Lão ta hiểu câu này Dương Thanh không phải chỉ nói cho người của hiệp hội võ thuật nghe mà cũng là mệnh lệnh dành cho mình. Dương Thanh nói xong, xoay người đi về phía phòng khám ái dân ở đối diện. Bị lời nói của tổng chi hội trưởng Hồng kích thích, suýt chút nữa thì anh bị mất khống chế. Nếu không nhờ có Vương Chiến kịp thời chạy tới và cho uống thuốc, không ai biết được liệu Dương Thanh có thể kiểm soát sự điên cuồng này hay không. "Ông, ông dám đánh tôi?" Tổng chi hội trưởng Hồng loạn choạng bò dậy, trên mặt đầy vẻ khó tin và phẫn nộ. Đánh mày, tao còn dám giết mày nữa đấy có tin không? Vương Chiến đứng chắp tay, khí thế của một cao thủ thần cảnh trung kỳ bùng nổ. Giờ phút này, lão ta hệt như đế vương của khoảng trời nơi đây, khí thế thần cảnh trung kỳ bao trùm cả Tổng chi hội trưởng Hồng. Chỉ mới cảm nhận một phần nhỏ uy lực đó thôi mà Kim Cương đã run cầm cập. Tổng chi hội trưởng Hồng trợn to hai mắt, vẻ không dám tin và tuyệt vọng hiện lên trong mắt. Vừa rồi bị Vương Chiến đánh bay, ông ta còn nghĩ là mình bị đánh lén nhưng giờ đây ông ta mới nhận ra lão già trước mắt là một cao thủ thần cảnh trung kỳ thứ thiệt. Ông, ông rốt cuộc là ai? Sao lại giúp thằng nhóc kia? Tổng chi hội trưởng Hồng im lặng thật lâu mới không nhịn được hỏi. Giúp cậu ấy, vương chiến trào phúng, vừa rồi nếu cậu ấy ra tay thì giờ đây mày đã biến thành một bãi thịt băm rồi. Dứt lời, lão ta xoay người, cũng về phòng khám ái dân. Nghe thấy Kim Cương nói thế, mặt tổng chi hội trưởng Hồng lập tức sám quét, Ông ta biết Kim Cương có khả năng đó thật chứ không hề dọa. Đi thôi, quay về nhận tội với hội trưởng. Kim Cương nói rồi quay người rời đi. Ông ta đi tìm Dương Thanh cùng với Tổng chi hội trưởng Hồng, nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì thì Tổng chi hội trưởng Hồng đã chọc giận Dương Thanh. Cho dù Hoa Anh kiệt phạt họ, Tổng chi hội trưởng Hồng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, còn ông ta chưa kịp lên tiếng, nào có tội tình gì đâu. Lúc này, Dương Thanh đã đến phòng khám ái dân, Phùng Tiểu Huyền đang kiểm tra cho anh. 5 phút sau, Phùng Tiểu Huyền mới nghiêm nghị nói, anh Thanh, tình hình của anh bây giờ không ổn đâu, sau này anh đừng nổi giận nữa. Chẳng hạn như hôm nay, may mà ông Chiến ở cạnh anh, giải quyết kẻ địch giúp anh, chứ nếu ở nơi khác, ông Chiến không có mặt tại đó, chắc chắn anh sẽ nảy ý giết người. Một khi anh nảy ý giết người, có lẽ anh sẽ lại rơi vào trạng thái điên cuồng, nếu anh mất kiểm soát, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Mặt Dương Thanh hơi tái, vậy tức là sau này, nếu có ai đó khiêu khích anh, anh cũng không thể làm gì đối phương à? Nếu đúng thế thật, anh còn bảo vệ vợ con, người thân và bạn bè kiểu gì nữa? Chẳng phải viên thuốc mà em bảo ông Chiến đưa cho anh hồi nãy có thể xoa dịu triệu chứng của anh ư? Dương Thanh như thấy được hy vọng, vội hỏi. Phùng Tiểu Huyền lắc đầu, vừa nãy anh chỉ mới nảy ý giết người, phải uống thuốc kịp thời thì mới kiểm soát được sự điên cuồng đó. Nhưng nếu anh gặp phải tình huống đó khi đang ở một mình, anh nghĩ anh sẽ nhớ uống thuốc lúc sắp mất kiểm soát ư? Đương nhiên, đây không phải việc quan trọng nhất, chủ yếu là vì liều thuốc hoàn Mỹ vẫn đang cải tạo cơ thể anh, loại thuốc mà anh vừa uống có tác dụng phụ rất lớn. Ban đầu, có lẽ nó sẽ giúp ích cho bệnh tình của anh, nhưng về sau, mỗi khi điên cuồng, anh sẽ cần uống nhiều thuốc hơn để kiểm soát. Hơn nữa, anh sẽ bị ỷ lại vào loại thuốc này, số lần điên cuồng cũng sẽ nhiều dần lên, có lẽ chỉ một câu nói của người khác cũng khiến anh điên cuồng. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói thế, lửa giận trong lòng Dương Thanh liên tục tăng lên khốn kiếp đều do black doctor chắc chắn anh sẽ tìm được rồi giết ông ta dương thanh cắn răng cùng lúc đó hơi thở điên cuồng bùng nổ từ người anh mặt phùng tiểu huyền lập tức biến sắc anh thanh mau bình tĩnh bằng không không ai cứu nổi anh đâu vương chiến hơi nhích chân lập tức chắn trước phùng tiểu huyền sợ dương thanh sẽ nảy ý giết phùng tiểu huyền trong cơn nóng giận cậu thanh cậu mau bình tĩnh lại nếu cậu mất kiểm soát những người bên cạnh cậu sẽ bị liên lụy đấy Vương Chiến nói lớn. Sau khi nghe thấy Phùng Tiểu Uyển và Vương Chiến nói thế, Dương Thanh mới nhận ra mình đang tức giật, vội dẹp hết những suy nghĩ linh tinh, nhắm nghiền mắt, cố gắng không nghĩ tới Black Doctor nữa. Sau khi thấy hơi thở điên cuồng trên người anh dần biến mất, Vương Chiến và Phùng Tiểu Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Mười phút sau, hơi thở điên cuồng trên người Dương Thanh mới biến mất hẳn. Anh thở hắt ra, mở mắt, áy náy nhìn Phùng Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, xin lỗi em, khiến em thất vọng rồi. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, "Anh Thanh, em biết anh khó chịu đến mức nào, nhưng hiệu quả của liều thuốc hoàn mỹ mà anh uống thực sự quá mạnh, trong thời gian ngắn, ngay cả em cũng không có cách nào để ngăn cản ảnh hưởng của nó với anh." "Từ hôm nay trở đi, anh hãy đến phòng khám ái dân hàng ngày, em sẽ cố gắng chữa trị cho anh." Cô ta nói rồi nhìn về phía Vương Chiến, "Ông Chiến, từ hôm nay trở đi, phiền ông đi theo anh Thanh ạ, à. với thực lực của ông bây giờ, chắc không mấy ai làm hại được ông nữa." "Có ông ở bên anh Thanh" cho dù người khác muốn động đến anh ấy, ông cũng có thể ngăn anh Thanh ra tay. Vương Chiến gật đầu, được, vậy từ hôm nay trở đi, ông sẽ đi theo cậu Thanh. Tiểu Uyển, anh. Dương Thanh đang định từ chối thì bị Phùng Tiểu Uyển ngắt lời, anh Thanh, bây giờ anh là bệnh nhân của em, anh phải nghe lời em chứ. Dương Thanh cười khổ, gật đầu, được rồi, vậy từ giờ anh sẽ nghe lời em. Nhưng ba ngày sau là cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, có lẽ anh phải ra mặt đấy. Dương Thanh bỗng lo lắng. Nghe thấy thế, Phùng Tiểu Uyển im lặng. Cô ta biết rất nhiều tin đồn liên quan đến đế thôn, cũng biết Dương Thanh đang ngăn cản đế thôn nhập thế. Sau khi đế thôn nhập thế, nếu nó mất kiểm soát thì sẽ gây họa cho cả chiêu châu. Nhưng tình trạng của Dương Thanh bây giờ khá đặc biệt, liều thuốc hoàn mỹ vẫn đang thay đổi thể chất của anh cũng không sao, quan trọng là nếu Dương Thanh tức giận thì sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Tới khi đó, có lẽ không ai có thể kiểm soát tình hình mất anh Thanh, ba ngày sau, nếu anh nhất định phải ra tay, hãy uống viên thuốc này trước khi ra tay. Phùng Tiểu Uyển lấy một bình xứ màu trắng ra, nghiêm túc nói, viên thuốc này chỉ có thể kiểm soát được bệnh tình của anh 10 phút, hay nói cách khác, trong 10 phút, anh phải đánh bại đối phương. Nếu đối thủ quá mạnh, sau 10 phút, bất kể thắng thua, anh nhất định phải rời khỏi nơi đấu võ. Dương Thanh nhận thuốc, nghiêm túc nói, được, anh đồng ý với em. 10 phút đã quá đủ với anh rồi. Trừ khi anh gặp phải một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, có thể vượt cảnh giới để giết địch như anh. Cùng lúc đó, ở chi nhánh Chiêu Châu của Hiệp hội Võ thuật, trong một căn biệt thự, Kim Cương và Tổng chi hội trưởng Hồng đang quỳ trước mặt Hoa Anh Kiệt, run lẩy bẩy. "Hội trưởng, rất xin lỗi, chúng tôi đã khiến ông thất vọng rồi." Kim Cương lên tiếng trước. Ngay sau đó, Tổng chi hội trưởng Hồng cũng sợ hãi nói, "Hội trưởng, đều là lỗi của tôi, nếu tôi không chủ quan thì đã không thất bại." Đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen dừng trước cửa tập đoàn nhãn Thanh. Ngay sau đó, một chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại. Một cô gái trẻ mặc trang phục truyền thống bước xuống từ chiếc Mercedes phía trước, một lão già bước xuống từ chiếc Maybach phía sau. "Cô chủ, đây chính là tập đoàn nhãn Thanh, Dương Thanh đang ở đây ạ." À. Lão già rảo bước đến bên cô gái, mở miệng nói. Ai mà ngờ lão già ngồi ở hàng ghế sau của chiếc Maybach trị giá cả chục triệu lại cung kính với cô gái ngồi ở ghế lái của Mercedes-Benz G-Class như thế chứ? Tôi rất tò mò về Dương Thanh, không ngờ một thanh niên mới 28 tuổi lại có thực lực thần cảnh. Cô gái ngửa đầu nhìn tập đoàn Nhạn Thanh, mỉm cười. "Cô chủ, Dương Thanh này ưa mềm mỏng, cô đừng cứng rắn với cậu ta quá." Lão già bỗng nghiêm nghị nói, "Theo báo cáo từ thám tử của Hoàng tộc thượng quan, tối thiểu Dương Thanh đã đạt đến thần cảnh trung kỳ." thần cảnh trung kỳ ư, trong mắt cô gái lóe lên ánh sáng sắc bén, ý chí chiến đấu phun trào, cô ta nói với vẻ mong đợi, tôi bỗng rất mong được đánh một trận với cậu ta đấy. Tuy có vẻ cô gái này chỉ khoảng 25, 26, nhưng thật ra đã 30 tuổi rồi. Trông cô ta rất xinh đẹp, chẳng giống cao thủ võ thuật chút nào hết. Nhưng trên thực tế, cô ta đã đạt đến thần cảnh sơ kỳ vào ngày sinh nhật 30 tuổi. Thông tin này từng khiến các hoàng tộc ở Chiêu Châu rúng động, vì trước giờ chưa từng có cao thủ thần cảnh sơ kỳ nào trẻ như thế là đàn ông, chứ đừng nói là phụ nữ. Cô ta tên Thượng Quan Nhu, nhưng tính cách của cô ta không hề liên quan đến cái tên này. Tuy cô ta chỉ là đời thứ ba của hoàng tộc họ Thượng Quan nhưng đã được xác lập là người thừa kế hoàng tộc, thậm chí Thượng Quan Hoàng còn nói, khi lão ta từ chức, nếu ở hoàng tộc họ Thượng Quan không có ai mạnh hơn Thượng Quan Nhu, lão ta sẽ để Thượng Quan Nhu thừa kế vị trí chủ hoàng tộc. Có thể tưởng tượng được địa vị của thượng quan Nhu ở hoàng tộc họ Thượng quan cao đến mức nào. Nếu cô ta trở thành chủ hoàng tộc thật thì sẽ tạo nên lịch sử, chẳng hạn như cô ta là người phụ nữ đầu tiên thừa kế vị trí đó, là dòng chính đầu tiên được thừa kế vị trí chủ hoàng tộc cách đời, là dòng chính đầu tiên đạt đến thần cảnh vào năm 30 tuổi. Cô chủ, cô là con cháu hoàng tộc cao quý, một thanh niên làm gì có tư cách so tài với cô chứ?" Lão già vội nói, "Tuy tôi vô dụng nhưng cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, cứ để tôi ra tay thay cô chủ." thăm dò thực lực của cậu ta. Thượng Quan Nhu lắc đầu, không có gì không ổn hết, cậu ta đạt đến thần cảnh vào năm 28 tuổi, tức là đã có tư cách so tài với tôi rồi. Về cảnh giới, có lẽ tôi không bằng cậu ta, nhưng dù sao tôi cũng đến từ hoàng tộc, từng đánh bại mấy cao thủ thần cảnh trung kỳ. Thượng Quan Nhu ngạo nghễ nói, cô ta là ngôi sao sáng nhất hoàng tộc họ Thượng Quan, sao có thể áng chừng sức chiến đấu của cô ta bằng cảnh giới võ thuật bình thường được lão già cũng biết tính thượng quan nhu nên không thuyết phục nữa chỉ nói cô chủ dương thanh không đơn giản đâu cô đừng khinh địch nhé ông thành ông cứ yên tâm tôi không như thế đâu cô ta nói rồi dạo bước đi vào tập đoàn nhạn thanh nói với ông thành ông về trước đi nhé lão già cười khổ lắc đầu cuối cùng vẫn không nói gì quay người rời đi lão ta vẫn rất tự tin về thực lực của thượng quan nhu chưa chắc cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường đã là đối thủ của cô ta quan trọng là với thân phận của thượng quan nhu khắp chiêu châu cũng chẳng có mấy ai dám làm tổn thương đến cô ta cả trừ khi đối phương muốn đối đầu với cả hoàng tộc họ thượng quan thượng quan nhu vừa bước vào tập đoàn nhạn thanh thì đã bị hai cao thủ bán bộ thần cảnh chắn đường thưa cô cho hỏi cô tìm ai thế tuy thượng quan nhu không để lộ khí thế nhưng cô ta vừa xuất hiện hai cao thủ bán bộ thần cảnh được dương thanh sắp xếp đến tập đoàn nhạn thanh đã cảm thấy cô ta không đơn giản rồi Thượng quan nhu cũng có vẻ ngạc nhiên, đương nhiên cô ta có thể cảm nhận được, hai người trung niên trước mặt đều là cao thủ bán bộ thần cảnh. Một doanh nghiệp có tận hai cao thủ bán bộ thần cảnh, có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của cô ta. Ngay cả doanh nghiệp hàng đầu dưới chướng hoàng tộc họ thượng quan cũng không có cao thủ thế này nhỉ. Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch Dương Thanh, phiền hai người chuyển lời giúp tôi, cứ nói thượng quan nhu của hoàng tộc họ thượng quan đến chào. Nghe thấy thế, cả hai người đều biến sắc họ chưa bao giờ nghe nói đến tên thượng quan nhu nhưng lại biết hoàng tộc họ thượng quan dù sao trước đó họ cũng thuộc liên minh vương tộc được cử đi để đối phó với dương thanh sau khi bị liên minh vương tộc vứt bỏ thì chuyển sang quy thuận anh xin cô thượng quan chờ một lát tôi đi báo với chủ tịch ngay một người nói vâng cảm ơn ạ thượng quan nhu mỉm cười bước tới khu vực chờ cao thủ thần cảnh bán bộ kia nhanh chóng tới văn phòng chủ tịch nghiêm nghị nói, cậu Thanh, có người của hoàng tộc họ thượng quan đến ạ. À? Ồ, người của hoàng tộc họ thượng quan à? Dương Thanh hơi hít mắt. Anh nắm rất rõ những chuyện xảy ra ở Yến Đô trong khoảng thời gian này. Trong số bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu, chỉ mình hoàng tộc họ thượng quan chưa tới. Rõ ràng họ vừa tới Yến Đô thì đã đến tìm anh ngay. Đối phương tên Thượng Quan Nhu là một cô gái rất trẻ, khoảng 30 tuổi, nhưng tôi lại cảm nhận được áp lực từ cô ta, rất có thể cô ta đã đạt đến thần cảnh. Nghe thấy thế, ánh mắt Dương Thanh cũng nghiêm túc hẳn lên. Anh không để tâm đến thân phận dòng chính hoàng tộc họ Thượng Quan của Thượng Quan Nhu, mà quan trọng là cô ta đã bước vào thần cảnh khi còn rất trẻ. Trừ anh ra, anh chưa bao giờ gặp ai có thiên phú võ thuật như thế. Anh dám khẳng định, chắc chắn cô ta có địa vị rất cao ở hoàng tộc họ Thượng Quan. "Để cô ta lên đây đi." Dương Thanh nói. "Vâng." Tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên một cô gái xinh đẹp trẻ trung bước vào chấm chào chị dương thanh rốt cuộc dương thanh cũng đứng dậy bắt tay với đối phương nhưng đúng lúc anh nắm lấy tay thượng quan nhu một luồng sức mạnh vô cùng hung hãn bỗng tràn ra từ người cô ta dương thanh hơi nhíu mày tuy sức mạnh của thượng quan nhu hung hãn nhưng chỉ là trò trẻ con trước mặt anh mà thôi thậm chí anh chẳng cần bộc lộ khí thế cũng có thể ngăn cản luồng sức mạnh này qua cái bắt tay này dương thanh cũng đã nắm được thực lực của thượng quan nhu Cô ta vừa đột phá thần cảnh sơ kỳ, nhưng chắc chắn sức chiến đấu của cô ta sẽ ngang ngửa với cao thủ thần cảnh trung kỳ bình thường. Một cao thủ thần cảnh sơ kỳ 30 tuổi có thể chiến đấu vượt cấp, điều đó cho thấy thiên phú võ thuật của người phụ nữ này cao tới mức nào. Hoàng tộc họ thượng quan có được một thiên tài võ thuật không tệ đấy chứ. Thượng quan nhu nhanh chóng thả tay ra, mỉm cười nhìn Dương Thanh, nói bằng giọng thấm thía: cậu Thanh đúng là sâu không lường được. Tuy cô ta có vẻ thoải mái nhưng thật ra rất chấn động, Tuy hai người chưa chính thức so tài, nhưng Dương Thanh đã có thể thản nhiên ngăn cản sức mạnh của cô ta, tức là Dương Thanh rất không đơn giản rồi. Cô ta là thiên tài của hoàng tộc họ Thượng Quan, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn vượt xa những người cùng cảnh giới, trong thế hệ trẻ có thể nói cô ta là vô địch. Bao năm qua, cô ta chưa từng gặp cao thủ nào có thiên phú võ thuật cao hơn cô ta, nhưng giờ cô ta gặp rồi. Dương Thanh mới 28 tuổi mà đã đạt đến thần cảnh trung kỳ điều đó cho thấy thiên phú võ thuật của anh cao hơn cô ta. Chị thượng quan cũng sâu không lường được đấy. Dương Thanh bình tĩnh nói. Nhưng anh vừa dứt lời, thượng quan nhu bỗng đỏ mặt. Cô ta chừng mắt nhìn Dương Thanh rồi mới nói, ba ngày sau, hẹn cậu ở cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Cô ta nói rồi quay người rời đi. Để lại Dương Thanh với vẻ mặt khó hiểu, hồi nãy mình nói sai gì à? Sao cô ta lại đỏ mặt chứ? Mình nói thực lực của cô ta sâu không lường được, có vấn đề gì ư? Đúng lúc này, một lão già bỗng bước ra. Cậu Thanh, Thượng Quan Nhu, đúng là không đơn giản, cách đây không lâu, cô ta đã đột phá thần cảnh trong sinh nhật 30 tuổi của mình. Đó là Vương Chiến, bây giờ lão ta luôn đi theo Dương Thanh để xử lý phiền phức có thể đến bất cứ lúc nào. Lão ta vốn là cao thủ của Hoàng tộc họ Long, đương nhiên cũng biết thiên tài của Hoàng tộc họ Thượng Quan. Phải là rất không đơn giản mới đúng, nhưng nếu cô ta muốn trở thành vương của Yến Đô với thực lực thần cảnh sơ kỳ thì đúng là vô vọng. Dương Thanh nói, chưa bàn tới những người khác, chỉ riêng với Mã Siêu, tuy anh ta mới đến vương cảnh hậu kỳ, nhưng nếu phá giải phong ấn về sức chiến đấu, bùng nổ thực lực, ngay cả cao thủ thần cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Phía bên kia, sau khi rời khỏi tập đoàn Nhãn Thanh, Thượng Quan Nhu quay về biệt thự. Cô chủ, cô không sao chứ? Thượng Quan Nhu vừa quay lại biệt thự, lão già đã đến tập đoàn nhạn thanh với cô ta lập tức bước ta, lo lắng nhìn Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu khẽ lắc đầu, nhưng không ngạo nghễ và tự tin như ban đầu mà có vẻ nghiêm nghị. Trong vòng một tiếng, mang hết tài liệu liên quan tới Dương Thanh lại đây cho tôi. Cô ta chợt nói, cô chủ, tôi đã chuẩn bị xong rồi, đây là tất cả tài liệu liên quan tới cậu ta, cô đọc đi. Lão giả đã chuẩn bị xong từ lâu, vội lấy tài liệu cho Thượng Quan Nhu cũng không có nhiều tài liệu về Dương Thanh, Thượng Quan Nhu chỉ mất 5 phút là đã đọc xong rồi. Ánh mắt cô ta trở nên khác thường, 6 năm trước, cậu ta chỉ là một tên khố rách áo ôm, bị gia tộc họ Vũ Văn trong 8 nhà quyền thế ở Yến Đô đuổi đi, sau đó cậu ta ra chiến trường, chỉ mất 5 năm để trở thành cao thủ thần cảnh. Ông chắc chắn đây là tất cả thông tin về cậu ta mà ông có thể điều tra được à? Lão già gật đầu, thân thế của cậu ta đúng là rất đơn giản, cậu ta lớn lên ở gia tộc họ Vũ Văn, luôn rất bình thường, thậm chí có thể miêu tả là tầm thường, nhưng sau 5 năm ra chiến trường, cậu ta đã có thực lực xuất chúng. Thậm chí có lời đồn, cậu ta chính là dương bất bại tướng quân của biên giới phía bắc, người được thủ lĩnh nước đối địch ca ngợi rằng một mình cậu ta có thể đánh bại nửa đất nước họ. Nghe thấy thế, Thượng quan Nhu có vẻ ngạc nhiên, không ngờ cậu ta lại là tướng quân của biên giới phía bắc, đúng là bất ngờ. Chỉ những gia tộc đỉnh cao mới biết đến tướng quân của biên giới phía bắc mà thôi. Nhưng Thượng quan Nhu chợt nói, nhưng chắc hẳn tướng quân của biên giới phía Bắc đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong rồi, ông đừng bảo tôi rằng Dương Thanh đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấy nhé." Lão già cười khổ, lắc đầu, "Đó chỉ là lời đồn, chứ thực hư là gì thì tôi cũng không biết." Thượng quan Nhu tiếp tục đọc tài liệu về Dương Thanh, trước đó cô ta chỉ đọc lướt qua, giờ xem kỹ mới thấy chỗ đáng kinh ngạc. "Nếu cậu ta chỉ mất 5 năm để trở thành cao thủ thần cảnh từ một người bình thường, cậu ta không phải thiên tài nữa, mà phải gọi là nghịch thiên." Thượng Quan Nhu cảm khái, tôi tập võ từ năm 4 tuổi, tuy Thiên Phú võ thuật cao nhưng năm 18 tuổi mới đạt đến vương cảnh, 30 tuổi mới đột phá thần cảnh. Hơn nữa tôi còn được hưởng tài nguyên của hoàng tộc họ Thượng Quan, nhưng cũng phải mất tận 27 năm để đột phá đến thần cảnh đấy. Cho dù cậu ta tập võ từ trong bụng mẹ thì cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay đúng không? Thế nên, nếu thông tin trong tài liệu là thật, phải dùng từ nghịch thiên để miêu tả thiên phú võ thuật của cậu ta mới đúng không riêng gì hoàng tộc họ thượng quan, hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc họ diệp cũng đã điều tra về Dương Thanh rồi. Nhưng chỉ mình thượng quan nhu đi gặp Dương Thanh mà thôi. Bây giờ Yến Đô rất hỗn loạn, vừa có những gia tộc đỉnh cao, vừa có những kẻ muốn đục nước béo cò, các khách sạn ở Yến Đô đã chật kín. Ngay cả mấy khách sạn nhỏ có điều kiện chẳng ra sao cũng hết phòng. Trừ bốn hoàng tộc lớn của Chiêu Châu, còn có cả hiệp hội võ thuật nổi tiếng ở nước ngoài nữa về phần liên minh vương tộc thì đã bị những gia tộc đỉnh cao ngó lơ từ lâu rồi chi nhánh chiêu châu của hiệp hội võ thuật một chiếc xe sang trọng chậm rãi ngừng ở cửa ra vào một người trung niên bước xuống xe ông hoa long khoa thay mặt bố là long hoàng đến thăm hỏi ông ạ sau khi gặp được hoa anh kiệt người trung niên cung kính nói hoa anh kiệt thản nhiên nhìn long khoa lâu rồi không gặp chẳng biết long hoàng có khỏe không thế Lời đáp của Hoa Anh Kiệt khiến cơn giận trong lòng Long Hoàng lên đến đỉnh điểm. Tức là hội trưởng Hoa đã quên rồi à? Long Hoàng nói bằng giọng tức giận, nếu ông quên thì tôi có thể nhắc cho ông nhớ. Ha ha, không cần đâu. Hoa Anh Kiệt cười lạnh, bao năm qua, số người từng giúp tôi không đến 100 thì cũng phải mấy chục, tôi cũng không thể nhớ hết những lời mà họ nói được chứ. Nếu tôi không nhớ nhầm, hơn 40 năm trước, Long Hoàng đã cho tôi 1.000 tệ đúng không? Bây giờ tôi trả Long Hoàng 10 triệu, báo đáp gấp 10.000 lần, chắc đã đủ rồi chứ? Đương nhiên, nếu Long Hoàng nghĩ 10 triệu không đủ thì tôi sẽ đưa thêm 20 triệu, được chứ? Hoa Anh Kiệt nói bằng giọng trêu ngươi và mỉa mai. Nếu vậy thì quên đi, tôi cũng không cần tiền của hội trưởng Hoa. Long Hoàng cố nén giận, hơn nữa sau bao năm như thế, số người tôi đã giúp không được 100 thì cũng phải mấy chục, cũng không thể trông chờ họ nhớ ân tình của tôi hết nhỉ. Không sao đâu, tôi gặp nhiều kẻ vô ơn lắm rồi, không vấn đề gì hết. Long Hoàng nói rồi cúp máy luôn. Loảng xoảng sau khi cúp máy xong, Long Hoàng hất luôn đĩa trái cây và chén trà trên bàn trà xuống, như thể đang chúc giận. Đến cảnh giới như Long Hoàng, những chuyện bình thường rất khó khiến lão ta nổi giận, không ngờ lúc này lão ta lại ném đồ để chúc giận. Có thể tưởng tượng được lão ta đang phẫn nộ tới mức nào. Quản gia của hoàng tộc họ Long e rè đứng cạnh, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Long Hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? đến khi Long Hoàng bình tĩnh, quản gia mới thận trọng hỏi. Tên khốn đó dám sỉ nhục tôi, ánh mắt Long Hoàng đằng đằng sát khí, lão ta nghiến răng nghiến lợi, không ngờ ông ta dám nói, hơn 40 năm trước, tôi đã cho ông ta 1.000 tệ, giờ ông ta sẽ trả 10 triệu cho tôi làm thù lao. Nghe thấy thế, quản gia cũng nổi giận, Hoa Anh Kiệt đúng là đồ vô ơn, năm đó tuy ông chỉ giúp ông ta 1.000 tệ, nhưng số tiền đó đã giải quyết được bao nhiêu chuyện cơ mà. Quan trọng nhất chính là, ông đã cho ông ta rất nhiều tài nguyên của hoàng tộc họ Long để giúp ông ta thành lập hiệp hội võ thuật. Khi đó ông ta đã nói, đến khi ông ta có thành tựu thì sẽ nương nhờ vào hoàng tộc họ Long, chẳng lẽ ông ta quên hết rồi chắc. Quản gia cũng biết việc Long Hoàng đã giúp Hoa Anh Kiệt năm đó, giờ Long Hoàng lại bị Hoa Anh Kiệt sỉ nhục nên ông ta rất tức giận. Long Hoàng, hay để tôi đến Yến Đô giết tên khốn đó đi. Quản gia chợt nói, khí thế của thần cảnh đỉnh phong cũng lan từ người ông ta ra ngoài. Trừ Long Hoàng gia, có lẽ không ai ngờ cảnh giới võ thuật của quản gia đi theo Long Hoàng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt Long Hoàng lóe lên sát khí, lão ta suy nghĩ 5 phút rồi mới lắc đầu, bây giờ chưa đến lúc ông ra tay, cứ chờ xem sao, chắc chắn cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô sẽ không dễ phân ra thắng bại như vậy. Ý ông là, quản gia hỏi với vẻ ngờ vực. Long Hoàng hơi nheo mắt, trong con người thâm thúy lóe lên ánh sáng trí tuệ bởi vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô vốn là một cái bẫy. Một cái bẫy chết người, Long Hoàng trầm giọng nói. Bẫy hư, quản gia mở to mắt, bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ. Ông ta chưa nói xong thì đã bị Long Hoàng ngắt lời, phải tránh họa từ miệng. Nghe thấy thế, quản gia vội im lặng, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập vẻ kinh hãi. Phía bên kia, sau khi bị Long Hoàng dập máy, Hoa Anh Kiệt cười lạnh, nghĩ mình là ân nhân cứu mạng của tôi thật ư. Năm đó, chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ông tưởng tôi là đồ ngu chắc. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, vô số người đã đổ dồn đến Yến Đô. Cao thủ vương cảnh vốn rất hiếm gặp giờ lại xuất hiện nhiều không kể xiết, có thể thấy ở bất cứ nơi nào. Nhưng cũng không có nhiều người thực sự đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Dù sao, ngay cả vương của năm vương tộc lớn ở Chiêu Châu cũng chỉ có thực lực vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh, trừ những gia tộc và thế lực hàng đầu, chỉ những cao thủ lánh đời mới có thực lực từ vương cảnh đỉnh phong trở lên mà thôi. Phòng khám ái dân, thành cửu châu. Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh, Phùng Tiểu Uyển cầm mấy cây kim bạc, nhanh chóng đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên người anh. Chán Phùng Tiểu Uyển dịn mồ hôi, người hơi run rẩy, nhưng cô ta vẫn kiên trì chữa trị cho Dương Thanh. Sau khi 81 cây kim bạc cắm hết lên người Dương Thanh, Phùng Tiểu Uyển vuốt kim thật nhanh một lượt. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người khác kinh ngạc đã xảy ra, từng cây kim vừa được Phùng Tiểu Uyển vuốt đều rung lên rất mạnh. Còn sắc mặt Phùng Tiểu Uyển thì tái nhợt, rõ ràng cách điều trị này rất tốn công sức. Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh chỉ thấy một luồng khí dễ chịu chậm rãi rót vào người anh qua kim bạc, vô cùng thư thái. Anh có ảo giác mình đang ở giữa tiên cảnh, có hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, hít thở tiên khí trong lành. Sự điên cuồng trong lòng anh cũng dần lắng lại. Phong ấn, đúng lúc này, Phùng Tiểu Uyển bỗng hét lớn, 81 cây kim bạc đều ngừng rung. Phụt, cô ta bỗng hộp máu, mặt tái mét. Tiểu Uyển, Dương Thanh sợ hết hồn, anh đang nằm trên giường bệnh nên không thấy được Phùng Tiểu Uyển trông như thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được, lúc này Phùng Tiểu Uyển hết sức yếu ớt. Đừng nhúc nhích, Phùng Tiểu Uyển quát, lập tức ấn nhanh vào mấy huyệt vị sau lưng Dương Thanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, tia máu dần xuất hiện xung quanh từng cây kim bạc rồi liên tục hội tụ về một chỗ ở giữa. Chấm, cứ tưởng Phùng Tiểu Uyển đã giải quyết được vấn đề của Liều Thuốc Hoàn Mỹ, nào ngờ chỉ là tạm thời phong ấn. Tiểu Uyển vất vả rồi." Dương Thanh áy náy nói. Lúc trước thần y Phùng dùng mọi thủ đoạn khiến anh chịu ơn của lão ta và cháu gái, để anh bảo vệ Phùng Tiểu Uyển. Không ngờ từ ngày Phùng Tiểu Uyển theo anh tới yến đô, cô ta vẫn luôn giúp đỡ anh, còn anh lại không giúp được gì. Hiện giờ, Phùng Tiểu Uyển còn tốn bao công sức khống chế Liều Thuốc Hoàn Mỹ trong người anh. Phùng Tiểu Uyển khẽ lắc đầu, anh Thanh yên tâm, em không sao. Nhưng trong cuộc chiến tranh ngôi vương của Yến Đô hôm nay, nếu không vì bất đắc dĩ anh đừng ra tay, dù có ra tay cũng đừng tức giận. Phùng Tiểu Uyển trầm giọng nhắc nhở, mặc dù em đã phong ấn liều thuốc hoàn mỹ trong người anh nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu không vì sợ hôm nay anh sẽ cuồng bạo lúc ra tay, em sẽ không bao giờ dùng đến cách này. Bởi vì một khi phong ấn huyệt vị, ít nhất sẽ phải phong ấn trong 3 ngày liên tiếp, phong ấn mới dần hình thành. Nhưng trong ba ngày này, nếu phong ấn bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng phá hủy sẽ không chỉ không khống chế được trạng thái cuồng bạo của anh, mà còn khiến nó trở nên nghiêm trọng gấp bội. Bây giờ trừ phi anh có thể dựa vào ý chí của chính mình khống chế trạng thái cuồng bạo, nếu không sẽ hoàn toàn biến thành quái vật mất kiểm soát. Phùng Tiểu Uyển nói vẻ khẩn cầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sắc mặt Dương Thanh cũng trầm trọng hơn nhiều, gật đầu nghiêm túc nói, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng không tức giận. Được, Phùng Tiểu Uyển gật đầu, lại chờ mong nhìn về phòng bệnh trong cùng. Đã 48 tiếng rồi, vẫn còn một tiếng nữa. Chỉ cần anh Siêu có thể đột phá, có lẽ anh sẽ không phải ra tay. Phùng Tiểu Uyển nói. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh cá nhân sâu nhất của phòng khám ái dân, Mã Siêu đang ngâm trong một thùng tắm bằng gỗ cỡ lớn. Nước thuốc đục ngầu trong thùng tắm đã trong hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn một phần nước thuốc chưa được Mã Siêu hấp thụ. Đây chính là thuốc cố cơ Phùng Tiểu Uyển điều chế. Người dùng sẽ rất đau đớn, nhưng nếu có thể kiên trì trong vòng 49 tiếng sẽ có thể khôi phục vết thương, đồng thời còn gia tăng cảnh giới võ thuật. Trước kia Vương Chiến cũng dùng cách này mới đột phá từ thần cảnh sơ kỳ lên thần cảnh trung kỳ. Lúc này, cả người Mã Siêu đều ngâm trong nước thuốc, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Mặc dù nước thuốc chẳng còn bao nhiêu nhưng nỗi đau vẫn không hề giảm bớt, ngược lại còn ngày càng đau nhức hơn. Hiện giờ Mã Siêu đang ở vương cảnh hậu kỳ nhưng sau khi phá giải phong ấn vẫn có thể đấu với cao thủ thần cảnh trung kỳ. Một khi anh ta có thể đột phá vương cảnh đỉnh phong, có lẽ cũng có thể đánh ngang sức với cả thần cảnh hậu kỳ. Cậu Thanh, sắp đến giờ rồi. Chúng ta phải tới võ quán Yến Đô rồi. Đúng lúc này, vương chiến đi tới cung kính nói. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô tổ chức tại võ quán Yến Đô. Một tiếng nữa mã siêu mới có thể kết thúc tắm thuốc, nhưng cuộc đấu võ đã sắp bắt đầu. Được, bọn anh qua đó trước đợi mã siêu em bảo cậu ấy tới thẳng võ quán yến đô dương thanh nhìn sang phùng tiểu uyển cô ta gật đầu nghiêm túc nói anh thanh ông chiến hai người nhất định phải cẩn thận yên tâm bọn anh sẽ tự bảo vệ mình dứt lời dương thanh dẫn vương chiến rời đi lúc này võ quán yến đô đã đông nghịt người khán đài bốn góc rộng lớn chật như nêm cả võ quán đều chìm trong đủ loại khí tức võ thuật khủng bố Người vào được đây không giàu có cũng quyền quý, cao thủ đều có cảnh giới từ vương cảnh trở lên. Cậu Thanh, tôi cảm nhận được mấy cao thủ thần cảnh. Vừa bước vào khán đài, vương chiến trầm giọng nói. Dương Thanh gật đầu. Vương chiến có thể cảm nhận được sự tồn tại của cao thủ thần cảnh, đương nhiên anh cũng có thể. Không ngờ ngoại trừ anh và vương chiến, trong đây ít nhất cũng phải có 15 cao thủ thần cảnh. Trong số họ có tận 4 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Chiêu Châu đúng là ngọa hổ tàng long. Ánh mắt Dương Thanh lóe lên, hít mắt nói, nếu những cao thủ thần cảnh này làm việc cho chiến vực, có lẽ thực lực của Chiêu Châu sẽ vô cùng lớn mạnh. Có thể nói, số lượng cao thủ thần cảnh có mặt trong võ quán Yến Đô hôm nay nhiều hơn cả chiến vực. Quan trọng là, bọn họ chưa phải tất cả cao thủ thần cảnh của Chiêu Châu. Vương Chiến không khỏi đỏ mặt nói, sau này nếu Chiêu Châu cần tới, tôi nhất định sẽ xông pha chiến trường. Lão ta từng là cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc Họ Long, cả đời làm việc vì Hoàng tộc Họ Long, cũng chưa từng đi tới chiến trường, càng đừng nói tới chiến đấu vì chiêu châu. Từ lúc Dương Thanh và Vương Chiến bước vào võ quán Yến Đô đã bị đám cao thủ hàng đầu để mắt tới. Nếu hoàng tộc và vương tộc không nhúng tay, Dương Thanh mới là người có khả năng trở thành vương của Yến Đô nhất. Chính vì có người loan tin Dương Thanh muốn xưng vương ở Yến Đô nên người của vương tộc mới nhao nhao kéo tới. Sau đó, cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật cũng chạy tới Yến Đô. Dương Thanh không thèm nhìn bọn họ, Đi một mạch tới ghế khách quý. Người trẻ tuổi kia là ai, sao lại có tư cách ngồi ghế khách quý? Không ai ngờ tới vương chiến sẽ ra mặt. Người trung niên có thực lực thần cảnh sơ kỳ kia cảm nhận được khí thế khủng bố trên người vương chiến lập tức tái mét. Lúc này, ông ta cảm thấy trước mặt mình không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục, đối phương có thể dễ dàng giết chết ông ta chỉ bằng một suy nghĩ. Sau lưng ông ta ướt sũng mồ hôi. Mọi người xung quanh đều đang nhìn ông ta khiến ông ta thấy mặt mình nóng rát dương thanh vẫn không thèm nhìn ông ta lấy một cái giống như vừa rồi người ông ta hỏi không phải anh vương chiến từ bao giờ ông đã biến thành con chó chung thành thế đúng lúc này một người trung niên đứng ở khu vực của hoàng tộc họ long châm chọc hỏi vương chiến lập tức cau mày ông ta từng là cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ long sao lại không nhận ra đối phương người trung niên kia chính là long khoa con trai thứ của long hoàng cũng là bố của Long Phi Dương từng chạy tới phòng khám ái dân khiêu khích lão ta và Long Thiên Vũ. Từ khi Long Thiên Vũ bị phế võ thuật, bố của hắn ta cũng dần bị thu hồi quyền lợi. Hiện giờ nhánh của Long Khoa mới mạnh nhất hoàng tộc họ Long. Còn Long Khoa cũng đang được Long Hoàng coi trọng, nghe nói có khả năng trở thành người thừa kế. Bên cạnh ông ta còn có Long Giang, cao thủ thần cảnh trung kỳ đi theo Long Phi Dương tới phòng khám ái dân gây chuyện. Nhưng Long Giang không phải người mạnh nhất hoàng tộc họ Long một lão già da mặt nhăn nheo đang nhìn chằm chằm dương thanh đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng dường như cảm nhận được dương thanh quay lại đối mặt với lão ta giây phút nhìn vào mắt lão già kia anh lập tức hoảng hốt cảm thấy như đang rơi vào địa ngục nhưng chỉ trong phút chốc dương thanh đã thoát ra được nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ rốt cuộc trong mắt lão già kia lộ ra vẻ kinh ngạc từ nhỏ lão ta đã luyện thuật thôi miên lúc chiến đấu có thể khiến đối thủ chìm trong ảo giác thậm chí là ngủ say. Cao thủ giao đấu có thể nhanh chóng phân thắng bại. Khi đối đầu với cao thủ có thực lực tương đương, lão ta chỉ cần khiến đối phương chìm vào ảo giác trong nháy mắt là có thể lấy mạng đối phương. Nhưng vừa rồi Dương Thanh bị lão ta dùng thuật thôi miên, anh lại có thể khôi phục bình thường trong nháy mắt. Khi lão ta đang kinh ngạc, lòng Dương Thanh cũng trầm xuống. Anh biết hoàng tộc Chiêu Châu có một vài cao thủ cực mạnh, còn có thủ đoạn đặc biệt, nhưng không ngờ lại gặp được một cao thủ biết thôi miên, Lão già của hoàng tộc họ Long kia chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, nhưng kết hợp với thuật thôi miên chắc chắn có thể phát huy sức chiến đấu của thần cảnh đỉnh phong. Một khi lão ta đột phá thần cảnh đỉnh phong, đến cả anh cũng thấy khó giải quyết. Sao không nói chuyện, chủ của ông không ra lệnh, ông không có gan trả lời tôi nữa à? Long Khoa thấy chiến vương ngó lơ mình, lập tức mỉa mai hỏi. Vương chiến nhíu mày định lên tiếng, lại nghe thấy Dương Thanh nói, chó thích sủa loạn. Khi có chó sủa loạn, ông mà đáp lại chẳng phải cũng giống nó rồi sao cậu thanh dậy phải sắc mặt vương chiến lập tức dịu đi vội vàng ngồi xuống cạnh anh uyên long khoa vỗ bàn đứng bật dậy cả giận nói danh con mày mắng ai là chó nhưng dương thanh vẫn chẳng thèm nhìn ông ta như thật sự coi ông ta là một con chó thích sổ loạn chết tiệt mày muốn chết hả long khoa hoàn toàn bị chọc giận điện hạ đúng lúc này lão già biết thôi miên sau lưng long khoa đột nhiên ngăn ông ta lại trầm giọng nói, cậu ta rất mạnh. Cái gì, Long Khoa chỉ biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ đến cả lão ta cũng phải công nhận. Long Giang cũng lên tiếng, điện hạ, đồng giã nói đúng đấy. Thằng danh kia rất mạnh, chính nó đã lừa 10 tỷ của chúng tôi. Hai cao thủ thần cảnh bên cạnh đều nói vậy khiến sắc mặt Long Khoa cực kỳ khó coi. Vậy thì cho nó sống thêm một lúc nữa, Long Khoa nghiến răng nghiến lợi nói. Đám người hóng hớt thấy Long Khoa im bặt đều cảm thấy kinh hãi. Trong mắt mọi người, hoàng tộc là gia tộc đứng đầu chiêu châu, vậy mà lại có người dám nói người của hoàng tộc họ Long là chó ngay trước mặt bao người. Khiếp sợ hơn cả là Long Khoa có khả năng trở thành Long Hoàng tương lai lại không nói gì. Giờ phút này, nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh, vô cùng tò mò chàng trai trẻ có tư cách ngồi ghế khách quý này. Cậu Thanh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc ấy, một cô gái xinh đẹp tươi cười đi tới chủ động chào hỏi Dương Thanh. Thượng quan nhu của Hoàng tộc Thượng quan, trong khi mọi người đều đang hoài nghi thân phận của thượng quan nhu cô ta đã ngồi xuống ghế khách quý bên cạnh dương thanh vẻ mặt thân thiện dương thanh không có cảm giác gì với cô ta chỉ lạnh lùng nhìn một cái chỗ này có người ngồi rồi anh giữ chỗ bên cạnh cho mã siêu không ngờ cô ta lại chiếm đoạt thượng quan nhu khẽ cười nói cậu thanh yên tâm tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu nói xong sẽ đi ngay dứt lời cô ta thì thầm vào tai anh Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô hôm nay vốn là một cái bẫy, dù cậu thật sự có thể giành được quán quân cũng chưa chắc đã kế thừa được đế thôn. Ngay sau đó, cô ta liền đứng dậy rời đi. Đến khi Dương Thanh lấy lại tinh thần, Thương Quan Nhu đã trở về chỗ mình. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô bắt đầu tiến hành. Đám người có mặt đều vô cùng kích động, nhưng Dương Thanh lại thấy bất an. "Sốt cuộc thượng quan Nhu nói cuộc đấu võ hôm nay là một cái bẫy là có ý gì?" Quy tắc đấu võ cực kỳ đơn giản. Người nhận được thư mời đều có quyền tham gia đấu võ, thua một lần lập tức loại bỏ. Người thắng có thể lựa chọn nhận lời khiêu chiến của người khác, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Từ đầu đến giờ, trên sàn đấu đều là cao thủ vương cảnh, không có lấy một cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Cậu Thanh, cứ tiếp tục như vậy đến bao giờ mới kết thúc. Vương Chiến đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, không biết ai là người tổ chức đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô rõ ràng chỉ cần mời cao thủ thần cảnh tham gia là được, nhưng đối phương lại mời cả cao thủ vương cảnh lên đấu, đúng là lãng phí thời gian. Các khách mời xem đấu sai xưa, nhưng đối với cao thủ thần cảnh như Dương Thanh và Vương Chiến, quả thực là lãng phí thời gian. Tổng cộng có bao nhiêu người tham gia đấu võ? Dương Thanh bỗng hỏi. Vương Chiến đáp, 17 cao thủ thần cảnh, còn cao thủ vương cảnh nghe nói có hơn 1.200 người, nhưng cụ thể là bao nhiêu tôi cũng không rõ. Theo tiến độ hiện giờ, trung bình 10 phút đấu xong một trận. Ở đây có hơn 1.200 cao thủ, vậy ít nhất cũng cần đấu 1.200 trận mới có thể chọn ra quán quân cuối cùng. Võ quán có 10 sàn đấu, tức là ít nhất cũng cần đấu 120 lượt trận, là 1.200 phút. Dương Thanh Cao Mày nói, vậy thì ít nhất cũng phải mất 20 tiếng mới có thể kết thúc cuộc đấu võ. Vương Chiến gật đầu, tôi cứ cảm thấy cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô lần này có vấn đề gì đó, nhưng lại không nói rõ ra được đến cả vương chiến cũng ý thức được vấn đề sao. Xem ra thượng quan nhu nói đúng, cuộc đấu võ hôm nay chính là một cái bẫy. Rốt cuộc là kẻ nào dám mời toàn bộ cao thủ hàng đầu chiêu châu tới đấu võ? Nếu mục đích của đối phương không phải muốn chọn ra vương của Yến Đô, vậy thì là vì cái gì? Dương Thanh vô thức nhìn sang thượng quan nhu. Lúc này cô ta đang nhàm chán nghịch điện thoại, dường như không hề hứng thú với cuộc đấu võ trước mặt. Không chỉ cô ta, cao thủ của bốn hoàng tộc cũng không thèm xem số võ thậm chí đến cả cao thủ vương cảnh hậu kỳ và vương cảnh đỉnh phong cũng không xem đấu võ. Ngay khi Dương Thanh đang nghi ngờ, một bóng người trẻ tuổi chợt bước tới. "Chào anh Thanh, tôi là Diệp Sung của hoàng tộc họ Diệp." Anh ta mặc bộ quần áo sang trọng, nhìn là biết thuộc dòng chính của hoàng tộc. Lúc này, anh ta đang tươi cười giơ tay với Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Sung, tuy không biết đối phương có ý đồ gì nhưng vẫn đồng ý bắt tay. "Không biết điện hạ tìm tôi có chuyện gì?" anh lạnh nhạt hỏi, vừa rồi vương chiến đã giới thiệu các nhân vật quan trọng của bốn hoàng tộc với anh. Diệp Sung là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp. Bố của anh ta còn mạnh hơn, mới 50 tuổi đã đột phá thần cảnh hậu kỳ, được chọn làm người thừa kế của hoàng tộc họ Diệp. Có thể đoán được địa vị của Diệp Sung trong gia tộc rất cao. Anh ta 28 tuổi, bằng tuổi Dương Thanh, có thực lực bán bộ thần cảnh dù là Dương Thanh cũng chưa gặp được mấy người đạt được bán bộ thần cảnh trước năm 30 tuổi. Tôi tin anh cũng cảm nhận được, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô hôm nay rất kỳ lạ. Diệp Sung bình tĩnh nói, tôi có cảm giác nó giống đại hội lựa chọn cao thủ võ thuật để dâng cho người khác hơn. Nghe vậy, Dương Thanh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, lựa chọn cao thủ cho người khác? Ý của điện hạ là có người dùng cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô này làm vỏ bọc? tập hợp tất cả cao thủ trên vương cảnh ở đây thật ra là để chọn người có thiên phú võ thuật xuất chúng sao. Diệp sung gật đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, đương nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi. Chân tướng là gì tôi cũng không rõ. Không biết anh có biết được gì không? Diệp Sung là người đứng đầu đời thứ ba của hoàng tộc họ Diệp, thế nhưng thái độ bình dị gần gũi khiến người ta không có cảm giác xa lạ với anh ta. Dương Thanh đáp, tôi cũng nghe người ta nói đây là một cái bẫy. Bẫy, Diệp Sung nhíu mày, xem ra đây đúng là một cái bẫy. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào dám lợi dụng cả người của hoàng tộc. Rõ ràng anh ta cũng chẳng biết được bao nhiêu, chỉ tự suy đoán có người muốn mượn cuộc đấu võ lần này để chọn ra một vài cao thủ có thiên phú hơn người. Nhưng như vậy đã đủ khiến Dương Thanh phải giật mình kinh hãi. Lúc này anh cũng cảm thấy giống như lời Diệp Sung nói, có người muốn chọn những người có thiên phú võ thuật xuất chúng ở Chiêu Châu. Anh cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai, hay là thế lực nào dám lợi dụng toàn bộ cao thủ của Chiêu Châu răng ra cái bẫy này? Không biết anh có hứng thú muốn nhập cuộc cùng tôi không? Diệp Sung bỗng bật cười nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ồ, ý của Điện Hạ là đang muốn nhập cuộc sao? Dương Thanh nở nụ cười. Diệp Sung gật đầu, có tất cả 10 sàn đấu. Tôi định liên thủ với ba hoàng tộc còn lại đồng loạt ra tay, mỗi nhà chiếm một sàn đấu, cộng thêm Hiệp hội Võ Thuật và Anh Thanh sẽ có 6 sàn đấu. Nếu cao thủ của 6 thế lực lớn chúng ta nhập cuộc, chắc là có thể dụ người đứng sau xuất hiện. Dương Thanh im lặng một lúc, gật đầu đáp, chỉ cần Điện Hạ thuyết phục được các thế lực khác, tôi cũng đồng ý tham gia. Được, quyết định vậy đi. Tôi đi thương lượng với các thế lực khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là một ngày một đêm cũng chưa thể chọn ra quán quân cuối cùng. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhập cuộc, Diệp Sung nhìn bốn hoàng tộc rồi nhìn về phía Hiệp hội Võ Thuật và Dương Thanh, cất tiếng nói. Mấy thế lực này đều ngồi ở ghế khách quý, rõ ràng Diệp Sung đang nói với bọn họ. Không biết Diệp Điện Hạ muốn nhập cuộc thế nào, Long Khoa ngồi ở khu của hoàng tộc họ Long hỏi. Người phụ trách của các hoàng tộc còn lại và Hoa Anh Kiệt của Hiệp hội Võ Thuật đều nhìn về phía Diệp Sung. Diệp Sung khẽ cười đáp, có 10 sàn đấu, 4 hoàng tộc chúng ta mỗi nhà chiếm một sàn, Hiệp hội Võ Thuật chiếm một sàn, Anh Thanh của tập đoàn Nhãn Thanh chiếm thêm một sàn nữa. Vậy thì 6 sàn đấu đều bị chúng ta độc chiếm rồi. Chúng ta cứ phái cao thủ thần cảnh lên đấu luôn, loại hết đám tôm tép nhãi nhép ra đã. Sau đó chúng ta lại đấu với nhau, được không? Đương nhiên, hoàng tộc họ Diệp định phái ra hai cao thủ thần cảnh cùng lúc để tỏ lòng thành. Anh ta vừa dứt lời, hai cao thủ thần cảnh sơ kỳ tự giác đi lên hai sàn đấu khác nhau. Diệp biện Hạ có lòng, Thượng Quan Nhu cười nói, Hoàng tộc Thượng Quan đồng ý nhập cuộc. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Ngay sau đó, hai cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc Thượng Quan cũng leo lên sàn đấu, Hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc thượng quan đều đã tỏ thái độ, hoàng tộc họ Long không thể lạc hậu được. Chúng tôi cũng đồng ý phái ra hai cao thủ thần cảnh. Long khoa cũng cười nói. Hoàng tộc họ Đoàn ra trận, người phụ trách của hoàng tộc họ Đoàn là một người đàn ông trung niên. Ông ta vừa vung tay một cái, hai cao thủ thần cảnh liền bước lên sàn đấu. Thoáng chốc 8 trong số 10 sàn đấu đã bị 4 hoàng tộc chiếm đoạt, chỉ còn lại hai cái cuối cùng. Hoa Anh Kiệt vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ gọi tên một người, Chi hội trưởng Hồng. Chi hội trưởng Hồng cũng đi lên sàn đấu thứ 9. Tất cả mọi người đều nhìn sang Dương Thanh. Cậu Thanh, tôi lên cho. Vương Chiến hỏi. Thấy Dương Thanh gật đầu, Vương Chiến cũng leo lên sàn đấu. Thoáng chốc, toàn bộ võ quán yến đô tràn ngập khí thế của cao thủ thần cảnh. Đám cao thủ vương cảnh vốn đang định tranh đấu đều xám xịt mặt mày. Mười sàn đấu đều bị cao thủ thần cảnh độc chiếm, bọn họ làm gì còn cơ hội tuy nhiên vẫn có kẻ ngu xuẩn muốn thử sức với cao thủ thần cảnh. Mấy cao thủ bán bộ thần cảnh liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi lên sàn đấu. Bắt đầu, trong tài gia hiệu, 10 cao thủ bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới đối thủ của mình. Giờ phút này, bầu không khí trong võ quán cũng được đẩy lên cao trào, tất cả đều mong chờ, căng thẳng nắm chặt tay. Nhưng 10 cao thủ thần cảnh đều không thèm ra tay, chỉ đứng im tại chỗ, không hề e ngại cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công bịch người đầu tiên bị cao thủ bán bộ thần cảnh tấn công là cao thủ của hoàng tộc họ long cao thủ bán bộ thần cảnh vừa tung đấm về phía cao thủ của hoàng tộc họ long dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhưng cao thủ của hoàng tộc họ long không hề bị dao động nhếch miệng cười lạnh không biết tự lượng sức mình ầm um, nói xong một luồng khí thế khủng bố trên người lão ta bộc phát lão ta đá bay cao thủ bán bộ thần cảnh rơi thẳng xuống dưới sàn đấu Cùng lúc đó, các cao thủ bán bộ thần cảnh trên 9 sàn đấu còn lại cũng đồng loạt bị đánh văng ra khỏi sàn đấu. Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn 10 cao thủ thần cảnh trên sàn đấu. Mạnh, mạnh thật đó, cao thủ bán bộ thần cảnh không hề có sức phản kháng. Đến cả cao thủ bán bộ thần cảnh còn không chịu nổi một đòn, thực lực vương cảnh như chúng ta còn cơ hội gì nữa. Chấm, đám cao thủ vương cảnh đứng phía dưới đều tái mét giờ phút này bọn họ mới ý thức được mình chỉ là vật hy sinh. tôi rút khỏi cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô. tôi cũng rút lui, chấm, cao thủ vương cảnh nhao nhao tuyên bố muốn rút khỏi cuộc đấu võ. nhưng vẫn còn người đang quan sát. còn ai muốn đấu tiếp, lên hết đi. một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ diệp bỗng lạnh giọng nói. các cao thủ thần cảnh còn lại trên sàn đấu cũng thi nhau tỏ thái độ. các người cùng lên đi. rõ ràng bọn họ đều muốn đánh nhanh thắng nhanh tiếp tục thế này vẫn còn quá chậm. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể liên thủ. Chúng ta liên thủ đánh bại họ trước rồi quyết thắng thua sau được không? Được, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý, chấm. Những cao thủ vương cảnh vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành vương của Yến Đô Dõng Giạc nói. Nhất thời, mỗi sàn đấu đều có mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh lao lên. Nếu không phải diện tích sàn đấu có hạn, sợ là sẽ còn nhiều người hơn nữa các cao thủ vương cảnh hậu kỳ không có tư cách tham chiến, chỉ có thể trở thành khán giả. Giết, rốt cuộc cũng có người bắt đầu. Trên sàn đấu của vương chiến, mười mấy cao thủ vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh đồng loạt xông tới chỗ lão ta. Vương chiến vẫn tỏ ra lạnh lùng, khí thế thần cảnh trung kỳ bộc phát. Cút, lão ta gầm lên, dẫm mạnh xuống sàn đấu. ầm ầm, sàn đấu phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, khí thế khủng bố bao phủ cả sàn đấu bịch 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 vương chiến đột nhiên biến mất đến khi xuất hiện trên sàn đấu chỉ còn một mình lão ta chín sàn đấu còn lại cũng tương tự cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã chỉ còn các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc trụ lại cảnh tượng này khiến đám cao thủ còn dục dịch muốn xông lên hoàn toàn tuyệt vọng có thể nói thần cảnh và dưới thần cảnh là hai khái niệm khác hẳn nhau thần cảnh vô địch không thể đánh bại tôi từ bỏ tôi cũng từ bỏ chấm trong hội trường rộng lớn các cao thủ vương cảnh nhau nhau bỏ quyền thi đấu. Từ lúc Diệp Sung đề nghị các thế lực đứng đầu chiêu châu cùng nhập cuộc đến nay chỉ mới được 5 phút, vậy mà đã có thể loại bỏ toàn bộ cao thủ dưới thần cảnh. Cuộc đấu võ vốn phải diễn ra 20 tiếng nữa thoát cái rút ngắn chỉ còn vài tiếng, có khi chỉ còn mấy chục phút. Còn ai dám đấu nữa không? Audio điện tử võ tấn bền không chỉ mình hoa anh kiệt, các cao thủ thần cảnh của hoàng tộc cũng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông là ai? Hoa Anh Kiệt giận giữ nhìn cao thủ thần bí kia, lạnh giọng chất vấn. Cao thủ bí ẩn vừa xuất hiện liền đánh bại chi hội trưởng Hồng mặc một chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ đen che kín mặt. Nhưng khí thế mạnh mẽ trên người lão ta lại khiến mọi người hoảng loạn. Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, cùng nhìn chằm chằm cao thủ áo đen. Không biết tại sao anh cảm thấy ở lão ta có gì đó rất quen thuộc. Thực lực của cao thủ áo đen cực mạnh, khí tức võ thuật là thần cảnh đỉnh phong ở đây có rất nhiều cao thủ thần cảnh nhưng trừ dương thanh và hoa anh kiệt không còn ai có thực lực thần cảnh đỉnh phong nữa cao thủ thần cảnh đỉnh phong chỉ có thể là người đứng đầu hoàng tộc hoặc là cao thủ bí mật của hoàng tộc hay là các cao thủ sống ẩn dật mặc dù hoàng tộc ngấp nghé đế thôn nhưng cũng e ngại người từ trăm năm trước kia có thể nói bọn họ phái người tới tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô đã là phạm quy đương nhiên sẽ không dám để chủ nhân hoàng tộc tự mình tới nhưng bây giờ lại xuất hiện một cao thủ áo đen có thực lực thần cảnh khiến mọi người cảm thấy bị uy hiếp rốt cuộc ông là ai hoa anh kiệt lại hỏi ý chí chiến đấu phun trào cốt cao thủ áo đen bỗng gầm lên khiến tất cả đều kinh hãi ông muốn chết hả hoa anh kiệt là hội trưởng hiệp hội võ thuật sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này lão ta lập tức lao thẳng về phía cao thủ áo đen cao thủ trên các sàn đấu khác cũng nhìn sang vẻ mặt nghiêm trọng bịch một giây sau hoa anh kiệt nhảy lên sàn đấu tung đấm tấn công cao thủ áo đen mọi người sợ hãi chứng kiến cao thủ áo đen cũng vung nắm đấm chống đỡ đồng thời một khí thế kinh người từ giữa sàn đấu càn quét bốn phía sàn đấu vô cùng cứng rắn bắt đầu xuất hiện vết nứt bịch ngay sau đó tiếng động thật lớn vang lên sàn đấu vỡ nát cao thủ áo đen và hoa anh kiệt đều đứng trên mặt đất lúc này không một ai chú ý tới sàn đấu đã bị hủy không thể đấu võ được nữa Tất cả đều dán mắt lên người cao thủ áo đen và Hoa Anh Kiệt. Chuyện đến nước này, sàn đấu đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn trận đấu võ thuật đúng nghĩa. "Giết!" Hoa Anh Kiệt gào lên, thực lực thần cảnh đỉnh phong bộc phát chèn ép về phía cao thủ áo đen. Bịch bịch bịch, hai người đều là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, cuộc chiến lập tức bắt đầu. Các cao thủ vương cảnh vây quanh quan sát chỉ cảm thấy trái tim cũng rung động theo từng đòn công kích của hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong các cao thủ thần cảnh ở chín sàn đầu còn lại đều xa sầm mặt. Phần lớn bọn họ đều là cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Dù chỉ quan sát cũng vẫn cảm nhận được áp lực đè nặng như núi, đừng nói là giao đấu với hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong thực thụ. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong chưa xuất hiện, còn ai có tư cách tranh giành quán quân. Bịch, bỗng hoa anh kiệt bị một đòn của cao thủ áo đen đánh bay, đâm thẳng vào một sàn đấu khác. Giờ phút này, tất cả đều sợ ngây người nhìn chầm chầm cao thủ áo đen không chịu nổi một đòn. Cao thủ áo đen cười lạnh nhìn các cao thủ thần cảnh trên chín sàn đấu còn lại, chỉ vào từng người, các người cùng lên đi. Cái gì, lão ta muốn một mình khiêu chiến 10 cao thủ thần cảnh? Lão ta điên rồi sao? Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ à? Dù lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng đâu thể nào đối phó được cả 10 cao thủ thần cảnh cùng lúc. Đám cao thủ vương cảnh đều sợ chết khiếp. Người của hoàng tộc cũng có cảm giác như vậy. Còn Dương Thanh lại cau mày, Đương nhiên anh cảm nhận được thực lực của cao thủ áo đen này cực kỳ khủng bố, dù cùng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng sức chiến đấu lại vượt xa các cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường. Sợ là 10 cao thủ thần cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đánh lại một mình lão ta. Anh không quan tâm sự sống chết của cao thủ hoàng tộc, chỉ lo lắng cho vương chiến. Cao thủ áo đen đã dám khiêu chiến cả 10 cao thủ thần cảnh, đương nhiên là có lòng tin sẽ giành chiến thắng. Chết tiệt, hoa anh kiệt cũng bỏ lồm cồm dậy, bộ dạng thê thảm không còn giống hội trưởng của hiệp hội võ thuật sắc mặt lão ta tràn đầy dữ tợn bị đánh bại trước mặt mọi người chính là nỗi nhục lớn nhất của lão ta nói đúng hơn lão ta đã thua trận sàn đấu ban đầu của lão ta đã bị phá hủy nhưng vừa rồi lão ta lại bị cao thủ áo đen đánh bay ra một sàn đấu khác như vậy khác gì đã thua nhưng lão ta không hề có ý định rời khỏi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm cao thủ áo đen cao thủ áo đen không thèm nhìn lão ta dường như lão ta có tham chiến hay không cũng không quan trọng. Vậy thì bọn tôi chỉ có thể liên thủ. Đúng lúc này, cao thủ của hoàng tộc họ Long bỗng lên tiếng. Tuy những người khác không nói gì nhưng đều đang đợi người nói ra câu này. Thực lực của cao thủ áo đen quá khủng bố, trừ phi bọn họ liên thủ với nhau, nếu không sẽ không có một chút phần thắng nào. Giết, 10 cao thủ cùng sông lên. Cao thủ áo đen nhếch môi cười lạnh, xòe 10 ngón tay hét lớn, biến. Mọi người giật mình phát hiện, mười cao thủ vốn đang lao về phía cao thủ áo đen lại đồng loạt ngã lăn ra đất vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn xảy ra chuyện gì vậy lúc trước anh đã từng giết một cao thủ miêu thành tên miêu vân nghiễm miêu vân nghiễm cũng là một đại sư cổ thuật chỉ là ông ta thua xa lão già mặc áo đạo sĩ đen trước mặt đây cũng là lý do tại sao dương thanh chỉ liếc mắt thôi là đã nhận ra đây là cao thủ miêu thành bởi vì hơi thở trên người miêu vân nghiễm đã bị anh giết giống hệt hơi thở của lão già mặc áo đạo sĩ đen này có lẽ hai người là người cùng sư môn. Dương Thanh, đúng lúc này, lão già mặc áo đạo sĩ đen nhìn sang Dương Thanh. Đó là một gương mặt cực kỳ già nua và gầy gò, gương mặt nhăn nheo. Lúc này, đôi mắt đen nhánh đó tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Dương Thanh nhíu mày, miêu vân nhiễm là gì của ông? Hơi thở trên người lão già mặc áo đạo sĩ đen cực kỳ giống miêu vân nhiễm, lúc này ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng đầy sát khí. Dương Thanh gần như có thể xác định được lão già mặc áo đạo sĩ đen này là người rất thân với Miêu Vân Nghiễm. Căn cứ theo sự tranh lệch tuổi tác của hai người thì Miêu Vân Nghiễm có thể là đồ đệ hoặc con cháu của lão ta. Lăn đến đây chịu chết đi, lão già mặc áo đạo sĩ đen giống lên phẫn nộ. Trong nháy mắt, một luồng hơi thở kinh khủng của thần cảnh đỉnh phong không ngừng toát ra từ người lão ta. Nếu ông đã muốn chết thì tôi tác thành cho ông, Dương Thanh nói rồi bước ra. Nhưng đúng lúc này, một hơi thở kinh khủng khác lại đi trước Dương Thanh một bước, xông thẳng về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen, đồng thời còn quát to, muốn động đến anh Thanh thì phải bước qua xác tôi trước. Người đó không phải ai khác mà chính là Mã Siêu. Mã Siêu của lúc này, toàn thân toát ra hơi thở thần cảnh sơ kỳ, chỉ thấy anh ra dẫm mạnh xuống đất, giống to, phá giải phong ấn. Giây tiếp theo, một luồng hơi thở võ thuật kinh khủng phát ra từ người anh ta. Giết, anh ta giống lên rồi xông thẳng về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen lúc anh ta đang ở cảnh giới vương cảnh trung kỳ sau khi phá giải phong ấn sức chiến đấu thì có thể bộc phát đến bán bộ thần cảnh bây giờ anh ta đã bước vào thần cảnh sơ kỳ lại phá giải phong ấn nữa một luồng hơi thở võ thuật cao hơn thần cảnh hậu kỳ toát ra từ người anh ta nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất của anh ta lúc anh ta xông về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen anh ta nuốt viên thuốc màu đen hiển nhiên đó là viên thuốc vùng tiểu huyền cho anh ta phá giải phong ấn sức chiến đấu cộng thêm viên thuốc tăng thực lực sau vài giây ngắn ngủi hơi thở võ thuật trên người mã siêu đã vọt thẳng lên thần cảnh đỉnh phong. Muốn chết, lão già mặc áo đạo sĩ đen lên cơn thịnh nộ, đánh về phía mã siêu, trong lòng bàn tay lão ta còn có một con cổ trùng dữ tợn. Một khi cổ trùng này dính lên người mã siêu, có lẽ mã siêu cũng sẽ trúng cổ độc giống như 10 cao thủ thần cảnh kia. Dương Thanh nhíu mày đổ mồ hôi thay mã siêu. Thực lực của lão già mặc áo bảo đen quá mạnh, lại còn là đại sư cổ thuật, trong số những người cùng cảnh giới, ít ai là đối thủ của lão ta, huống chi là người mới bước vào thần cảnh sơ kỳ, ép mình tăng thực lực như mã siêu. Cốt, bàn tay của lão già mặc áo đạo sĩ đen chuẩn bị dính lên người mình, mã siêu nổi giận gầm lên, bỗng dẫm mạnh xuống đất, vội vã tránh né. Cùng lúc đó, anh ta trưởng một chiêu về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. ầm, um, bị trúng chiêu này nên lão già mặc áo đạo sĩ đen lùi ra sau vài bước. Mã siêu không hề nương tay, thừa dịp lão già mặc áo bảo đen bị anh ta đánh đến mức lùi về sau vài bước, anh ta lại xông đến. ầm ầm ầm, đợt tấn công của mã siêu cứ rơi xuống một cách điên cuồng, lão già mặc áo bảo đen chỉ có thể đánh trả. Nhất thời toàn bộ hội trường bị bao trùm bởi ý chiến chiến đấu kinh khủng. Đám người quý tộc đứng xung quanh đang ngây người vì ngạc nhiên. Mười cao thủ thần cảnh bắt tay mà vẫn bị lão già mặc áo đạo sĩ đen đánh bại, lúc này một cao thủ trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi bỗng xuất hiện nhưng lại có thể đánh ngang tay với lão già mặc áo bảo đen